Chương 561 ngày thứ 2 của giải đấu, độ kịch liệt còn vượt qua ngày đấu loại thứ nhất, những người có thể đi đến vòng này, phần lớn thực lực đều rất mạnh, nhưng mà cho dù như nào, muốn thu hoạch được thắng lợi, đều là phải liều mạng đem hết toàn lực ra thi thố, thậm chí có thể liều mạng dẫn đến lưỡng bại cầu thương, mới mong có thể tìm được thắng lợi mong manh. Sau khi đợt thứ nhất nhẹ nhàng trôi qua, đợt thứ hai với khí thế hừng hực tiến hành, giữa sân dự thi hai người lần lượt lên sân đấu, trải qua cuộc tỉ thí cực kỳ quyết liệt, một người vui mừng và một người buồn bã rời sân. Trên đài cao, Tiêu Viêm nhìn Ngô Hạo giữa sân đấu đang bị đối phương áp chế xuống hạ phong, nhịn không được thở dài một hơi. Hôm nay hắn vận khí của hắn thật không tốt, rút thăm ngẫu nhiên đối thủ, lại chọn đúng một gã đứng trong nhóm người cường bảng cao thủ. Ở cấp độ này, chênh lệch một cấp là có sự khác biệt rất lớn. Như lúc này đây, Ngô Hạo liều mạng sử dụng toàn bộ sức mạnh, nhưng cũng là từng bước rơi vào thế hạ phong. Tới giờ phút này, cục diện trận đấu cơ hồ đã hoàn toàn bị nắm giữ trong tay đối thủ. Ngô Hạo có thể đến vòng này xem như là đã thành công, nếu như gặp đối thủ trước bài danh trước 20, thật ra có thể liều mạng, chẳng qua vận khí cũng kém một chút, gặp được một gã đứng trong nhóm 10 cao thủ cường bảng. Mặc dù vậy, có thua ở trong tay đối thủ này, với tính tình Ngô Hạo thì cũng sẽ không hối tiếc. Đồng Nhi có chút khẽ lắc lắc đầu, cười nói. Tiêu Viêm cười gật đầu nói, Ngô Hạo căn bản không vì 10 cao thủ đứng đầu mà đến. Hắn tham gia thi đấu mục đích chủ yếu chính là muốn cùng cường giả nội viện chân chính đánh giá thực lực bản thân, hôm nay đối thủ của hắn như vậy, đã hoàn toàn thỏa mãn tâm nguyện của hắn, cho nên, dù thất bại, hắn cũng sẽ không quá thất vọng. Nhưng mà Tiêu Viêm ca ca, phải cẩn thận một chút với Diêu Thịnh, người này cũng có vài phần thực lực, khi đối chiến phải cẩn thận đó, Hân Nhi ôn nhu nhắc nhở nói. Yên tâm đi, Tiêu Viêm mỉm cười, hắn đã từng cùng Diêu Thịnh giao thủ một lần, hơn nữa có sự nhắc nhở của Tu Nhai, bởi vậy. Hắn đối với người này đã có chút hiểu biết, tự nhiên sẽ không tồn tại tâm lý khinh thường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Toàn trường có 24 người, nói cách khác, trải qua trận đấu hôm nay có thể lưu lại 12 người mà thôi. Dựa theo quy củ của giải đấu, trong 12 người, sẽ tùy tiện tuyển ra 6 người giao phong để chọn vị trí trong nhóm 10 người đứng đầu. Người thắng có thể cùng 6 người may mắn khác trực tiếp tiến vào nhóm thập cường, Đồng Nhi nhẹ giọng nói. Nói như vậy, chẳng phải là chỉ có 6 người bị chọn chúng phải thi đấu, còn lại là không cần thông qua thi đấu, liền có thể đi vào nhóm thập cường. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời kinh ngạc nói, đối với 6 người bị rút ra này mà nói, có phải là có điểm không được công bình? Haha, nào có chuyện tuyệt đối công bình, huống hồ có thể tiến vào vòng cuối cùng, đều chân chính có thực lực tiến vào nhóm thập cường. Khi thực lực đều tương đương, tự nhiên cũng là cần phải có một chút vận khí trong đó nữa, Hân Nhi thản nhiên cười nói. Cười khổ gật đầu, Tiêu Viêm bỗng nheo mày nói, 6 người tỉ thí, chiến thắng 3 người, mà số lượng không tỉ thí là 6 người, tựa hồ còn thiếu một người. Huân Nhi khẽ cười một tiếng, nói, ngươi phải chăng là đã quên đi tiểu cô nương bướng bỉnh Tử Nghiên sao? Lấy thực lực của nàng, vị trí đệ nhất, sợ là không thoát khỏi tay nàng rồi. Tiêu Viêm dùng mình, chợt mỉm cười gật đầu, nhưng thật ra hắn đem điều này nói ra, tối trọng yếu là không muốn quên tiểu hài tử kia. Quay đầu đem ánh mắt hướng trận đấu giữa sân, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng, lúc này Ngô Hạo đã hoàn toàn bị đối phương áp chế, không còn lực để phản kích, ở mỗi lần đấu khí va chạm nhau, đấu khí bao phủ thân thể trong khoảnh khắc bị đánh tan, đối thủ này xuống tay cũng không ngoan độc, vẻn vẹn chỉ là thi triển lực đạo, ý đồ là muốn chấn bay Ngô Hạo ra khỏi sân. Thể thay bay ra khỏi sân, Ngô Hạo cũng có chút rõ ràng, đối với người thắng lợi trên đài liền ôm quyền, sau đó xoa cánh tay, khóe miệng cười ha hả trở về trên đài cao. Tên kia thật mạnh, không hổ là nhóm 10 cao thủ cường bảng, ta dùng hết mọi thủ đoạn, ở trong tay hắn chỉ có thể kiên trì được 30 hiệp, hơn nữa lần này đối phương đã hạ thủ lưu tình. Đến trên đài cao, Ngô Hạo hướng về phía bọn người Tiêu Viêm sợ hãi than. Không có việc gì chứ? Nhìn biểu tình vui sướng của hắn, Tiêu Viêm nhịn không được lắc đầu, người này, bị đánh thành như vậy còn có thể hưng phấn được. Hắc hắc, da thịt bị thương, nghỉ ngơi vài ngày là tốt thôi. Ngô Hạo không thèm để ý khoát tay áo, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe được thanh âm già nua của trọng tài trên cao truyền xuống trận đấu tiếp theo, số 7. Ách, hình như đến lượt ngươi lên sân đấu. Nghe được lời nói trên đài cao truyền xuống, Ngô Hạo dùng mình, chợt đẩy đẩy Tiêu Viêm, hắc hắc cười nói. Tiêu Viêm cũng nghe được thanh âm kia, lập tức cũng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới phiên mình, chậm rãi quay đầu đi đến, ánh mắt quét về phía đài cao đối diện, nơi này, Diêu Thịnh cũng ngẩn ra, chợt khuôn mặt hé ra nụ cười âm nhu, nhất thời cười âm hiểm. Tên kia cũng thật là kiêu ngạo. Ngô Hạo bĩu môi, chợt vỗ bả vai Tiêu Viêm nói, nhưng cũng đừng có mà thua nhé, bằng không, với tính tình của tên kia, sợ rằng sẽ không thiếu điều làm nhục đối thủ đâu. Yên tâm đi, hắn không có cơ hội này đâu. Tiêu Viêm cũng đem ánh mắt đen âm lãnh hướng tới Diêu Thịnh nhìn lại, cười lạnh nói. Tiêu Viêm, đừng có mà thua đó, một tiếng cười khẽ vang lên cách đó không xa, bọn người Tiêu Viêm nghiêng đầu lại nhìn, nguyên lai là nhóm của Lâm Tu Nhai.
Hấp dẫn ánh mắt chính là nhân vật trung tâm, hành động của Lâm Tu Nhai tự nhiên hấp dẫn những ánh mắt trên đài cao hướng tới trên người Tiêu Viêm. Nghe những lời này, tựa hồ xuất thủ kế tiếp là hắn. Hướng về phía nhóm người Lâm Tu Nhai đáp lễ, mũi chân Tiêu Viêm điểm nhẹ trên mặt đất, nhàn nhạt ngân mang ở lòng bàn chân thành hình, trầm thấp như tiếng sấm, một đạo bóng đen chợt hiện ra giữa sân. Nhìn cách xuất hiện ở trong sân của Tiêu Viêm, trên khán đài mọi người đầu tiên là dùng mình, sau đó thần tình kinh hỉ, trải qua việc tạo nên trận đấu kịch liệt với Bạch Trình ngày hôm qua, đã không còn ai lại đối với thực lực của Tiêu Viêm xem nhẹ, hiện tại nhìn thấy hắn lại xuất chướng, tất cả đều có cùng một cảm giác muốn mở rộng tầm mắt. Hừ, kết cục trận đấu sẽ có nhanh thôi. Mặt khác trên đài cao, Liễu Phỉ cười lạnh nhìn Tiêu Viêm xuất hiện trên sân đấu, khinh thường bĩu môi, quay đầu ném cho Diệu Thịnh một ánh mắt hung nhuyễn, nếu bị thất bại bởi tên kia, về sau đừng có xuất hiện bên người ta nữa. Khóe miệng Diệu Thịnh nhướng lên, trên khuôn mặt hiện lên một chút âm nhu tàn nhẫn, yên tâm đi, Phỉ Nhi, ta sẽ theo lời ngươi, đem tên kia đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghe Diệu Thịnh nói như vậy, Liễu Phỉ mới vừa lòng mỉm cười. Đối với thực lực của người trước mặt, hắn chưa từng hoài nghi, đôi mắt đẹp hướng tới cô gái áo xanh đối diện, trong lòng hung tợn nói, một tiểu tiện nhân, xem sau khi Tiêu Viêm bị đả bại, ngươi còn có cái gì để mà kiêu ngạo. Cẩn thận một chút, Tiêu Viêm kia cũng không phải là đối thủ tầm thường. Nhắm mắt dưỡng thần đến bây giờ, Liễu Kình mày có chút khẽ cau lại, mở mắt nhìn Diêu Thịnh sắp xuất chướng, trầm giọng nói. Lão đại yên tâm đi, loại người này cũng không cần ngươi tự mình ra tay, có ta vậy là đủ rồi. Diêu Thịnh khóe môi nhếch lên nụ cười âm lãnh. Thấy Liễu Kinh coi trọng Tiêu Viêm kia như vậy, trong lòng hắn hơi có chút không vui, hôm nay rốt cục đã có thể trực tiếp quyết đấu. Hắn muốn cho Liễu Kinh biết, người kia chẳng qua chỉ là con hổ giấy mà thôi, dễ dàng đánh bại, căn bản không đáng để nhớ đến. Diêu Thịnh thân hình chớp động, lập tức nhảy xuống sân đấu, khi sắp rơi tới sân đấu, đấu khi tại hai chân bạo phát, đem tốc độ rơi chậm lại rất nhanh, cuối cùng nhẹ nhàng chạm đất, không xuất hiện chút bụi nào. Hóa ra là Diêu Thịnh, chẳng trách nói thực lực hắn hôm nay đã đủ để tiến vào nhóm 15 cao thủ của cường bảng. Đây chính là một kình địch chân chính. Đúng vậy, Diêu Thịnh hơn Bạch Trình rất nhiều, mạnh mẽ hơn không ít, trận đấu này chắc sẽ rất hấp dẫn, không biết Tiêu Viêm có thể tiếp tục vượt qua hay không. Không biết được đâu, với đấu khí của Diêu Thịnh, cũng làm cho một ít nhóm người cường bảng cao thủ cũng phải kiêng kỵ, lần này chưa biết hươu chết về tay ai à, hiện tại không thể đoán trước. Theo Diêu Thịnh tiến vào sân đấu, khán đài phía trên nhất thời vang lên từng trận khe khẽ bàn tán, hiển nhiên, đối với hai người trận đấu hai người này, bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Không để ý tiếng bàn tán xung quanh, bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi nắm huyền thước trên bả vai, đột nhiên hạ xuống, trọng thước xẹt qua không khí, vang lên tiếng rít bén nhọn, vô hình kình khí đánh lên mặt đất, xuất hiện một dấu vết nhàn nhạt. Ngẩng đầu lên, đối diện với vẻ mặt âm nhu đang hướng về phía mình không có chút hảo ý của Diêu Thịnh, trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng gợi lên một chút lạnh lẽo. Diêu Thịnh 3-4 lần khiêu khích sớm đã làm cho trong lòng Tiêu Viêm có chút khó chịu, lúc trước cũng đã từng nói, sẽ gặp nhau trong giải đấu. Hôm nay thực sự gặp phải, hắn tự nhiên cũng sẽ không có chút lưu thủ. Ngươi chẳng qua là tên may mắn mới có thể thuận lợi đến được đây, chẳng qua, vận may của ngươi đã hết, để cho ta giúp ngươi dừng lại thôi. Trong ánh mắt Diêu Thịnh xuất hiện hàn quang âm lãnh, hai tay vừa lật, hai thanh chủy thủ màu đen hiện ra, chủy thủ dài chừng nửa thước, thân đao phía trên có chạm mấy hình dạng cổ quái lõm vào, trong đó, ẩn ẩn màu đỏ sậm, giống như máu tươi ngưng kết, lộ ra một cỗ huyết tinh, chỗ lưỡi dao, tại chỗ mũi nhọn, nếu cẩn thận quan sát kỹ lưỡng, có thể phát hiện, tại vị trí đầu mũi nhọn, còn ẩn ẩn một chút màu sắc cực kỳ đen sẫm, xem hình dáng như vậy, rõ ràng là đồ có kịch độc. Song chủy trong tay Diêu Thịnh bay nhanh luân chuyển các hình dáng, độ cong khác nhau làm người xem hoa mắt, tựa như hai con hắc độc xà bình thường, cực kỳ linh hoạt và độc ác. Đối với lời nói của Diêu Thịnh, trên khuôn mặt của Diêu Thịnh vẫn không biến đổi, nhàn nhạt liếc nhìn, sau đó đem ánh mắt hướng về phía trọng tài, cùng đợi trận đấu bắt đầu. Nhìn thấy bộ dáng bình thản của Tiêu Viêm làm hắn cực kỳ căm ghét, Diêu Thịnh sắc mặt trở lên âm trầm thêm rất nhiều, song chủy chậm rãi đan xen vào nhau, nhàn nhạt vẽ lên tóe ra hoa lửa, mang theo ánh sáng lạnh lẽo. Lúc trước Tiêu Viêm cùng Diêu Thịnh ở trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp đã từng xảy ra xung đột, không ít đệ tử nổi danh trên cường bảng đều biết, bởi vậy, hôm nay vừa thấy hai người đối mặt, đều tỏ ra hứng thú, ánh mắt hướng tới hai người đang dương cung bạt kiếm giữa sân. Tô Thiên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua hai người giữa sân, một lát sau, bàn tay khẽ huy lên, thanh âm nhàn nhạt, mà ở toàn trường đều mọi người đều chờ đợi, vang lên. Trận đấu bắt đầu. Không khí trong sân đấu, lúc này đang tràn ngập chiến ý, chỉ đợi bộc phát. Thâm âm Tô Thiên nhàn nhạt vang lên, liền giống như châm một mồi lửa, đem không khí dương cung bạt kiếm giữa sân hoàn toàn đánh vỡ. Suy. Giữa sân, phát động công kích đầu tiên, tự nhiên là Diêu Thịnh, chỉ thấy đấu khí bùng nổ quanh thân thể hiện lên màu đen, mà thân hình chợt hóa thành cái bóng mơ hồ, như một tia chớp hướng Tiêu Viêm phóng tới. Tuy nói Diêu Thịnh kiêu ngạo, nhưng không thể không nói, hắn có vốn để có thể kiêu ngạo, tốc độ của hắn như vậy, đã làm cho Tiêu Viêm có một chút kinh ngạc.
mấy chục thước ngắn ngủi trong nháy mắt liền tới, chỉ một lần hô hấp của mọi người, đã thấy bóng đen mơ hồ tiến đến gần Tiêu Viêm, lập tức trong lòng đều kinh hãi toát mồ hôi, nhìn vũ khí của Diêu Thịnh cũng biết được, hắn cực kỳ am hiểu cận chiến, mà thanh trọng thước đó tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng là muốn thi triển cần có không gian, nếu để đối phương đến khoảng cách quá gần, liền sẽ bị phong bế gắt gao. Đương nhiên, về điểm này, Tiêu Viêm cũng đã nghĩ đến. Bởi vậy, khi Diêu Thịnh tiến vào gần khoảng cách 3 thước, rốt cuộc hắn cũng có động tĩnh, chỉ thấy chỗ bàn chân ngân quang xuất hiện, thân ảnh giống như thuấn di, lùi ra phía sau vài bước, trong tay trọng thước đột nhiên chém ngang, kình lực mạnh mẽ, quanh thân trọng thước xuất hiện một vòng nhàn nhạt hình cung, bén nhọn phá tiếng gió, ô ô vang lên không ngừng. Tiêu Viêm có thể tại đây giao đấu đã hiện ra chênh lệch với bản thân mình, rõ ràng cũng là làm Diêu Thịnh phải có chút khinh thường, cảm thấy kình phong áp đến trước mặt, hắn cười lạnh quát lên một tiếng, chân khẽ điểm, thân thể đột nhiên phóng lên, trong tay song chủy đã như tia chớp nhằm phái dưới hung hăng đâm tới. Đinh! Song chủy thật mạnh đâm tới, vừa vặn đánh vào phía trên của trọng thước, một cỗ kình lực mạnh mẽ dễ dàng đem trọng thước ép xuống, mặc dù song chủy không am hiểu công kích cứng rắn. Chẳng qua Diệu Thịnh thực lực hơn xa Tiêu Viêm, bởi vậy đấu khí trong cơ thể tăng trưởng, cùng với sự linh hoạt khéo léo của chủy thủ, cũng có thể đem lực lượng rất mạnh ẩn chứa của trọng thước mà áp chế, đó chính là chỗ tốt của chênh lệch cấp độ thực lực. Hai mũi nhọn điểm trúng trọng thước, song trưởng Diêu Thịnh cong lại một chút, mượn lực lượng trên trọng thước, thân thể ở giữa không trung lăng không lật người, hai chân hướng lên trời đạp một cái, thân hình giống như chim diều hâu, như một tia chớp nhắm đầu của Tiêu Viêm công kích. Trong tay chủy thủ sắc bén, mang theo kình phong khiến người khác thấy lạnh người. Đối mặt với công kích tàn nhẫn này của Diêu Thịnh, Tiêu Viêm nhướng mày lên, dưới chân ngân quang chớp động, thân hình lại lần nữa trong khoảnh khắc lùi về phía sau vài bước, trong tay trọng thước tựa hồ theo quán tính vung lên, hung hăng bổ tới. Một kích mất đi hiệu lực, Diêu Thịnh cũng có chút kinh ngạc, thân thể ở giữa không trung giống như cá trong nước, kỳ dị uốn éo, khẽ lách thân thể, tránh được một kích của trọng thước. Đồng dạng công kích bị đối phương tránh né. Tiêu Viêm thu trọng thước lui về sau, ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy Diêu Thịnh đã hạ xuống mặt đất, bình yên đứng trước mặt không xa. Hai người luân phiên giao thủ, mặc dù không lâu, nhưng lại vô cùng hung hiểm, chỉ cần song phương thoáng xuất hiện sai lầm, trọng thước và chủy thủ kia, sẽ làm đối phương xuất hiện thương thế không nhẹ. Trình độ hung hiểm trong đó, đại đa số mọi người trên khán đài đều nhìn không ra, trong lần giao tranh này, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh bay nhanh lần lượt thay đổi, chợt một người nhảy lên không trung, khoảnh khắc sau lại hạ xuống mặt đất, lần nữa tạo thành cục diện đối mặt. Đương nhiên, trên đài cao của mấy người dự thi, đối với lần giao phong này thấy rất rõ ràng, ngay lúc hai người tách ra, không khỏi vang lên những âm thanh trầm trồ khen ngợi. Giữa sân, hai thanh chủy thủ trong tay Diêu Thịnh nhẹ nhàng chuyển động, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm đã thêm một phần ngưng trọng, trong lần giao thủ ngắn ngủi, người kia tỏ ra kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, một chút cũng không cho hắn chiếm nửa điểm tiện nghi nào. Không thể để chiến đấu bất phân thắng bại như vậy, bằng không Phỉ Nhi sẽ mất hứng, ánh mắt lóe lên, ý niệm trong đầu Diêu Thịnh nhanh chóng xoay chuyển, tốc độ của đối phương cùng kinh nghiệm thực chiến không thua gì chính mình, hiện tại chiếm ưu thế là cấp bậc thực sự của ta so với hắn cao hơn, như vậy, có lẽ dùng cấp bậc để áp đảo hắn vậy. Ý niệm trong đầu hạ xuống, thân thể Diêu Thịnh khẽ run lên, nhất thời, một cỗ đấu khí nhiều điểm mùi màu đen trong cơ thể bạo phát ra, đấu khí lượn lờ quanh thân, màu đen của đấu khí này có chút quái dị, nhìn qua tựa hồ có chút hình dáng một con niêm hầu, nhu động, có dấu vết nhàn nhạt màu đen của nước từ giữa thoát ly mà ra, dừng ở trên sàn đấu, hình thành vũng nước nho nhỏ. Theo đấu khí của Diêu Thịnh tràn ra, nhất thời, một cỗ khí thế áp bách sinh ra, chợt bao phủ nửa sân đấu. Tại dưới loại áp bách này, người có cấp bậc thấp hơn, bất luận tốc độ hay là khả năng khôi phục đấu khí, đều yếu đi một chút, mà đây là thủ đoạn của cấp bậc cao thường dùng đối với đối thủ cấp bậc thấp hơn. Tuy nhiên, loại khí thế áp bách này với Tiêu Viêm không có bao nhiêu hiệu quả, trải qua việc cắn nuốt dị hỏa mà thành biến dị đấu khí, đã có thể hoàn toàn chống lại loại áp bách này. Thanh sắc đấu khí chậm rãi theo từ trong cơ thể Tiêu Viêm phiêu giật tràn ra, theo sự xuất hiện của đấu khí, một cỗ áp bách cũng trào ra. Chiếm cứ một góc nhỏ trong sân đấu, mà những chỗ khác đã hoàn toàn bị khí thế bá đạo của Diêu Thịnh chiếm cứ. Khí thế giao phong, Tiêu Viêm cơ hồ hoàn toàn bị đặt ở hạ phong, kiểu giao phong này, liền thấy rõ sự chênh lệch của thực lực, tuy rằng sức chiến đấu của Tiêu Viêm không kém, nhưng tại đây trong lúc khí thế giao phong, sức chiến đấu lại không có nhiều tác dụng lớn. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, đây là cấp bậc chênh lệch. Nhìn khí thế giao phong bị ép tới phản kháng không được của Tiêu Viêm, Diêu Thịnh nhịn không được đắc ý cười nói. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn sự đắc ý của Diêu Thịnh, hai tay chậm rãi kết xuất thủ ấn kỳ dị, tiếng quát nhẹ trong lòng vang lên, thiên hỏa tam huyền biến, thanh liên biến. Tiếng quát hạ xuống, ngọn lửa mênh mông màu xanh đột nhiên trong cơ thể Tiêu Viêm bạo dũng tràn ra, khuếch đại lên thành một người lửa,
Sau một lúc, ngọn lửa như tia chớp quanh co, quay lui lại cơ thể, theo ngọn lửa quay trở về cơ thể, trong cơ thể Tiêu Viêm đấu khí trong khoảnh khắc tăng vọt, mái tóc không gió mà động, do đấu khí tăng vọt, cỗ khí thế kia cũng theo đó mà phát động, trong lúc nhất thời, có thể cùng Diêu Thịnh đều tự chiếm cứ nửa bên sân. Bàng môn tà đạo, khí thế áp bách bị Tiêu Viêm ngăn cản, Diêu Thịnh sắc mặt hơi đổi, ngoài miệng cũng khinh thường cười lạnh nói, có thể đả bại được ngươi, thì đó cũng là chính đạo. Tiêu Viêm đồng dạng quay về với nụ cười lạnh, thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền biến đấu khí của hắn đã vô cùng mạnh mẽ, đã không còn có sự chênh lệch lớn với Diêu Thịnh, hiện tại cũng không cần phải lo lắng, bản thân với một kích toàn lực sẽ bị đối phương dùng đả thủ nhẹ nhàng hóa giải. Diêu Thịnh, ngươi cũng không thể bại bởi tên phế. Trên đài cao, nhìn thấy khí thế Tiêu Viêm trong giây lát tăng vọt, Liễu Phỉ nhất thời quính lên, bất chấp tất cả, nhảy người lên la lớn, chẳng qua hắn chưa kịp hô lên phế vật đã nhận thấy được đối diện một đạo ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng đến. Nàng ta nhanh chóng nhìn lên, nguyên lai lại là cô gái áo xanh Huân Nhi, vốn dựa theo tính tình của nàng, tất nhiên sẽ không bận tâm tới, nhưng khi thấy trong con người đối phương ẩn ẩn ngọn lửa màu vàng, trong lòng cũng thấy lạnh người, trong miệng cái từ phế vật chưa kịp nói ra cũng đã nuốt xuống. Nhìn thấy nàng ta vẫn chưa nói lên từ đó, đối diện bên kia ánh mắt lạnh lùng cũng chậm rãi thu lại. Hừ, đắc ý cái gì, chờ tên phế vật kia thua ở trong tay Diêu Thịnh, xem ta như nào làm nhục hắn, ta có biểu ca bảo hộ, còn sợ gì cái tiểu tiện nhân nhà ngươi. Bị đối phương dùng ánh mắt dọa người làm cho hạ lời, Liễu Phỉ khẽ hắng giọng ngồi trở lại ghế dựa, trong lòng hung hăng tự nói. Nghe thấy âm thanh của Liễu Phỉ, ánh mắt Diêu Thịnh nhìn Tiêu Viêm trở lên âm lãnh hơn rất nhiều, đấu khí hắc mang tại bàn chân dần ngưng tụ, một lát sau, mũi bàn chân đột nhiên điểm nhẹ mặt đất, thân hình vút lên, huấn di tới gần Tiêu Viêm suy. Suy, tiến vào phạm vi công kích, Diêu Thịnh không chút chần chừ, cánh tay liên tục đánh ra, song chủy giống như hai con độc xà uốn lượn. Ở giữa không trung phát ra từng đạo tàn ảnh, hướng tới toàn thân Tiêu Viêm hung hăng đâm tới. Đinh, đinh, dưới chân ngân sắc đấu khí lóe ra, Tiêu Viêm sử dụng Tam Thiên Lôi Động huyền diệu, cước bộ trong phạm vi nhỏ nhẹ nhàng di động, trọng thước trong tay giống như một chiếc lá chắn, đem cả thân thể che ở phía sau, lúc này vô số tàn ảnh của song chủy thủ đâm đến, cuồn cuộn ngông ngừng va chạm lên thân của trọng thước, từng đạo âm thanh đinh đương vang lên, giống như một khúc âm thanh khác thường. Tiêu Viêm gắt gao nắm trọng thước trong tay, âm thanh va chạm liên tiếp vang lên, chủy thủ kia tuy rằng nhìn như rất nhẹ nhàng, dừng phía trên trọng thước, nhưng lại tựa trọng thạch đập xuống, hơn nữa công kích dày đặc liên miên, cho dù với lực lượng của Tiêu Viêm cũng cảm thấy cổ tay run lên. Cũng may chẳng qua với mật độ công kích dày đặc như vậy cũng cực kỳ tiêu hao khí lực của Diêu Thịnh, như vậy sau công kích điên cuồng rằng co 5 phút đồng hồ, rốt cuộc cuối cùng cũng dần chậm lại, thêm được một lúc, tàn ảnh chủy thủ chợt biến mất, áp lực lên trọng thước cũng tiêu giảm. Trọng thước hung hăng xoay ngang, Tiêu Viêm lui lại phía sau vài bước, trong ngực phập phồng nhìn Diêu Thịnh đối diện không ngừng thở dốc, lại cúi đầu khẽ liếc huyền trọng thước, nhìn trên bề mặt rất nhiều điểm sáng, da đầu cũng có chút run lên, loại công kích thế này, thật sự quá mức dày đặc, nếu không trọng thước với thân to bản phòng ngự, với thế công như vậy, sợ chỉ có thể lựa chọn tránh lui Diêu Thịnh này, quả thật có chú thực lực. Chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn Diêu Thịnh, trải qua một hồi giao phong, đối với thủ đoạn chiến đấu của hắn, cũng đã có hiểu biết thêm một chút. Diêu Thịnh, dùng toàn lực đi, đừng cùng hắn dây dưa nữa. Nghe được vang lên âm thanh một lần nữa thúc giục của Liễu Phỉ, Diêu Thịnh khẽ cau mày, chợt bất đắc dĩ thở dài một hơi, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm, giấu tay vừa động, chỉ thấy có một cỗ đấu khí nồng đậm màu đen trong cơ thể bạo dũng mà ra, sau đó đem toàn thân bao vào trong nó. Đấu khí màu đen không ngừng khuếch tán, trông giống như một đám đấu khí bình thường không lổ, hơn nữa đám đấu khí còn có tiết tấu co rút lại bành trướng, giống như bên trong đang nổi lên cái gì đó. Nhìn Diêu Thịnh hành động có chút quỷ dị như vậy, Tiêu Viêm trong lòng cũng xuất hiện một tia cảnh giác, đấu khí trong cơ thể cũng bùng lên sẵn sàng ứng phó. Hắc thủy quyển. Một tiếng quát trầm thấp đột nhiên vang lên, theo đó đấu khí màu đen cũng tràn ra, đám đấu khí đột nhiên luân chuyển với tốc độ cao, phát ra những tiếng ô quanh quẩn khắp sân đấu. Hơn nữa, theo thời gian thay đổi, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện, vô số thủy dịch màu đen, từ bên trong bắn ra ngoài, trong giây lát, cơ hồ đem cả sân đấu mà che kín lại. Bởi vì không rõ đến tột cùng hắc thủy đó là cái gì, cho nên Tiêu Viêm cũng không dám để nó dính vào người, bởi vậy thân thể cấp tốc lùi về phía sau, né tránh hắc thủy phóng tới. Né tránh rằng co một lát, thân thể Tiêu Viêm chợt sững lại, vội vàng cúi đầu, phát hiện hai chân mình không biết từ khi nào đã dẫm vào một đống hắc thủy dùng sức rút chân ra. Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện hắc thủy quỷ dị này là nước nhưng lại ẩn chứa một hấp lực rất lớn, hơn nữa, hắc thủy này còn có tính ăn mòn rất mạnh, lúc này, chỉ trong nháy mắt, đế giày của Tiêu Viêm đã bị ăn mòn một lớp, nếu hắn không kịp phản ứng chỉ huy đấu khí đem bàn chân bao lại, chỉ sợ cả giày trong khoảnh khắc đã bị ăn mòn. Cả sân đều là địa bàn của ta, ngươi đặt chân như thế nào? Trận tỉ thí này, ngươi thua rồi. Đột nhiên, tiếng cười lạnh vang lên, đồng tử Tiêu Viêm khẽ có rút lại, chỉ thấy hắc thủy trước mặt chợt bắn lên,
Thân hình Diêu Thịnh từ bên trong quỷ dị xuất hiện, chủy thủ sắc bén trong tay, hung hăng hướng song trưởng của Tiêu Viêm công tới. Trên đài cao, nhìn Tiêu Viêm bị hắc thủy khống chế không thể động đậy, chỉ có thể cứng rắn ngạnh kháng công kích của Diêu Thịnh, nhất thời, từng đạo kinh hô vang lên. Nghe tiếng kinh hô trên khán đài, Diêu Thịnh càng thêm đắc ý, tốc độ chủy thủ trong tay chợt nhanh hơn, nhưng mà, lúc sắp đánh trúng mục tiêu, một cỗ kình phong đột nhiên đánh tới, làm lệch hướng chủy thủ với một kích thất bại, thân thể Diêu Thịnh vội vàng hạ xuống, chợt thấy hắc thủy trở lên vặn vẹo, thân hình vội bạo lui hơn 10 thước, lúc này, mới nhìn tới, kinh ngạc phát hiện, giữa sân cũng không thấy thân ảnh Tiêu Viêm người trên khán đài, đồng dạng là một mảnh nghi hoặc, từng đạo ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Khuôn mặt Diêu Thịnh trở nên âm trầm. Ánh mắt khẽ nhìn xuống, đột nhiên phát hiện một hắc ảnh phản chiếu trong nước, thân thể chợt cứng ngắc, rồi mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Chỉ thấy ngay khoảng không phía trên, hắc bào thanh niên nhẹ nhàng đứng, một đôi cánh lớn màu đen xuất hiện sau lưng, chậm rãi vỗ, trông giống như thiên thần. Theo ánh mắt Diêu Thịnh, trên khán đài, mọi người cũng đồng thời nhìn lên, thấy trên bầu trời phía sau Tiêu Viêm sinh ra hai cánh, đều trong khoảnh khắc ngây người đấu khí hóa cánh. Không chỉ có trên khán đài, mà trên đài cao, thậm chí trọng tài, đều có từng đạo thanh khí thở ra, trong ánh mắt mọi người, đều tràn ngập rung động không thể tưởng tượng nổi. Chương 562 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Phía trên bầu trời, hắc bảo thanh niên vẫy đôi cánh phiêu phù trong không trung, trang thi đấu trở nên yên tĩnh. Trọng tài của giải đấu, Tô Ngàn khuôn mặt nhìn lên cũng có chút kinh ngạc, chẳng qua ánh mắt người này tự nhiên nhìn xa hơn những người khác khó có thể sánh bằng. Bởi vì ánh mắt lại một lần nữa đảo qua hai cánh sau lưng Tiêu Viêm, kinh ngạc dần dần biến thành giật mình, nói, nguyên lai phi hành đấu kỹ, hắc, hắc, không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng ngay cả đấu kỹ hiếm lạ bực này đều có thể nắm giữ trong tay. Theo lời Tô Ngàn nói ra, các trưởng lão khác cũng giật mình, phi hành đấu kỹ đối với người bình thường mà nói có lẽ rất ít nghe thấy qua, chẳng qua với kiến thức lịch duyệt của bọn họ, đối với loại đấu kỹ cực kỳ hiếm thấy này, đều đã từng nghe thấy qua. Hoàn hảo, thiếu chút nữa thật nghĩ tiểu tử này đã tiến vào đấu vương cấp bậc. Lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, một ít trưởng lão trong lòng thầm nói, bọn họ liều mạng tu luyện sống chết mất mấy chục năm, mới có thể đạt tới thực lực như hiện tại. Nếu người kia ngay cả 20 tuổi còn chưa đến mà cũng đã đạt tới cấp bậc này, bọn họ thật đúng cảm thấy bi phẫn vô cùng. Hơn nữa đáng sợ nhất, người này còn là một gã luyện dược sư ngũ phẩm nữa chứ. Giữa sân không khí yên tĩnh rằng co được một lúc. Rốt cục, cuối cùng cũng thay đổi lần nữa, trên khán đài cũng có ít người đã nhận ra lai lịch hai cánh sau lưng Tiêu Viêm, bởi vậy đều khẽ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, chợt trong ánh mắt trở nên cực kỳ hâm mộ, phi hành đấu kỹ này tuy rằng kém hơn so với chân chính đấu khí hóa cánh, nhưng có thể cùng người khác phi hành trên bầu trời là mục đích theo đuổi của không ít người, tuy nhiên phải đạt tới cấp bậc đấu vương, một ước vọng quá mức xa xôi, chờ tu luyện cho đến cấp bậc kia, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng gian khổ. Nguyên lai là phi hành đấu kỹ ở giữa sân. Sắc mặt Diêu Thịnh ngây dại ra cũng dần dần khôi phục, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, hơi thở Tiêu Viêm căn bản chưa từng đạt tới cấp bậc đấu vương, cẩn thận nhìn lại hình dạng đôi cánh tím đen kia, trong lòng cũng giật cả mình, thân thể chậm rãi giãn ra về phía dưới. Chỉ cần đối phương không phải chân chính đạt tới cấp bậc đấu vương, cho dù hắn có ưu thế bay trên trời, Diêu Thịnh cũng không quá mức e ngại. Hai chân lập tức, cơ hồ đem toàn bộ hắc thủy quỷ dị trải rộng ra phía trên sân đấu, Diêu Thịnh ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm lơ lửng trên bầu trời, cười lạnh nói: ta cũng không tin ngươi có thể ở mãi trên bầu trời, theo ta được biết, để kéo dài thi triển phi hành đấu kỹ, cần tiêu hao một lượng đấu khí không nhỏ a. Trên bầu trời, Tiêu Viêm tay nắm chặt huyền trọng thước, ánh mắt nhìn xuống phía dưới nơi mặt sân, khẽ cau mày, đúng như lời Diêu Thịnh, giờ phút này chàng thi đấu cơ hồ đã hoàn toàn trở thành địa bàn của hắn, chỉ cần vừa rơi xuống đất, sẽ bị dính phải hắc thủy quỷ dị kia, cỗ ăn mòn kia Tiêu Viêm có thể ngăn cách được, chẳng qua cái loại hấp lực này, hoặc nhiều hoặc ít cũng ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, mà đối mặt với Diêu Thịnh một đối thủ sở trường về nhanh nhẹn cùng tốc độ, một khi tốc độ giảm xuống, nói không chừng sẽ bị ép vào thế hạ phong. Diêu Thịnh nắm chặt hắc song chủy, cười lạnh nhìn Tiêu Viêm lơ lửng trên bầu trời, thân thể không có chút sức mẻ, Tiêu Viêm có lợi thế trên bầu trời, phạm vi công kích của hắn cơ bản không thể đạt tới, nếu mạnh mẽ nhảy lên không công kích, hắn sẽ trở thành bia ngắm cho đối phương đánh, cho nên lúc này, bảo trì im lặng là lựa chọn tốt nhất. Quả thật phiền toái. Sau lưng hai cánh vẫn chậm rãi chớp động, thân hình Tiêu Viêm chậm lại rất nhiều, thanh sắc đấu khí dần hình thành màng năng lượng nhàn nhạt bao quanh thân thể, huyền trọng thước cũng bị đấu khí bao trùm hoàn toàn. Ánh mắt gắt gao nhìn Diêu Thịnh ở giữa sân, ngân quang nhàn nhạt đột nhiên xuất hiện dưới chân, khoảng khắc sau, hai cánh ở sau lưng mạnh mẽ chấn động, mượn sức của gió, cơ hồ trong nháy mắt thi triển đến mức tận cùng của tam thiên lôi động, thậm chí trừ bỏ một số ít người ở bên ngoài, những người khác, đều chỉ có thể nhìn thấy thân thể Tiêu Viêm run lên, trên bầu trời lưu lại một đạo tàn ảnh như ẩn như hiện. Tiêu Viêm đột nhiên tốc độ tăng vọt. Sắc mặt Diêu Thịnh khẽ có chút biến đổi, người chưa tới, kinh khí đã xông lên phía trước, trực tiếp đem hắc thủy trên mặt đất vẩy ra.
Trong ánh mắt đôi đồng tử mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đột nhiên xuất hiện, Diêu Thịnh chân trái khẽ nhúc nhích, thân thể giống như trượt băng, một trận di chuyển cực kỳ linh hoạt ở phía trên hắc thủy. Mà theo động tác này, tiếng phá gió ẩn chứa bén nhọn của trọng thước cũng vang lên, thật mạnh sượt lướt qua mặt hắn, mang theo hơi nóng rát bỏng phả vào mặt. Lực đánh trọng thước rớt vào khoảng không, cơ hồ trong nháy mắt liền thay đổi lực đạo, mạnh mẽ chuyển hướng, thân thước uốn éo, từ chém dọc thành chém ngang, hướng chỗ thắt lưng Diêu Thịnh mà chém tới. Trình độ Tiêu Viêm thay đổi thế công, vượt quá xa dự liệu của Diêu Thịnh, bởi vậy, khi trọng thước biến đổi, hắn cả người kinh ngạc mồ hôi lạnh toát ra toàn thân. Tại thời khắc mấu chốt, hai chân đứng trên hắc thủy giống như tự động trượt quanh co một chút, thân thể lặng lẽ lùi về phía sau rồi ngã xuống, dừng ở trong hắc thủy, thật xảo diệu đem công kích của trọng thước tránh thoát. Thân thể Diêu Thịnh lọt vào trong hắc thủy, không có một nửa điểm bị hấp lực trở ngại, ngược lại giống như cá gặp nước, thân thể ngã vào trong nước chớp động một cách quỷ dị. Trong khoảnh khắc đó, xuất hiện cách dưới thân Tiêu Viêm khoảng 2 thước, song trưởng run lên, hai cánh tay màu đen giống như độc xà, mang theo kình phong lạnh lẽo, đâm thẳng vào trong lồng ngực Tiêu Viêm. Thình thịch ngay khi chủy thủ sắp đâm tới thân thể Tiêu Viêm, đột nhiên một cỗ kình phong vô hình mạnh mẽ kiềm hãm thế công của Diêu Thịnh. Mà Tiêu Viêm lại mượn lực đổi phương hướng, lần nữa dung cánh nhảy lên giữa không trung, thoát ly phạm vi công kích của Diêu Thịnh. Hừ, thật vất vả mới tìm được cơ hội công kích nhưng lại thất bại, Diêu Thịnh nhịn không được khóe miệng khẽ run rẩy một chút, phát ra một tiếng suy suy. Thời gian chiến đấu trôi qua nhanh như chớp, Tiêu Viêm cùng Diêu Thịnh lại lần nữa giao đấu vô cùng hung hiểm, cả hai bên, người có đôi cánh, người với thân pháp trong hắc thủy, mà tốc độ đại khái đã có ít người hiểu rõ, bên ngoài chàng thi đấu, tất cả mọi người bởi vì trận đấu quyết liệt này mà ánh mắt đều trở lên nóng bỏng. Người này tựa hồ khi ở trong hắc thủy hình như không hề chịu ảnh hưởng hấp lực mà ngược lại càng trở nên linh hoạt, giống như cá gặp nước. Tiêu Viêm khẽ cau mày nhìn hắc thủy xung quanh Diêu Thịnh đang đứng ở giữa sân, thấp giọng lẩm bẩm, nói, lúc trước người ngày ở bên trong hắc thủy vẫn di chuyển linh hoạt quỷ dị, cũng là ngoài dự kiến của hắn, nếu không có ở thời điểm cuối cùng thi triển suy hỏa trưởng xuất động ra kình phong đem thế công đối phương chậm lại. Chỉ sợ lần xuất thủ này, hắn sẽ xuất hiện một chút thương thế. Xem ra phải đem đám hắc thủy này giải quyết. Nói cách khác, người này tại trên mặt hắc thủy, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Trong lòng Tiêu Viêm ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, ánh mắt sắc bén chợt lóe lên, mặc kệ mấy cái hắc thủy này như thế nào quỷ dị, chỉ cần là nước, thủy chung đều có đặc tính của nước, mặc kệ ngươi như thế nào đều có thể bốc hơi. Trong lòng ý niệm hiện lên trong đầu, Tiêu Viêm không có chút chần chờ, 10 ngón tay khẽ động, nhất thời từng đợt ngọn lửa màu xanh cực nhỏ bắt đầu từ 10 đầu ngón tay hắn chợt bắn ra, theo mấy ngọn lửa xuất hiện, độ ấm ở giữa sân đột nhiên tăng vọt lên rất nhiều. Giữa sân, Diêu Thịnh nhìn trên bầu trời hơn 10 điểm ngọn lửa màu xanh thật nhỏ, sắc mặt có chút biến đổi, đặc biệt nhìn đến khuôn mặt Tiêu Viêm thấy khóe miệng hắn đang có chút cười lạnh, trong lòng khẽ trầm xuống một ít. Đi trên bầu trời, Tiêu Viêm bấm tay bắn ra, nhất thời, hơn 10 ngọn lửa thật nhỏ như phi tiễn bắn xuống. Cảm thụ được ngọn lửa màu xanh bay đến trước mặt, thân hình Diêu Thịnh khẽ động, vội vàng tránh né. Nhưng mà, những ngọn lửa này không trực tiếp hướng Diêu Thịnh vọt tới, mà lại xoay quanh trên không cách mặt đất khoảng nửa thước, cấp tốc xuyên qua, tiếp xúc gần gũi với hắc thủy như vậy, ở nhiệt độ khủng bố của thanh liên địa tâm hỏa, hắc thủy tràn ngập trên mặt đất, thế nhưng bằng mắt thường có thể thấy được hắc thủy bắt đầu trở nên khô kiệt với tốc độ rất nhanh. Trên đài cao, nhìn hắc thủy kia càng ngày càng ít, không ít người đều âm thầm tán thưởng một tiếng, không nghĩ tới Tiêu Viêm lại dùng phương pháp này để khắc chế hắc thủy quyền của Diêu Thịnh. Tuy nói loại biện pháp này không có bao nhiêu huyền diệu, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Trước kia bọn họ ở bên trong nội viện không ít người đã cùng Diêu Thịnh giao thủ, tuy nhiên bọn họ không có phi hành đấu kỹ nên đối phó hắc thủy quyền này vô cùng khó khăn, không thể bay lên trời để tránh né, cho nên cũng chỉ có thể cường ngạnh chống đỡ hấp lực cùng ảnh hưởng sự ăn mòn, nhưng như vậy sẽ bị phân tâm khi chiến đấu. Trừ phi thực lực vượt hơn xa Diêu Thịnh, nếu không trong lúc chiến đấu, sớm hay muộn sẽ bị đối phương dùng tốc độ đánh cho sụp đổ. Ha ha, thủ đoạn này của Tiêu Viêm, quả nhiên không thể nghĩ tới, Diêu Thịnh mất đi hắc thủy quyền, sợ ở trên phương diện tốc độ, cũng bị Tiêu Viêm áp chế. Đưa mắt nhìn hắc thủy giữa sân đã mất đi một nửa, Lâm Tu Nhai không nhịn được cười nói. Loại thủ đoạn này hắn cũng có thể sử dụng sao? Hắc thủy kia được ngưng kết từ đấu khí của Diêu Thịnh cùng một chút độc tố thủy dịch đặc thù, ngọn lửa tầm thường sợ rất khó ứng phó. Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, nói, ngọn lửa kia đích xác thực phiền toái. Ánh mắt Lâm Tu Nhai liếc nhìn từng đợt ngọn lửa màu xanh như hỏa xà phát tán loạn ở nơi đây, trong ánh mắt xẹt qua một chút ngưng trọng. Mặt khác ở bên kia khán đài, Liễu Kỉnh cao mày nhìn hắc thủy giữa sân đang nhanh chóng giảm bớt, lắc lắc đầu, trầm giọng nói, Diêu Thịnh này, gặp phiền toái lớn rồi. Liễu Phỉ một bên nghe vậy, nhất thời quính lên, lại muốn đứng lên kêu gọi đầu hàng. Liễu Kình sắc mặt cũng trầm xuống, khẽ quát, nói, ngồi xuống cho ta, xem thi đấu, la hét om sòm như vậy giống cái dạng gì.
bị Liễu Kình khiển trách, Liễu Phỉ mang một bụng đầy ủy khuất, ngồi trở lại ghế, mang ánh mắt hung tợn nhìn Tiêu Viêm lơ lửng giữa không trung, thầm mắng một câu, không phải chỉ ỷ vào có cái phi hành đấu kỹ thôi sao, có cái gì mà kiêu ngạo chứ? Chỉ cần có thể đả bại đối thủ, sẽ không coi là âm mưu gì cả, các loại quy củ tỉ thí kia, chẳng qua chỉ để cho đám hài tử luận bàn mà thôi, chân chính chiến đấu sinh tử, người chết là hết, làm gì còn cơ hội bài bác nữa. Liễu Kình nhàn nhạt nói, ánh mắt liếc nhìn trên sân thi đấu, đột nhiên dừng lại, thở dài nói, Hắc Thủy Quyển của Diêu Thịnh, xem như hoàn toàn gặp khắc tinh. Liễu Kình vừa dứt lời, giữa sân, một đoàn hắc thủy cuối cùng cũng bị thanh hỏa vây xoay chung quanh, dưới ánh mắt ngưng trọng của Diệu Thịnh, hóa thành một mảnh hư vô. Trên bầu trời, bàn tay Tiêu Viêm lay động, 10 ngọn thanh hỏa đã biến nhỏ đi nhiều được thu vào trong cơ thể, sắc mặt nhàn nhạt nhìn Diêu Thịnh, trọng thức trong tay lại một lần nữa được đấu khí hùng hồn bao vây. Kế tiếp, nhìn ngươi còn thủ đoạn gì nữa không? Chương 563 nhìn lên bầu trời thấy trên khuôn mặt tươi cười của Tiêu Viêm, khóe môi nhếch lên một tia khinh thường. Sắc mặt Diêu Thịnh có chút cao có, bàn tay nắm thật chặt hắc song trụy, thanh lạnh lùng nói, cho dù không còn hắc thủy quyển, ngươi sớm hay muộn cũng chỉ có thua, ta cũng không tin, bí pháp để thăng thực lực của ngươi có thể kiên trì được bao lâu, đủ để thu thập ngươi thôi. Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, cánh tay rung lên thanh sắc đấu khí hùng hồn, bên trong mang theo một tia thanh sắc hỏa diễm khó có thể phát hiện, truyền lên trên trọng thước, mục quang cấp tốc nhìn phía dưới khóa chặt toàn thân Diêu Thịnh, trong nháy mắt, tử vân rực mạnh mẽ rung lên, chỉ nghe giữa không trung vang lên một tiếng bá rất nhỏ, chợt một đạo hắc ảnh mơ hồ thật quỷ dị xuất hiện ở sau lưng phía trên đỉnh đầu Diêu Thịnh, trong tay trọng thước lực đạo cuồng mãnh hỗn loạn, toàn lực hung hăng nện xuống, cỗ kình phong hung hãn, tưởng như là muốn đem tất cả không khí trước mặt phải tê liệt. Sau lưng chấn động vang lên do kình phong, Diêu Thịnh phát hiện có điều bất thường, hai chân đạp mạnh một cái xuống đất, một đạo hắc thủy mạnh mẽ từ lòng bàn chân bạo dũng xuất ra, tối hậu cùng với trọng thước va chạm vào nhau ầm ầm. Phốc! Hai người vừa cứng rắn tiếp xúc, trọng thước dễ dàng đem hắc thủy dịch đã khô cứng nghiền nát thành một mảnh sương mù màu đen, nhưng mà khi thủy vụ tiêu thất thì cũng trống không, mượn lúc khoảnh khắc thủy khí còn ngăn trở, Diêu Thịnh đã thi triển thân pháp nhanh chóng thối lui vài bước khoảng cách. Giây phút trọng thức Tiêu Viêm vừa hạ xuống, Diêu Thịnh vẻ mặt âm ngoan lần nữa như tia chớp đánh tới, hắc song chủy ở trên 10 ngón tay cấp tốc xoay chuyển, cả hai bàn tay giống như độc xà có thể giết người bất cứ lúc nào, toát lên sâm lãnh quang trạch. Nhìn thấy Diêu Thịnh chính diện tấn công bất ngờ, Tiêu Viêm chân mày cau lại, trong cơ thể đấu khí giống như nước sông dâng trào, cuồn cuộn không ngừng bên trong kinh mạch cấp tốc lưu chuyển, truyền khắp các bộ phận thân thể, mang đến khí lực tràn đầy cùng lực lượng cường đại nhất. Hai tay nắm chặt trọng thước, yết hầu lúc này quát khẽ lên một tiếng, tức thì, trọng thước hung hăng đâm tới phía trước. Bởi vì kình phong mạnh mẽ, trực tiếp làm cho nơi trọng thước đi qua, không khí bị đều xé rách, tiếng khí bạo trầm thấp, liên tiếp không ngừng vang lên đâm vào màng tai. Khoảng cách hai người dưới sự tấn công, cơ hồ trong nháy mắt liền tới gần. Tuy nhiên, lúc này Diêu Thịnh lại vui mừng khi hắc song chủy sắp cùng trọng thước tiếp xúc, thân thể đột nhiên quỷ dị uốn éo, thân hình đưa ra một loại tư thế quái dị áp sát lên bề mặt trọng thước xoay chuyển một vòng, sau đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh trọng thước mà Tiêu Viêm đang cầm trong tay, nặng ra nụ cười lạnh lẽo, hắc song chủy sắc bén không chút khách khí cắt vào lòng bàn tay của đối thủ. Nhìn giữa sân đột nhiên Tiêu Viêm bị Diêu Thịnh áp sát vào cơ thể, toàn sân đều vang lên không ít tiếng kinh hô. Khoảng cách gần như vậy, lực lượng trọng thước, cơ hồ hoàn toàn bị đối phương áp chế. Dựa theo tình huống bình thường, kế tiếp chỉ sợ Tiêu Viêm lại sẽ bị Diêu Thịnh hoàn toàn ép vào thế hạ phong, thậm chí nếu khi không chú ý, tên kia xảo quyệt tàn nhẫn như độc xà, còn có thể làm cho trên người Tiêu Viêm lưu lại vài đạo vết thương. Tại tràng thi đấu nhiều tiếng kinh hô xuất ra, chỉ có số ít người có chút hơi nhíu mày, lấy kinh nghiệm chiến đấu cùng với tốc độ của Tiêu Viêm, như thể người mù lại dễ dàng để cho đối phương tiến vào chính mình công kích. Nhìn Tiêu Viêm rơi vào cực kỳ nguy hiểm, Liễu Phỉ khuôn mặt có chút ửng đỏ thần tình kích động, còn thiếu chút nữa hoan hô thành tiếng, nhưng mà, Liễu Kình ngồi một bên, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt Tiêu Viêm. Nơi đó, cũng không có một chút hoảng hốt nào, mà lại ẩn chứa một tia cười lạnh, lập tức, lúc này trong lòng có chút hơi trầm xuống. Giữa sân, dưới vô số đạo mục quang gắt gao nhìn chăm chú, song chủy của Diêu Thịnh, khoảnh khắc đó đã tiếp cận bàn tay Tiêu Viêm. Kình phong toát ra lạnh lẽo, làm cho lông tơ trên cánh tay Tiêu Viêm đều dựng thẳng lên. Cùng với khoảng cách chủy thủ càng thêm tiếp cận bàn tay Tiêu Viêm, khóe miệng Diêu Thịnh hiện chút ý mừng, ngày càng mở rộng. Ngay lúc song chủy cực kỳ tiếp cận bàn tay của Tiêu Viêm, rốt cục cuối cùng Tiêu Viêm bắt đầu động tĩnh, hắn cũng không có áp dụng phản kích làm kẻ khác kinh ngạc, mà là cực kỳ chủ động buông lỏng trọng thước trong tay ra, trọng thước bay ra, vẽ nửa vòng trên không, rơi xuống thật mạnh trên mặt đất, vang lên âm thanh thanh thúy. Làm cho một số người thở dài một tiếng, mất đi vũ khí, còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Đương nhiên, đồng dạng cũng có không ít người mang ý tưởng khác, bởi vì trong giờ khắc này, bọn họ đều bỗng nhiên hứng khởi nhớ lại cảnh tượng ở tràng thi đấu lần trước Tiêu Viêm cùng Bạch Trình chiến đấu. Khi đó, Tiêu Viêm mất đi trọng thước, ngược lại thực lực được phát huy, so với lúc trước càng thêm cuồng mãnh.
Tiêu Viêm buông thả vũ khí, đồng dạng làm cho Diêu Thịnh trên khuôn mặt này lên nét mừng như điên. Điều này làm hắn không kịp suy nghĩ nhiều, trong tay kết thủ ấn rồi đột nhiên bị hắc sắc đấu khí bao trùm. Một tia hắc khí xoay vòng bên trên, một cỗ không khí tanh hôi quỷ dị, đột nhiên đại thịnh. Yên huyễn thứ, ẩn chứa bên trong tiếng quát một tia lạnh lẽo, song chủy quỷ dị cấp tốc lung lay, cùng theo rung rung của song chủy, có một tia hắc khí ghê rợn ở bên trên tựa như độc xà có linh tính. Khí thế hung mãnh áp đảo bắn ra, mỗi một tia hắc khí, lúc này có sức mạnh xuyên thủng cự thạch. Nhìn hắc khí tanh hôi ùn ùn kéo đến, Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, mấy tia hắc khí này không chỉ có lực lượng kinh người mà còn ẩn chứa kịch độc, hai tay như tia chớp xuất ra kết ấn trước người, chợt quát nhẹ một tiếng, khí xoáy thụ bên trong nạp linh xoay tròn, tầng tầng thanh sắc hỏa diễm cấp tốc trào ra. Theo hỏa diễm trong cơ thể bạo dũng, bên ngoài thân thể Tiêu Viêm lại lần nữa bị hỏa diễm bao phủ, hơn nữa, ngọn lửa nhẹ nhàng chuyển động, lấy một loại tốc độ như thiểm điện trong chớp mắt đã ngưng cấu thành một bộ thanh sắc hỏa diễm khôi giáp. Suy, suy vô số đạo hắc ti thật mạnh va chạm lên trên thanh sắc hỏa diễm khôi giáp, cũng giống như khối băng gặp dầu được đun sôi, không ngừng vang lên âm thanh suy suy, lực đạo vốn đủ để xuyên thủng cự thạch, cũng chỉ có thể làm cho hỏa diễm khôi giáp lõm xuống một ít. Hắc ti tiếp tục bạo phát, bỗng nhiên lưỡng đạo sáng bóng âm lãnh lóe lên, ngay lập tức lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng đâm vào lên trên hỏa diễm khôi giáp, nhất thời, hai tiếng thanh thúy kim thiết ở bên trong vang lên. Lực đạo hai thanh hắc chủy cực kỳ khổng lồ, bởi vậy cho dù thanh hỏa khôi giáp rất chắc chắn, vẫn bị song chủy xâm nhập sâu vào quá nửa, chẳng qua chỉ đến vậy, cũng đã là cực hạn, độ nóng phía trên khôi giáp cực kỳ cao, khoảnh khắc làm cho hắc chủy thủ trở thành lửa đỏ, mà do Diêu Thịnh bàn tay nắm chặt chủy thủ, cũng suy suy bốc lên một trận bạch khí, quá sợ hãi hắn vội vàng điều động đấu khí bao vây thủ trưởng, tuy nhiên dù như thế, vẫn như cũ cảm giác được một cỗ phòng rát ngày càng lớn. Hung hăng chủ động tấn công, nhưng đối phương không chút sức mẻ, rơi vào đường cùng. Diêu Thịnh cũng đang phải vội vàng buông tay trở ra, lúc này lui về phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm toàn thân đều bao vây trong hỏa diễm khôi giáp, đang lúc mơ hồ, tựa hồ nhìn thấy dưới mũ giáp kia hiện lên một đạo mục quang diễu cợt. Thanh hỏa đấu khí đột nhiên tăng vọt, hỏa diễm mũ giáp bao phủ trên đầu Tiêu Viêm tức thời tiêu tán, khi mũ giáp biến mất, lộ ra bên trong khuôn mặt Tiêu Viêm. Giờ phút này, miệng hắn giống như con ếch đang phình to, trong tay nhanh chóng bày thêm kết thủ ấn. Bất hảo. Nhìn bộ dáng Tiêu Viêm như vậy, Diêu Thịnh liền bay lui về phía sau trong lòng đột nhiên chìm xuống rất nhiều. Nhưng mà, ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên, Tiêu Viêm đột nhiên đình chỉ thủ ấn, miệng đang khép bắt đầu hé động, mạnh mẽ há to, nhất thời một tiếng hổ gầm cực kỳ to rõ đinh tai nhức óc ở giữa tràng đấu bạo vang khắp trời. Sư tử hổ báo toái kim ngâm. Tiếng hổ gầm từ trong miệng Tiêu Viêm bạo dũng, sóng âm như thực chất, giống như từng đợt sóng, như tia chớp khuếch tán ra, chớp mắt đuổi theo Diêu Thịnh, vì thế, trong đầu hắn lập tức lâm vào mê muội, lồng ngực khó chịu, một ngụm máu tươi trào lên yết hầu, cuối cùng theo khóe miệng tràn đầy mà chảy ra. Dưới sự công kích bất thình lình của sóng âm, Diêu Thịnh rốt cục cuối cùng đã bị thương không nhẹ, hơn nữa, còn xuất hiện điểm mê muội chí mạng. Tại đây trong lúc giao phong, bị mê muội thế này, không hề nghi ngờ sẽ quyết định thắng lợi thuộc về ai, mà lấy tính tình của Tiêu Viêm, đã cố ý chế tạo ra tình trạng mê muội, chắc chắn tuyệt đối không có khả năng sẽ buông tha cho đối thủ, bởi vậy, thời điểm Diêu Thịnh chốc lát trong đầu bị mê muội, thân thể Tiêu Viêm rốt cục đã xuất ra động tác. Bàn chân chợt hiện ngân mang, tiếng sấm nhàn nhạt vang lên, chợt, mọi người thấy hoa mắt, thân ảnh Tiêu Viêm tựa như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Diêu Thịnh. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều mạnh mẽ khẳng định, bọn họ biết rằng, thắng bại, đây là thời khắc quyết định. Mê muội ở trong đầu Diêu Thịnh gần như rằng có thời gian chỉ mấy hô hấp, chẳng qua lúc này khi trong đầu dần dần khôi phục thanh tỉnh, liền trước mặt hắc ảnh đã xuất hiện, trong lòng lúc này tràn ngập hoảng sợ, một cỗ kình phong cực kỳ mạnh mẽ, mang theo tiếng âm bạo phát trầm thấp, ở giữa quảng trường vang vọng dựng lên. Bát cực băng. Khoảng cách gần như vậy, Diêu Thịnh hoàn toàn mất đi cơ hội tránh né, lập tức, sắc mặt hiện lên nét kinh hãi cùng tuyệt vọng bao trùm. Vào giờ khắc này, khắp tràng thi đấu đều vang lên không ngừng những thanh âm hô hấp, dưới công kích hung mãnh như thế, Diêu Thịnh chắc chắn nhất định bị đánh bại. Diêu Thịnh thua. Lời nói nhàn nhạt, từ trong miệng Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai đồng thời phun ra, chỉ có điều người trước thì sắc mặt âm trầm, còn người sau vẻ mặt than thở sợ hãi pha trong nụ cười mà thôi. Nghe được trong miệng Liễu Kình chuyển ra lời nói, lúc trước vẻ mặt còn kích động, Liễu Phỉ chính là đang chờ đợi Diêu Thịnh đem Tiêu Viêm đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trong khoảnh khắc hai má trở nên trắng bệch, trong miệng không ngừng nhắc tới, như thế nào có thể, như thế nào có thể. Thình thịch, nắm tay bao phủ đấu khí hùng hồn, ở trước mắt bao người, xuyên phá trở ngại không gian, mang theo kình phong vô tận, thật mạnh mẽ oanh kích lên trên ngực trong vẻ mặt kinh hãi của Diêu Thịnh, nắm tay xoay tròn, kình lực ùn ùn, điên cuồng từ tay bắn ra. Phốc suy, từ trong ngực, truyền đến đau đớn kịch liệt, trên khuôn mặt Diêu Thịnh hiện lên một nỗi kinh hãi cùng một cỗ ửng hồng khác thường.
Một lát sau, rốt cục, cuối cùng thì không chịu nhịn nổi, một ngụm tiên huyết đỏ sẫm điên cuồng phun ra, thân thể chúng đòn nghiêm trọng bị bắn mạnh ra sau, cuối cùng thật mạnh rơi xuống đất ngoài sân dừng lại, chỗ sàn nhà trong khoảnh khắc nứt ra một tia khe hở, chợt hoàn toàn bắn văng tung tóe. Máu tươi phun tới khi cách thân thể Tiêu Viêm còn có 2-3 thước, liền bị hỏa diễm đốt tan, thanh hỏa khôi giáp bên ngoài thân thể Tiêu Viêm lay động, chợt nhanh chóng hóa thành hư vô. Cước bộ chậm rãi bước ra, ánh mắt lạnh lẽo Tiêu Viêm nhìn vẻ mặt trắng bệch của Diêu Thịnh ở bên ngoài sân, âm thanh bình tĩnh, quanh quẩn giữa sân. Người thua. Chương 564 ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khi nghe thanh âm bình tĩnh của Tiêu Viêm quanh quẩn trong quảng trường, những tiếng nói rì rầm đột nhiên ngừng lại, những ánh mắt ẩn chứa đủ loại tâm tình không ngừng hướng vào người đang ngẩng cao đầu và Diêu Thịnh với sắc mặt trắng bệch đang chật vật bước về đấu trường. Thời gian yên tĩnh rằng co trong chốc lát, rốt cuộc đột nhiên có một tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, rồi như phản ứng dây chuyền, tiếng vỗ tay ầm ầm vang vọng xôi trào hướng đến tận trời xanh. Trong sự tràn ngập tiếng vỗ tay, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía Huân Nhi, mà lúc này, cái cô nàng lại thản nhiên mỉm cười, ưu nhã vỗ tay nghe thật êm tai, lúc trước tiếng vỗ tay đầu tiên bắt đầu từ nơi này truyền ra. Hướng về phía Huân Nhi mỉm cười, Tiêu Viêm quay đầu lại, tầm mắt quẳng về phía địa phương nơi đám người Liễu Kình, cùng ánh mắt Liễu Kình tiếp xúc một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nhàn nhạt rời ánh mắt sang Liễu Phỉ bên cạnh đang không ngừng nghiến răng nghiến lợi chửi rủa thầm, sau đó rời ánh mắt sang chỗ khác. Tại vị trí trọng tài, Tô Thiên mỉm cười đứng lên, ánh mắt đảo qua chung quanh toàn trường, một lát sau, chậm rãi công bố trận tỷ thí này, Tiêu Viêm thắng. Thanh âm Tô Thiên nhẹ nhàng, nhưng giữa những tiếng vỗ tay vang vọng, lại trở nên to rõ rất lớn, những ánh mắt nhìn về phía hắc bào thanh niên đứng ở giữa sân, đều lộ ra không ít sự kính sợ pha lẫn tôn sùng. Trong đoạn đường đi đến lúc này, Tiêu Viêm đã phô bày thực lực thật sự, hoàn toàn thuyết phục chúng nhân. Lại một lần nữa liếc nhìn gương mặt đầy bụi đất của Diêu Thịnh, Tử Vân Dực sau lưng Tiêu Viêm nhẹ nhàng rung lên, thân hình đột ngột từ mặt đất bay vút lên đài cao, bay nhanh quay về, cuối cùng biến mất trong vô vàn ánh mắt cực kỳ hâm mộ ở chung quanh. Tiêu Viêm, làm được đó, hiện tại xem tên kia còn có thể nào khiêu khích Ngô Hạo thần tình kinh hỉ, đấm mạnh Tiêu Viêm một quyền, cười nói, trận chiến vừa rồi thật sự đã làm tâm tình hắn phập phồng lên xuống không biết bao nhiêu lần. Không nghĩ tới ngươi còn có loại phi hành đấu kỹ hiếm thấy như vậy, hổ ra tò mò đi đến sau lưng Tiêu Viêm, cũng là mang vẻ mặt hâm mộ nói. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt hướng về thanh y thiếu nữ trong ánh mắt mang theo ý cười ôn nhu. Ha ha, Tiêu Viêm, chúc mừng, đánh bại Diêu Thịnh, cơ bản có thể tiến vào 10 vị trí dẫn đầu. Tiếng cười sang sảng ở phía sau vang lên, Tiêu Viêm quay đầu lại, nguyên lai đám người Lâm Tu Nhai. Vận may thôi, hên là có biện pháp khắc chế được Hắc Thủy Quyển, nếu không muốn thắng cũng không dễ dàng chút nào, Tiêu Viêm lắc lắc đầu cười nói. Ngươi có phi hành đấu kỹ, Hắc Thủy Quyển cũng không có nhiều hiệu quả, Lâm Tu Nhai, ánh mắt trộm liếc sau lưng Tiêu Viêm, trong miệng lại chật chật tán thưởng nói. Chẳng qua ngươi hôm nay đả bại Diêu Thịnh, nhưng thật ra đã đả kích nhuệ khí kiêu ngạo của bọn Liễu Kình, về sau chỉ sợ không còn ai dám khinh thường ngươi nữa, Lâm Tu Nhai tầm mắt hướng về phía bọn Liễu Kình, cười nói. Ta chỉ muốn tiến vào một trong 10 vị trí đứng đầu cường bảng, đối với ta vị trí thứ nhất hay thứ 10 không quá quan trọng cho lắm, Tiêu Viêm cười nói. Hắn không nghĩ đến việc cạnh tranh với hai phương thế lực Lâm Tu Nhai và Liễu Kình. Hắn tham gia cường bảng đại tái, chỉ muốn tìm được một ngạch trong 10 vị trí đầu để có tư cách tiến vào tầng cuối cùng của thiên phần luyện khí tháp mà thôi. Vị trí thứ nhất hay thứ 10 đều có tư cách như nhau, như vậy chỉ cần nhắm danh ngạch thứ 10 thì dễ dàng hơn nhiều. Lâm Tu Nhai cười cười, hắn cũng nghe ra ý tứ của Tiêu Viêm, nên cũng không cố gắng dây dưa đề tài này nữa. Bèn chuyển hướng, ha ha, chờ sau khi đại tái kết thúc, có lẽ chúng ta còn có thể cùng đi thâm sơn một lần nữa. Đến lúc đó, nếu ngươi có hứng thú có thể tham gia cùng, thứ kia đối với ngươi cũng có chỗ tốt thật lớn đó. Nghe Lâm Tu Nhai nhắc đến chuyện địa tâm thối thể nhũ, Tiêu Viêm trong lòng chợt động, nhưng vẻ mặt vẫn bất động thanh sắc, thuận miệng nói cho có lệ, đến lúc đó ta sẽ suy nghĩ lại, nhưng con súc sinh kia thực lực quá khủng bố, muốn đắc thủ thật không dễ dàng. Dù sao cũng thử xem, người cũng biết thứ đó chân quý như thế nào, Lâm Tu Nhai thở dài một hơi, mặc dù biết rõ xác suất thành công cực thấp, nhưng hắn cũng chẳng muốn buông tha. Tiêu Viêm hàm hổ gật gật đầu, tùy ý cùng Lâm Tu Nhai nói chuyện vài câu, sau đó bị sự giao phong kịch liệt của trận đấu tiếp theo ở giữa đấu tràng hấp dẫn. Ở trận đấu kế tiếp vẫn đầy rẫy hung hiểm lẫn phấn khích. Ở loại cấp bậc chiến đấu này, cho dù lấy nhãn lực bọn Tiêu Viêm, đều âm thầm gật đầu, có thể đi đến vòng này, thực lực của mỗi một cá nhân đều cực kỳ xuất sắc, trận chiến đều khiến cho kẻ nhìn nhiệt huyết sôi trào, cảm giác theo không kịp. Sau đó, Tiêu Viêm cũng thấy Lâm Diễm ra tay. Sau khi hỏa độc trong người được loại trừ, thực lực hắn rõ ràng có tiến bộ. Theo Tiêu Viêm phỏng đoán, với thực lực hiện tại của Lâm Diễm, có thể tiến vào 10 người đứng đầu cường bảng. Trận tỷ thí này, đối thủ của Lâm Diễm đứng hàng thứ 19 trong cường bảng nên hắn đối phó không tiêu hao nhiều khí lực. Chỉ ngắn ngủi 20 hiệp, hắn đã làm cho đối thủ bất đắc dĩ hoàn toàn nhận thua.
Sau khi Lâm Diễm xuất tràng không lâu, hai đối thủ khiến Tiêu Viêm coi trọng cũng lần lượt xuất mã. Lâm Tu Nhai và Liễu Kình tỏa sáng như trăng đêm rằm. Cho dù lấy danh vọng hiện giờ của Tiêu Viêm so với bọn chúng thực sự có chênh lệch không nhỏ. Mà sự xuất tràng của Lâm Tu Nhai và Liễu Kình cũng là tâm điểm của chúng nhân tại tràng thi đấu. Tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt, tiếng hò hét đinh tai nhức óc lại vang lên không ngừng. Liễu Kình xuất chứng đầu tiên. Đối thủ của hắn bài danh thứ 11 trên cường bảng, thực lực bát tinh đấu linh. Vị trí số 11 đã là vị trí tiếp cận với 10 vị cao thủ đứng đầu cường bảng. Nhưng kẻ này khi xuất chứng khuôn mặt có chút chua xót, xem ra bộ dáng cực kỳ buồn bực khi chính mình làm đối thủ của Liễu Kình. Diễn biến trận đấu không ngoài dự kiến của Tiêu Viêm, Liễu Kình xuất ra khí thế cực kỳ bá đạo gắt gao đem đối phương hoàn toàn bao phủ, ưng chảo mỗi khi công kích đều lưu lại tàn ảnh giữa không trung, thủ chảo như thiên mã hành không không thể tìm ra sơ hở. Bởi vậy, gã đối thủ dù đã đem toàn lực vẫn không ngừng bị thương tích. Sau khi đàn áp, rụt cục, Liễu Kình đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt xuất ra tốc độ khủng bố, đến khi mọi người định thần nhìn lại đã thấy thủ chảo của Liễu Kình dừng tại yết hầu đối phương. Cảm thụ nơi yết hầu truyền lại kình phong lạnh lẽo, vị cường giả bài danh thứ 11 chỉ còn cách giơ tay nhận thua. Nhìn trận đấu không đến 10 hiệp đã phân thắng bại, mọi người trên đài cao đều thở dài lắc đầu cảm thán, không hổ là siêu cấp cường giả bài danh đệ tam. Tuy gã đối thủ của Liễu Kình là bát tinh đấu linh cấp bậc, thoạt nhìn so với Liễu Kình là đấu linh đỉnh phong không sai biệt nhiều, nhưng trong chiến đấu này cho dù người bình thường liếc mắt cũng nhận ra sự chênh lệch. Trên đài cao, Tiêu Viêm nhìn xuống Liễu Kình ở trong sân, không nhịn được thở dài một hơi, đại tái đã tới vòng 2, nhưng gã này vẫn chưa sử dụng đến liệt sơn thương, chỉ bằng một đôi nhục trưởng đã làm cho phần đông cường giả trở nên ảm đạm. Thực lực bực này quả nhiên khủng bố, Liễu Kình cơ hồ đã bước nửa chân vào cấp bậc đấu vương. Mặc dù chưa thể so sánh với cường giả đấu vương chính thức nhưng so với các đấu linh tầm thường thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ở bên cạnh Tiêu Viêm, Huân Nhi đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng chớp chớp, nhẹ giọng nói còn có Lâm Tu Nhai, chỉ sợ thực lực của hắn chỉ có hơn chứ không kém. Tiêu Viêm khẽ gật đầu thở dài nói thật sự hai tên này rất mạnh, trong nội viện, ngoại trừ Tử Nghiên sợ không có ai áp chế được bọn họ. Vừa nói xong lời này, Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Huân Nhi, cười nói Huân Nhi được không? Đôi lông mi tinh mịn thon dài có chút run run, Huân Nhi cười khẽ hỏi ngược lại Tiêu Viêm ca ca cho rằng thế nào. Dương mắt nhìn nụ cười như hoa của Huân Nhi, bỗng nhiên Tiêu Viêm hoảng hốt, chính mình đã bao lâu rồi không thấy nàng thể hiện. Thực lực của nàng hội đủ tư cách này, nhưng lại cam tâm tình nguyện lặng lẽ đứng phía sau hắn, vì hắn làm đủ mọi chuyện mà không quản đến bản thân mình. Bàn tay chậm rãi vuốt ve hai ám đỏ rực của Huân Nhi, Tiêu Viêm khẽ thở dài nha đầu này, ta biết thiên phú tu luyện của ngươi rất mạnh, tuy rằng từ nhỏ đến giờ rất ít nhìn ngươi chân chính xuất thủ, nhưng ta vẫn có thể cảm thấy được thực lực hôm nay của ngươi so với ta mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt khi đứng phía sau ta, cơ hồ ngươi thu liễm hoàn toàn. Do vậy ta mong ngươi không vì gây áp lực cho ta mà đè ép, ta càng thích ngươi tỏa sáng, như vậy ta càng có động lực để theo đuổi. Đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm cảm thán. Một lát sau, Huân Nhi nhoẻn miệng cười, nụ cười thanh nhã tuyệt mỹ làm mọi người chung quanh tàn ngập kinh diễm, hô hấp có cảm giác hít thở không thông. Tiêu Viêm ca ca thật sự muốn nhìn Huân Nhi tỏa sáng sao? Thanh y thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, mái tóc xanh đang tùy ý cột sợi dây tím, gương mặt vẫn đang lộ vẻ tươi cười nhợt nhạt, bỗng hiện lên một phần ngạo ý. Phần ngạo ý này bất đồng với dáng ngang ngược kiêu ngạo cáo mượn oai hùng của Liễu Phỉ, mà là một sự tự tin. Sự tự tin vào thực lực của chính mình. Nam nhân tự tin rất có mị lực, mà nữ nhân tràn ngập sự tự tin lại thể hiện sự hấp dẫn khác thường. Điều này thể hiện qua ánh mắt đột nhiên nóng cháy xung quanh. Nhìn Huân Nhi trên gương mặt thể hiện ánh mắt quen thuộc, trên khuôn mặt Tiêu Viêm chậm rãi thể hiện một chút ý cười, khẽ gật đầu vậy chờ trận đấu chấm dứt, cấp cho ca ca xem một Huân Nhi rực rỡ tỏa sáng nhất. Cô gái thản nhiên khẽ cười nhìn sắc mặt mừng rỡ của Tiêu Viêm, chợt nhẹ giọng nói thêm cứ chờ xem, chương 565 sau khi Liễu Kình nhập tràng không lâu. Cuối cùng Tiêu Viêm cũng đợi được Lâm Tu Nhai xuất chướng, đối với vị này được bài danh trên cường bảng so với Liễu Kình còn muốn cường giả hơn một bậc. Trong lòng Tiêu Viêm có một tia kỳ vọng, người này lúc trước ở trong thâm sơn, làm đối thủ một cái đấu vương ma thú, lại trực tiếp đánh tới nên hắn chỉ việc tránh né. Nhưng thật ra Lâm Tu Nhai vẫn chưa biểu hiện hết thực lực tương xứng so với phong danh, nhưng hắn đã bị Tuyết Ma Thiên Viên sau khi cuồng bạo oanh kích thật mạnh, vẫn như cũ xem như không có việc gì, mà thực lực bực này cũng thuộc loại cực kỳ khủng bố. Lần thứ hai Lâm Tu Nhai xuất chướng, không thể nghi ngờ trận đấu hôm nay số lượng cao trào không nhiều lắm, hơn nữa danh khí ở bên trong nội viện cho dù là Liễu Kình đều không bằng, ngày thường bộ dáng hắn bình dị ôn hòa dễ gần, cực dễ dàng làm cho người ta đối với người này sinh ra hảo cảm, cho dù tâm tính của Tiêu Viêm là hạng người cứng cỏi bực này, cũng đối với người này khó sinh ra địch ý, bởi vậy, khi hắn vừa mới bước vào đấu tràng, chung quanh khán đài vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc,
Không ít nữ đệ tử sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mang theo ngượng ngùng cùng vui mừng nhìn người thanh niên mặc áo thanh sam đang đứng cao ngất ở giữa sân. Nếu nói không quá ở trong nội viện mọi người đối với Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình đều tràn ngập kính sợ thật sự, nhưng có lẽ đối với người trước là kính ý hơn nhiều, mà đối với người sau, ý sợ hãi lại chiếm đại đa số. Tiêu Viêm nghiêng người dựa vào lan can, ánh mắt hứng thú nhìn giữa sân sau đảo về bốn phía xung quanh Lâm Tu Nhai mỉm cười. Trong lòng có chút chờ mong sau khi Lâm Tu Nhai xuất chướng không lâu, rốt cuộc cuối cùng đối thủ của hắn khoan thai chậm rãi bước ra. Đối thủ của Lâm Tu Nhai là một gã cao thủ bài danh vị trí 13 trên cường bảng, chẳng qua vị cao thủ này, ở năm trước gặp đối thủ chính là Liễu Kình liền sắc mặt có chút khó coi, hắn thừa biết cấp bậc của hắn, chỉ cần vận khí tốt một chút, tiến vào 10 người cường giả coi như không quá khó khăn, nhưng đáng tiếc, hôm nay rút thăm lại gặp phải Lâm Tu Nhai chướng ngại bực này, được ghi tên 10 người đứng đầu, cơ bản nhất định là vô duyên. Trận chiến đấu này, ngay từ đầu không có bao nhiêu chờ mong, tuy rằng Tiêu Viêm rất hy vọng vị cao thủ bài danh thứ 13 kia có thể làm cho Lâm Tu Nhai thoáng lộ ra một ít bản lãnh thật sự, nhưng không như mong muốn, cho dù người sau thi triển ra toàn bộ sở học, nhưng ở trong sân như cũ Lâm Tu Nhai vẫn bộ dáng lạnh nhạt, thanh sam phiêu phiêu, một đôi bàn tay thon dài sạch sẽ giống như nữ nhân, thỉnh thoảng nắm chặt, xòe ra, ngẫu nhiên giữa song trưởng hình thành tư thế quỷ dị. Mà đối với đôi bàn tay kia đánh thẳng đến sát thân, bàn tay giống như phụ cốt chi thư, đối với bàn tay này hắn cũng không có một chút biện pháp, bất kể hắn dễ dụi như thế nào, cùng với công kích của chính mình thủy chung bị song trưởng của đối thủ khắc chế ở bên trong, thậm chí, từ lúc bắt đầu chiến đấu cho đến lúc kết thúc, thế nhưng hắn không có đụng vào một góc áo của Lâm Tu Nhai, trên đài cao Tiêu Viêm híp mắt nhìn Lâm Tu Nhai mềm mại giống như con rắn, cánh tay co duỗi tự nhiên, mượn lực ở trên mặt đất, rõ ràng hắn có thể thu hết trận chiến đấu trong sân vào trong mắt, bởi vậy, hắn có thể phi thường khẳng định, cánh tay Lâm Tu Nhai công kích triển miên quỷ dị, nên đây cũng là một loại đấu kỹ cận chiến cực kỳ không kém. Hắc, hắc, Liễu Kình có song tuyệt, một chảo một thương, mà có thể xếp ở dưới Lâm Tu Nhai một bậc, đây cũng là hai loại tuyệt kỹ không kém cỏi chút nào. Bỗng nhiên thanh âm Lâm Diễm xuất hiện ở phía sau Tiêu Viêm, thấy người trước quay đầu nhìn lại, hắn đắc ý cười, muốn biết sao? Muốn nói gì thì nói đi. Tiêu Viêm nhún vai, không nói lời nào cả, hắn biết rõ tính tình Lâm Diễm, nhưng hiểu được, tại thời điểm này ngươi càng biểu hiện tò mò, tên gia hỏa này cố tình không chịu nói. Quả nhiên, nhìn thấy biểu hiện bất cần đời của Tiêu Viêm, Lâm Diễm cũng không có chút thú vị gì, lắc lắc đầu, đi về phía trước, cánh tay chống trên lan can nghiêng người nhìn về hướng ở giữa sân trận chiến một chiều, cười nói, một chiền một cương, một chiền một cương. Cau mày lại, Tiêu Viêm nhẹ giọng thì thào. Lâm Tu Nhai tu luyện một loại đấu kỹ có chút cổ quái, chiền xà thủ, giống như ngươi đã thấy như vậy, hắn có thể sử dụng đấu kỹ này đem công kích của ngươi toàn bộ áp chế trong phạm vi nhỏ, người có thực lực yếu, cơ hồ sẽ bị công kích của hắn đùa bỡn theo tâm ý của hắn. Lâm Diễm xách xách miệng, hơi có chút sợ hãi than nói, chiền xà thủ này cùng với đại liệt phách quan trảo của Liễu Kình có chút bất đồng, nếu nói người sau cương mãnh vô cùng, như vậy đây là một loại nguyên lý lấy nhu khắc cương. Ta từng cùng với hắn chiến qua vài lần, chẳng qua mỗi lần đều bị chiền xà thủ quỷ dị kia khiến cho sức đầu mẻ chán. Luận về trình độ khó chơi, chiền xà thủ này so với đại liệt phách quan trảo của Liễu Kình có phần mạnh hơn. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt liếc về phía giữa sân, quả nhiên phát hiện song trưởng của Lâm Tu Nhai chuyển động ngoằn nghèo giống như thân rắn, quỷ dị mà linh hoạt, bị hai cánh tay này vây công, muốn vùng thoát ra khỏi, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng gì. Ngư Bì Đường khóe miệng giật giật, Tiêu Viêm đặt cho đấu kỹ của Lâm Tu Nhai một cái tên chuẩn xác. Cái kia gọi là một cương sao? Ánh mắt có chút lóe lên, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Hắc hắc, việc này ta cũng không rõ lắm. Một cương của Lâm Tu Nhai giống như một thương bình thường của Liễu Kình. Dựa theo phỏng đoán của ta thực có rất ít người có thể làm cho hắn thi triển chiền xà thủ. Nên người nào đó có tư cách quan sát đấu kỹ cực kỳ lợi hại này thì ta chưa từng nghe qua. Thứ kia rất lợi hại, năm đó ngay cả Liễu Kình đều thua ở điểm này. Nhiều năm như vậy trôi qua, nói vậy cái kia gọi là một cương sao, lại càng thêm khủng bố. Sau khi dứt lời, Lâm Diễm sao sao đầu, ngượng ngừng cười nói, nhưng thật ra trong ngữ khí có chút chờ mong. Có chút khẽ gật gật đầu, Tiêu Viêm khẽ thở dài, không hổ là cường giả ở trong nội viện được xếp ngay sau Tử Nghiên, cho dù là ẩn tàng sát chiêu, cũng làm cho người bình thường theo không kịp. Việc này không có gì là kỳ quái, trừ bỏ một số người đặc thù ở ngoài ra, hai người bọn họ ở trong nội viện là nổi bậc nhất trong đám đệ tử. Có được thành tựu bậc này cũng không kỳ quái, nhưng thật ra ngươi tiến vào nội viện ngay cả một năm cũng chưa đến, cũng có thực lực chen vào vị trí 10 người đứng đầu, nói cho cùng, ngươi mới là quái vật mạnh nhất. Ta nghĩ, nếu cho ngươi đủ thời gian, cho dù cái kia cậy mạnh vương quyền, cũng không phải đối thủ của ngươi. Lâm Diễm có chút cổ quái liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, lời vừa dứt, ánh mắt cũng không ngừng hướng bốn phía phiêu đi, tựa hồ hắn sợ miệng bị vạ lây đột nhiên vương hội cậy mạnh xuất hiện tại nơi này.
Tiêu Viêm cười cười, nói, quên đi, vị trí Tử Nghiêm ta không thèm nghĩ nữa, bằng không làm cho nàng tức giận, một quyền thôi cũng không dễ chịu chút nào. Lâm Diễm nhún vai, nói, ngươi cũng có thể cảm giác được Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai như thế nào đều tôn trọng ngươi, nói vậy cho dù miệng bọn hắn không nói ra, nhưng trong suy nghĩ vẫn đối với ngươi còn trẻ mà đã thành tựu như vậy làm cho bọn hắn cảm thấy rất ư là kinh ngạc. Tiêu Viêm cười cười, nhẹ giọng nói, ta ở trong này, thời gian lưu lại không được bao lâu, nội viện là địa điểm dừng chân tạm thời mà thôi, là gia tộc của ngươi có chuyện gì sao? Hắc hắc, ta từ trong miệng một số trưởng lão biết được một ít tin tức của ngươi. Ánh mắt Lâm Diễm nhìn Tiêu Viêm, bỗng nhiên trở nên nóng cháy rất nhiều, thậm chí có tia hàm xúc ý tứ sùng bái, một mình chọn một cái tông phái có đấu tông cường giả tọa chấn, cuối cùng còn bình yên rời đi nữa chứ, thật không biết ngươi là loại biến thái gì, như thế nào làm được. Nào nào, Tiêu Viêm chợt tỉnh ngộ, lấy thế lực giả Nam học viện, chỉ sợ ngày đó mình vừa tiến vào học viện, đã có được một phần tin tức tình báo của chính mình, huống hồ sự tình khiêu chiến Vân Lam tông bực này, ở Gia Mã đế quốc sớm đã nhiệt náo hẳn lên, dĩ nhiên mọi người đều biết việc này, sau khi tùy tiện nghe ngóng liền có thể biết được. Tiêu Viêm cười cười, nhưng không nghĩ phải giải thích cái gì đó. Dựa theo thời gian, nếu ta tiến nhập vào 10 người đứng đầu, có lẽ ở nội viện làm một trưởng lão danh dự 1-2 năm, đến lúc đó ngươi nếu phải về Gia Mã đế quốc, hơn nữa nếu ngươi thật sự không chê ta phiền toái, ta có thể theo ngươi lăn lộn một chút, dù sao du lịch ở khắp đại lục cũng là ta dự định sau này. Lâm Diễm vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, cười hắc hắc nói. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn vẻ mặt tươi cười Lâm Diễm ở bên cạnh, một lát sau, nhưng thật ra Tiêu Viêm có chút vui sướng gật gật đầu. Lấy thực lực Lâm Diễm, sợ là sớm hay muộn có thể tiến vào đấu vương cường giả, đừng nói ở Gia Mã đế quốc, cho dù phóng nhãn khắp đại lục, cũng rất có chút ngân lượng, ngày sau chính mình cùng Vân Lam Tông xung đột bùng nổ cơ hồ không thể tránh khỏi được, nếu có thể tại bên người ngưng tụ một đám cường giả chân chính, đối phó với Vân Lam Tông, cũng có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Đến lúc đó ta nhất định gọi ngươi lúc hai người nói chuyện với nhau, chiến đấu ở trong sân cũng dần dần đi đến hồi kết thúc, trận chiến đấu này, cơ hồ từ đầu cho tới cuối đều ở trong tầm khống chế của Lâm Tu Nhai, đối thủ này tại trong song thủ mềm mại quanh coi như rắn, đầu óc cơ hồ choáng váng, bởi vậy, rằng co ở trong chiến đấu 10 phần nghiêng về một phía, trận chiến đấu này đích xác mang theo tính chất chơi đùa, hoàn toàn kết thúc. Bàn tay Lâm Tu Nhai lặng yên ấn lên ngực đối thủ, đột nhiên một cổ nhu lực bùng nổ, mọi người đều biết, trận chiến đấu này đã có kết cục không ngoài dự kiến. Đi thôi, nếu tiếp tục chiến đấu chẳng có gì hay để xem. Nhìn xuống phía dưới Lâm Tu Nhai chấn suất đối thủ bay ra ngoài, Lâm Diễm hướng về phía Tiêu Viêm phất phất tay, dẫn đầu đối với đấu chẳng bước ra ngoài, liền xoay người lại nói, hiện tại đợi ngày mai 10 người đứng đầu tranh đoạt ngôi vị, chẳng qua cũng không biết ba vị trí đứng đầu sẽ đảo lộn như thế nào. Gật gật đầu cười, ánh mắt Tiêu Viêm hướng về phía giữa sân, vừa vặn tầm mắt Lâm Tu Nhai cũng hướng bắn lại đây, hai đạo ánh mắt đan nhau ở giữa không trung, mỉm cười lẫn nhau, chẳng qua ở trong nụ cười cũng đều ẩn chứa một chút chờ đợi cùng hừng hực nóng cháy. Hiển nhiên hai người đối với đối phương đều cực kỳ tôn trọng, có lẽ cũng có thể tính tất cả các cường giả đều là người thông minh. Tuy nói Tiêu Viêm biểu hiện thực lực cụ bị không đủ tư cách, nhưng Lâm Tu Nhai là người sáng suốt lại biết được thanh niên này tuổi so với bọn hắn nhỏ hơn một chút, lại có đủ sức chiến đấu khủng bố đủ so với bọn hắn. Hy vọng ngày mai gặp đối thủ đừng quá mức làm cho ta đau đầu, trong lòng thầm nói như vậy. Tiêu Viêm xoay người lại, cùng bọn người Huân Nhi bước đi khỏi đài cao, cuối cùng ở đây vẫn như cũ tiếng hoan hô hòa lẫn tiếng quát tháo rất lớn xôn xao, dần dần biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Chương 566 trăng treo như đĩa bạc, ánh trăng nhàn nhạt từ phía chân trời nhẹ nhàng chiếu rọi khiến toàn bộ nội viện như được khoác một chiếc áo bạc mông lung. Trong phòng, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên đầu giường tiến hành tu luyện. Năng lượng thiên địa chậm rãi tụ tập xung quanh hắn rồi cuồn cuộn không ngừng tiến nhập bên trong thân thể. Tiêu Viêm ca ca ngủ rồi à? Tu luyện được gần một giờ thì chợt có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, thanh âm hòa nhã của Huân Nhi truyền vào phòng. Chậm rãi mở mắt, Tiêu Viêm nghi hoặc hướng về phía cửa phòng, cười nói, vào đi. Cửa phòng mở ra, một cô gái áo xanh chậm rãi đi vào, dưới ánh trăng nhàn nhạt soi qua khung cửa sổ hiện lên đôi má thanh nhã tuyệt mỹ làm chúng nhân nhịn không được mà say mê chìm đắm. Nhìn thiếu nữ thân thể thon dài mềm mại mà duyên dáng đứng trước mặt, cộng thêm u hương nhàn nhạt tỏa ra, Tiêu Viêm trong lòng thầm rung động. Tiểu nữ hài năm đó luôn bám theo mình nay đã trở thành một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người rồi. Ngả người xuống giường, hướng mắt nhìn con ngươi trong như nước mùa xuân, trong ánh mắt Tiêu Viêm như có lửa thiêu đốt, ôn nhu hỏi, có việc gì vậy? Như cảm nhận được ánh mắt nồng cháy của Tiêu Viêm, Huân Nhi hai má nhẹ ửng hồng, tư thái tiểu nữ nhi này, quả thật cùng với bộ dáng lạnh nhạt thường ngày kia hoàn toàn tương phản. Không thể phủ nhận Huân Nhi giờ phút này có một mị lực phi phàm. Hỏa nhiệt trong mắt Tiêu Viêm ngày càng đậm. Đêm dài tịch mịch, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, thật dễ làm người ta nghĩ đến những chuyện không lành mạnh. Theo ánh mắt ngày càng nồng cháy của Tiêu Viêm, vết hồng trên khuôn mặt Huân Nhi cũng càng thêm đậm. Một lúc sau, Huân Nhi từ trong nạp giới lấy ra một quyển trục màu đen, đưa cho Tiêu Viêm rồi xoay người định chạy đi.
Nhưng Tiêu Viêm nhanh tay lẹ mắt chụp lấy cổ tay thanh khiết trắng ngần như ngọc kia, kéo nhẹ một cái, giữa tiếng kêu thảng thốt của Huân Nhi, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Ôm thân thể mềm mại kia trong lồng ngực, Tiêu Viêm cảm nhận được hơi ấm truyền qua áo. Huân Nhi gương mặt đỏ bừng tựa hồ muốn tan thành nước, cả người thoáng dãy giụa, sau đó đành thả lỏng không phản kháng. Thanh âm nàng nhỏ như tiếng mũi kêu, không muốn. Tiêu Viêm không nhịn được nắm chặt bàn tay tinh tế mảnh mai kia một, cảm giác thoải mái tràn đầy trong lòng. Cúi đầu xuống nhìn thần tình đỏ bừng của Huân Nhi, hắn trêu, nha đầu này, nửa đêm chạy tới phòng ta có ý đồ gì, mau thành thật khai báo. Huân Nhi thấp giọng than thở ác nhân kiện hảo nhân. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn chu ra, xuất hiện bộ dáng tiểu nữ nhân bị ủy khuất thường ngày khó thấy của Huân Nhi, Tiêu Viêm cánh tay không tự chủ được vòng qua cái eo nhỏ nhắn ôm thật chặt, còn tay kia nâng cầm nàng, nhìn Huân Nhi hai mắt mở to, trong ánh mắt mọng nước chợt xuất một tia thùy mị kiều diễm, đôi môi ướt át hồng nhuận, hắn chậm rãi cúi thấp đầu. Tiêu Viêm ca ca, thứ này ngươi nhất định phải nhận lấy, biết rõ Tiêu Viêm muốn làm gì. Huân Nhi gương mặt ửng đỏ càng lúc càng nóng, tim đập càng lúc càng nhanh, cảm nhận được hơi thở đối phương phả vào mặt, nàng đột nhiên lấy ra quyển trục màu đen khi nãy, vội vàng nâng lên, vừa vặn đem ngăn sự tiếp xúc giữa khuôn mặt hai người. Bị quyển trục ngăn, Tiêu Viêm đành dừng lại, đưa tay cầm lấy nó. Thấy hành động của Tiêu Viêm, Huân Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng tựa hồ hơi có cảm giác mất mát. Dưới ánh mắt Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng chỉ tùy tay đem quyển trục thu vào nạp giới, trong lúc Huân Nhi đang kinh ngạc, hay tay mạnh mẽ áp chặt hai má nàng, hé miệng cười, tiêu ý trong khóe mắt càng nồng đậm hơn. Trong cảnh u tĩnh bên trong phòng, hai khuôn mặt, một ngượng ngùng cùng một cười xấu xa nhanh chóng tiến gần sát, cuối cùng chạm nhau. Dưới ánh trăng, hai thân thể nam nữ, một an tĩnh, một thon dài, gắt gao ôm lấy nhau, phóng thích lửa nóng tình cảm trong lòng. Hai người hôn nhau đều có chút chúc chắc không quen. Nhưng chẳng qua đối với người lần đầu tiên nếm trái cấm nam nữ mà nói thì không thể nghi ngờ là cảm giác tiêu hồn muốn chết. Hai đôi môi tiếp xúc với nhau một lúc lâu sau mới rời ra, mang theo tiếng hít thở hổn hển. Tiêu Viêm liếm liếm môi, cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lồng ngực, trái tim vốn đang thoáng có chút tĩnh lặng nhất thời lại nhảy lên. Giờ phút này, thiếu nữ tâm trí rối bời, trong đôi mắt vốn luôn tràn ngập nụ cười thanh nhã hiện tại lại có thêm một chút mị nhãn như tơ, xuân thủy tràn đầy, trong thanh thuần ẩn chứa đầy mỹ ý, bị dáng vẻ của nàng hấp dẫn. Tiêu Viêm thậm chí có thể cảm nhận được một cỗ khí nóng ở bụng dưới, hạ thể từ từ dựng lên. Hai người thân thể cơ hồ dán sát vào nhau, bởi vậy khi Tiêu Viêm hơi có biểu hiện, Huân Nhi vốn đang rúc trong lồng ngực hắn như nai con hoảng sợ, vội vàng giãy ra, sắc mặt đỏ bừng nói, Tiêu Viêm ca ca, đừng làm bậy nha. Nhìn thấy Huân Nhi có bộ dáng như vậy, Tiêu Viêm hắc hắc cười, thu hồi dục niệm trong lòng, liếm liếm miệng, cảm thụ lại tư vị mềm mại tiêu hồn khi nãy, nhịn không được khóe miệng nở nụ cười rộng. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Viêm đắc ý như vậy, Huân Nhi hai má lại ửng đỏ hung hăng trợn mắt, bất quá thiếu nữ sau khi nếm hương vị ái tình, vừa lườm hắn xong đã lại mỉm cười kiều mị. Tiêu Viêm cũng biết đây là chuyển biến tốt, hắn biết cô nàng này đối với chuyện nam nữ ra mặt quá mỏng, bởi vậy cũng không trêu chọc nữa, lười nhác ngồi xuống, tùy tay lấy ra vật lúc nãy Huân Nhi đưa quyển trục màu đen. Ánh mắt mơ màng, kinh ngạc trên mặt cũng trở nên dày đặc. Quyển trục toàn thân màu đen, màu sắc có chút ám trầm, phải nhìn kỹ mới có thể phát hiện quyển trục này ẩn ẩn tản ra những tia sáng màu đen cực mờ nhạt. Hơn nữa phía trên quyển trục còn có đủ loại hình vẽ cực kỳ huyền dị uốn quanh khúc khuỷu giống như hoa văn thông thường, rối rắm vô cùng. Để quyển trục màu đen lơ lửng trong tay, Tiêu Viêm lại lần nữa kinh ngạc phát hiện quyển trục này tạo hình có điểm cổ quái, căn bản không có chỗ mở ra, chỉnh thể liền nhau như một cái ống trúc quanh co, so với các loại quyển trục bình thường khác hoàn toàn bất đồng. Đây là cái gì? Tiêu Viêm nghi hoặc, ngẩng đầu về phía Huân Nhi, tay giơ quyển trục, hỏi. Lúc này Huân Nhi gương mặt ửng đỏ đã nhạt bớt nhiều, chẳng qua nhìn lại có thêm vài phần động lòng người, ngượng ngùng bước nhẹ nhàng tới bên Tiêu Viêm, cười dài nói, đây là một quyển đấu kỹ, chẳng qua phải cần có thực lực đấu vương mới có thể mở ra. Nghe vậy, tay Tiêu Viêm run lên, thiếu chút nữa là làm rơi quyển trục. Cần thực lực đấu vương mới có thể mở đấu kỹ, lần đầu tiên hắn gặp chuyện này, đây là đấu kỹ cấp bậc gì? Ý cười trên mặt Tiêu Viêm dần thu liễm, nghiêm mặt hỏi, chờ khi huynh có thể mở nó ra, lúc đó khắc sẽ biết ngay. Huân Nhi lắc lắc đầu, tránh câu hỏi của Tiêu Viêm. Thứ này quá quý, Tiêu Viêm nhíu mày, nhưng lời nói còn chưa chấm dứt, đối diện hắn là một đôi mắt u oán, hắn ngay lập tức xấu hổ ngậm ngay miệng. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Viêm ca ca chưa từng nhận của Huân Nhi một món đồ nào. Huân Nhi nhẹ giọng thở dài. Được rồi, ta nhận. Nhìn thấy Huân Nhi bộ dáng u oán, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, chần chờ một lúc, đành gật gật đầu. Hắn không phải là người theo chủ nghĩa đại nam nhân, chỉ vì Huân Nhi đột nhiên xuất ra đồ vật chân quý như thế, lúc nhất thời hắn có chút khó xử. Nhớ rõ, nhất định phải đợi cho tiến vào cấp đấu vương mới có thể mở ra tu luyện, nếu không đối với ngươi sẽ không tốt.
Nhìn thấy Tiêu Viêm nhận lấy quyển trục, Huân Nhi đang u oán nhất thời hai má lộ ra nụ cười ngọt ngào, ôn nhu nhắc nhở. Ân Tiêu Viêm gật gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn cô gái áo xanh đối diện. Huân Nhi dương đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Viêm, sau đó ngưng trọng thấp giọng nói. Còn nữa, Tiêu Viêm ca ca, cái đà xá cổ đế ngọc kia, huynh nhất định phải nhớ rõ lời Huân Nhi, không được nhắc tới, bất luận là với kẻ nào, nếu không huynh sẽ gặp phiền toái rất lớn. Hiện tại huynh vẫn chưa nắm giữ được sức mạnh của nó cho nên ngàn vạn lần không được tiết lộ ra ngoài. Nhìn Huân Nhi bộ dáng ngưng trọng, Tiêu Viêm cũng không dám vui đùa, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ha ha, vậy Huân Nhi về phòng trước, Tiêu Viêm ca ca cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải kịch liệt chiến đấu. Nói xong, Huân Nhi hướng về phía Tiêu Viêm thản nhiên cười, cả người đi về phía cửa bước ra ngoài. Nhìn bóng dáng Huân Nhi dần biến mất, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, chẳng biết vì sao hắn luôn cảm thấy Huân Nhi hai ngày nay có chút kỳ quái, cứ không ngừng nhắc đi nhắc lại chuyện này, hay là ta đã nghĩ nhiều quá nên tưởng tượng ra vậy. Đem cửa phòng đóng lại, Tiêu Viêm bàn tay vừa động, đem quyển trục màu đen cầm trong tay, trong lòng thấp giọng nói, lão sư, có thể nhìn ra quyển trục này là vật gì không? Không thể, mặt trên quyển trục này có phong ấn đặc thù, trừ phi mạnh mẽ phá vỡ, bằng không ai cũng không biết bên trong là đấu kỹ ra sao. Thanh âm dược lão không lâu sau đó lại vang lên, chẳng qua lấy bối cảnh thân phận của tiểu nữ nhi kia, đấu kỹ có thể làm cho nàng coi trọng nó như vậy, tuyệt đối không phải vật thường. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, mắt khẽ lóe lên, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiểu thư, người đã đem thứ kia cho Tiêu Viêm thiếu gia. Bên trong phòng, Lăng Ảnh có chút ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trước mặt đang cầm chén trà, con người mọng nước vẫn như cũ còn lưu lại nhàn nhạt vẻ thẹn thùng. Đối mặt với câu hỏi của Lăng Ảnh, Huân Nhi tùy ý gật đầu, bộ dáng tựa như đem cho một vật gì đó tầm thường. Nhưng vật đó là do tộc trưởng đại nhân vất vả lắm mới tìm được. Lăng Ảnh cười khổ nói. Vật này thích hợp với Tiêu Viêm ca ca hơn ta. Huân Nhi nhàn nhạt cười nói, chợt phất tay, Lăng lão, việc này không được để cho những người khác biết, cho dù là người thân cận nhất cũng không thể. Thôi được rồi, chần chờ một chút, Lăng Ảnh đành bất đắc dĩ thở dài một hơi, chợt thân hình vặn vẹo, hóa thành bóng ma biến mất trong bóng tối. Tiêu Viêm ca ca, những gì Huân Nhi có thể làm đều đã làm rồi, con đường trở thành cường giả chân chính sau này đành phải dựa vào chính huynh, hy vọng ngày sau gặp lại, huynh có thể trở thành cường giả chân chính, mạnh đến nỗi làm Huân Nhi cũng phải ngước nhìn. Tay cầm chén trà ấm, trong lòng Huân Nhi nhẹ vang từng tiếng nỉ non. Chương 567, thời gian chậm rãi trôi qua, đến cuối cùng khi ánh trăng biến mất ở phía cuối chân trời, ánh sáng bình minh nhàn nhạt hiện lên, xua tan bóng tối bao phủ trên mặt đất. Khi ánh sáng rạng đông đầu tiên tiến nội viện, bầu không khí im lặng nhất thời chính thức tiêu tán. Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu quyết định 10 danh ngạch đứng đầu cường bảng. Giải đấu tới lúc này cơ bản có thể nói là đã chân chính bước vào cao trào. Toàn bộ các đệ tử trong nội viện đều chờ mong sự xuất hiện của 10 cao thủ mới trên cường bảng. Quảng trường rộng lớn như cũ, nhưng chỉ một thời gian ngắn đã đông nghịt người. Những tiếng ồn xôn xao ầm ĩ không ngừng vang lên, một bầu không khí sôi động, làm cho mỗi một người trong cuộc cũng đều có chút bị cuốn theo. Khi bọn người Tiêu Viêm đi tới đài cao thì quảng trường cũng đã kín người hết chỗ. Tuy rằng trải qua 2 ngày đào thải, đã có một nửa số người dự thi bị loại bỏ đi, nhưng những trận chiến đấu cấp bậc cao như vậy, cho dù không thể tham gia, có thể ở bên quan sát một chút cũng là vô cùng tốt. Lúc này Tiêu Viêm, không thể nghi ngờ đã trở thành ngựa ô trong giải đấu cường bảng lần này. Tiến vào nội viện thời gian không đến 1 năm, liền có được tư cách để đánh sâu vào 10 vị trí đầu tiên trên cường bảng. Thực lực bực này, đủ để làm cho thường nhân cảm thấy hoảng sợ. Bởi vậy, hắn vừa vào sân đấu, đã hấp dẫn hầu hết ánh mắt của mọi người. Không để ý ánh mắt xung quanh, đoàn người Tiêu Viêm đi tới vị trí hôm qua, sau đó ngồi xuống, thấp giọng cười nói cùng đợi trận đấu bắt đầu. Mấy người Tiêu Viêm vừa mới ngồi xuống, một thân ảnh nhỏ xinh liền quỷ dị xuất hiện ở trước mặt, tóc đuôi ngựa thật dài màu tím nhạt, cùng với bộ dáng đáng yêu như bạch ngọc, cho dù là đối với nam nhân hay nữ nhân, đều cũng có lực sát thương không nhỏ. Tử Nghiên vừa xuất hiện, liền hướng về phía Tiêu Viêm hắc 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 cười. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Tử Nghiên một ngày không gặp, chợt thần tình có chút kinh ngạc, trông nàng bây giờ quần áo có điểm rách nát, tuy cánh tay mảnh khảnh đã cố che đậy, thế nhưng cũng không thể che kín toàn bộ được. Ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Tử Nghiên bộ dáng đáng thương, Tiêu Viêm nhịn không được hỏi. Đi vào thật sâu trong núi, thật vất vả cuối cùng mới tìm được ít linh dược, nhưng lại gặp một đầu ma thú cấp đấu hoàng bảo hộ, ta cùng hắn đánh một trận, đánh không lại, bỏ chạy trở về. Tử Nghiên bĩu môi, chẳng hề để ý nói. Nghe vậy, bọn người Tiêu Viêm nhất thời ngây ra, tiểu nha đầu này thật đúng là quái vật, còn dám đi tới chỗ ma thú cấp bậc đấu hoàng dò xét, quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ hổ. Hừ, tên kia so với ta cũng không tốt hơn bao nhiêu, bị ta đánh trúng một quyền rất mạnh, cũng bị chảy vi chóc vẩy đó chứ. Nhìn biểu tình Tiêu Viêm, Tử Nghiên nhất thời không vui, đáp lại.
Lông mày nhướng lên, Tiêu Viêm thật ra không nghĩ Tử Nghiên nói dối, tiểu nha đầu tuy rằng biểu hiện thực lực ở cấp bậc đấu vương, nhưng lực lượng cổ quái kia, khi hắn phẫn nộ mà bộc phát vô cùng khủng bố, cho dù là lấy thân thể cứng rắn của ma thú kia, mà bị một quyền toàn lực đánh trúng, kết cục cũng có thể như thế lắm chứ. Hắc hắc, Tiêu Viêm, chúng ta lần sau cùng đi được không? Ta cầm chân tên kia, ngươi lẻn vào lấy linh dược thì tốt rồi. Tử Nghiên bỗng nhiên bước tới, dí sát khuôn mặt nhỏ nhắn lại gần Tiêu Viêm, hắc hắc cười nói. Nghe được lời này, Tiêu Viêm nhất thời vô lực đảo cặp mắt trắng dã, lần trước vì đối phó một đầu đấu vương cấp bậc tuyết ma thiên viên đó mà mất đi lão đại kình, hiện tại lại muốn hắn đi đối phó đấu hoàng ma thú, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Thuận miệng ứng phó vài câu, Tiêu Viêm cảm nhận được không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên xôn xao, có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Nguyên lai tại lối vào, xuất hiện thân ảnh bọn người Lâm Tu Nhai, là ngôi sao chói sang ở nội viện, danh tiếng của hắn tất nhiên là so với Tiêu Viêm càng nổi bật hơn nhiều. Thực sự làm cho người ta cảm thấy trong nội viện này khó có thể lay động danh vọng cùng địa vị của hắn. Đoàn người Lâm Tu Nhai sau khi tiến vào sân thi đấu, liền đi thẳng đến chỗ Tiêu Viêm đang đứng. Hy vọng hôm nay tuyển ra 6 cặp đấu, chúng ta sẽ không ở cùng một cặp, ta cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt lại gặp phải ngươi. Người chưa đến, nhưng tiếng cười sang sảng đã rơi vào tai Tiêu Viêm, trong thanh âm có phần rất coi trọng đối với Tiêu Viêm, làm cho đám người chung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Bên trong nội viện này, có thể làm cho Lâm Tu Nhai coi trọng như thế, cơ hồ là tồn tại như phượng mao lân giác. Nếu quả là như vậy, ta sợ là không được hay ho. Tiêu Viêm cười cười, hắn đồng dạng cũng không muốn tại thời điểm này mà gặp phải Lâm Tu Nhai, mục tiêu của hắn chính là trong 10 vị trí đầu. Chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào 10 vị trí đầu, đến lúc đó hắn sẽ không cần phải kiêng kỵ gì, cũng không cần lo lắng gặp phải đối thủ cực kỳ khó giải quyết nữa. Có ta bảo kê cho ngươi, ai dám không cho ngươi mặt mũi. Một thanh âm có vẻ rất nghĩa khí ở sau Tiêu Viêm vang lên, Tử Nghiên nhảy lên trên ghế, từ trên cao nhìn xuống vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, chợt kiêu căng nhìn Lâm Tu Nhai, hai nắm tay nhỏ nhắn giơ giơ lên, nói, tiểu tử, chúng ta đợi ngươi đó, nhưng đừng có chạy nha, bằng không cho dù ngươi có nhảy xuống chàng ta cũng sẽ đuổi theo ngươi đánh một trận. Đột nhiên nhảy ra một Tử Nghiên, làm cho ý cười trên mặt Lâm Tu Nhai nhất thời thu liễm rất nhiều, xấu hổ nói, đó là tự nhiên, bên trong nội viện này, còn có thể có ai cùng Tử Nghiên học tỷ đối kháng. Người cũng thức thời đó. Tử Nghiên lúc này mới đắc ý cười, vừa định nói tiếp, thì Tiêu Viêm ở bên vội vàng kéo lại, ôm xuống dưới ghế dựa, không để ý đến nàng dãy dụa, ấn ở sau người, hướng về phía Lâm Tu Nhai cười khổ nhún vai nhìn Tử Nghiên bị Tiêu Viêm mạnh mẽ kéo lại đằng sau, tuy rằng không ngừng dãy dụa, nhưng rõ ràng lại giống như tiểu hài tử đang làm nũng, Lâm Tu Nhai chỉ biết há hốc mồm, khóc không ra tiếng. Kẻ chuyên cậy mạnh như nàng, lúc này lại bị người đối xử như vậy mà cũng không phát hỏa. Nếu là trước kia, ai dám ấn đầu nàng xuống, chỉ sợ cho dù chạy trốn tới ngoại viện, cũng sẽ bị lôi đi đánh cho mặt mũi tới bầm dập mới thôi. Tiểu tử Tiêu Viêm này không biết đã cấp cho Man Lực Vương này loại thuốc gì mà lại có thể cùng hắn quan hệ như thế được. Trong lòng than thầm vài câu, Lâm Tu Nhai cũng không dám dừng lại. Nếu Tử Nghiên lại ngay tại đương trường chỉ vào mặt hắn lớn tiếng chửi mắng, cho dù ở đây mọi người đều biết tính nữ hài khủng bố này, chỉ sợ cũng sẽ làm trò cười cho người khác. Bởi vậy, hắn chỉ nói với Tiêu Viêm rất nhanh mấy câu, sau đó dẫn người chạy thẳng về phía ghế của mình. Nhìn Lâm Tu Nhai chạy trối chết, bọn người Tiêu Viêm cũng nhịn không được bật cười, không nghĩ tới hắn danh vọng chói sáng, nhưng đối với Tử Nghiên lại úy kỵ như thế, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Khi bọn Lâm Tu Nhai vào sân đấu không lâu, ở một nơi khác, một tổ đội VIP khác là nhóm người Liễu Kình cũng tiến vào giữa sân. Lộ tuyến của hắn vốn cũng cần đi qua trước mặt bọn người Tiêu Viêm. Nhưng khi hắn đảo mắt qua đó liền nhìn thấy ngồi bên cạnh Tiêu Viêm một tiểu cô nương tóc đuôi ngựa màu tím nhạt, sắc mặt vốn rất bàng quang liền khẽ biến, chợt điềm nhiên như không chuyển qua hướng khác, tránh qua chỗ bọn người Tiêu Viêm. Tuy rằng lộ tuyến Liễu Kình biến hóa rất là vi diệu, nhưng vẫn bị một ít người tinh tế phát hiện, lập tức đều có chút buồn cười, cái đám hoành tráng này, ở trước mặt tiểu cô nương đáng yêu kia, lại đều mất đi phong thái của cường giả. Theo thời gian trôi qua, số người trong sân cũng càng lúc càng nhiều, thanh âm xôn xao, hỗn tạp nháo nhào, lan tràn ra rất xa. Khi các trọng tài lên đài, các vị trưởng lão cũng theo thứ tự ngồi xuống, cuối cùng là một tiếng chuông ở giữa sân vang lên. Khi tiếng chuông vang lên, trong chốc lát, tiếng xôn xao ầm ĩ khắp quảng trường cũng chậm rãi hạ xuống, từng đạo ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào các trọng tài phía trên. Ở giữa toàn trường, Tô Thiên sửa sang lại y bào, chậm rãi đứng lên, cất cao giọng nói, trải qua 2 ngày đấu loại, cường bảng đại tái lần này còn lưu lại 13 người, mà muốn tiến nhập 10 vị trí đầu tiên, phải có 3 người hôm nay sẽ bị loại, dựa theo quy củ đại tái, chúng ta sẽ ngẫu nhiên chọn ra 6 người tiến hành tỉ thí, người thắng tiến vào 10 vị trí đầu, mà người bại, chỉ có thể xếp ở phía sau. Nói xong, Tô Thiên đem một cái ống trúc đặt ở trước mặt, trong ống trúc có 13 cái thẻ tre. Trong 13 thẻ có tên 13 người dự thi, ta sẽ ngẫu nhiên chọn ra người tiến hành 6 trận đấu.
Theo ống trúc bày ra, giữa sân không khí nhất thời trở nên khẩn trương hơn rất nhiều, mọi người đều tập trung nhìn về phía trọng tài phía trên, việc có ý nghĩa quyết định đến tên của 10 người đầu tiên, cuối cùng cũng bắt đầu. Ở trước mắt bao người, Tô Thiên chậm rãi rút ra một thẻ, liếc liếc mắt, chợt lớn tiếng đọc ra, Nghiêm Hạo. Thanh âm Tô Thiên hạ xuống, mọi người đều là có thể thấy rõ ràng, trên đài cao khuôn mặt Nghiêm Hạo liền trở nên căng thẳng mãnh liệt. Tiếp theo, sẽ là đối thủ cùng Nghiêm Hạo tranh đoạt một trong 10 vị trí đứng đầu. Thản nhiên nói xong, Tô Thiên lại lần nữa rút thẻ, mở ra, ánh mắt thoáng nhìn, nói, Tiễn Mạch. Từng đạo ánh mắt theo thanh âm chuyển tới đài cao trên người một vị nam tử hơi có chút mập mạp, Tiễn Mạch, cường bảng bài danh thứ 8, thực lực cũng là rất mạnh, cùng Nghiêm Hạo đồng dạng đấu linh đỉnh phong, nhưng tổng lực chiến đấu lại kém hơn Nghiêm Hạo không ít, bởi vậy, vừa nghe chính mình gặp đối thủ là Nghiêm Hạo, lông mày nhất thời trở nên nhíu chặt không để ý đến ánh mắt mọi người, Tô Thiên tiếp tục rút thẻ, mở ra, hơi dùng mình, chợt có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tử Nghiên. Qua, cái tên này vừa mới vang lên, liền làm cho bọn người Lâm Tu Nhai, Liễu Kình giật mình thon thót. Đối với tâm tình của bọn họ, Tô Thiên thật ra cũng hiểu, âm thầm cười cười, càng chậm rãi rút lá tiếp theo làm cho những người này quả thực rất buồn bực, Tần Chấn. Hồ trên đài cao, mọi người thở ra một hơi thật dài, chợt mang vẻ mặt đồng tình nhìn về phía một nam tử sắc mặt đã trở lên tái nhợt, tên đáng thương, cho dù hắn cường bảng bài danh thứ 6, nhưng gặp man lực cương chỉ sợ cũng không có cửa. Thẻ cuối cùng. Trên chỗ ngồi của trọng tài, Tô Thiên vung tay hút lấy một chiếc thẻ, chậm rãi mở ra, lần này có chút kinh ngạc mở miệng, Liễu Kình. Sân đấu lại một lần nữa trở lên yên tĩnh, một ít người trong lòng than thở, xem ra lại sẽ có thêm một tên xui xẻo. Vẻ mặt Liễu Kình lúc này không có nửa điểm dao động, chỉ cần đối thủ không phải Tử Nghiên, cho dù là lần này gặp Lâm Tu Nhai, hắn cũng sẽ không có nửa điểm e ngại. Giống như kích thích lòng hiếu kỳ của mọi người, Tô Thiên rất chậm rãi lấy ra tấm thẻ cuối cùng, hướng về phía mọi người vẫy vẫy. Lúc này mới cười khẽ mở ra, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên khuôn mặt liền nhanh chóng thu liễm, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, dưới sân mọi người lại trở lên sao động. Khụ một lát sau, Tô Thiên rốt cục cũng lấy lại tinh thần, ánh mắt chậm rãi đầu hướng tới một vị trí trên đài cao, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiêu Viêm. Cả sân đấu trở lên yên tĩnh, chợt một trận tiếc hận nhìn lên phía đài cao nơi có một thanh niên hắc bào đang nhíu mày. Chương 568 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trên đài cao, mọi người ngoảnh mặt nhìn nhau, đều không nghĩ đến thất ngựa ô nổi bật nhất, trong thời khắc mấu chốt này lại gặp phải chướng ngại ghê gớm này. Trong nội viện, có thực lực đối chiến cùng Liễu Kình e rằng chỉ có hai người Lâm Tu Nhai cùng Tử Nghiên. Tuy lúc biểu hiện chiến đấu lúc trước của Tiêu Viêm có vẻ rất khủng bố, nhưng so với chân chính cường giả đỉnh cấp trên cường bảng Liễu Kình thì không thể nghi ngờ là thật sự có chênh lệch thật lớn. Tiêu Viêm tiểu tử này cũng thật xui xẻo. Nghiêm Hạo thở dài một hơi nói với đám Lâm Tu Nhai bên cạnh. Hàn Nguyệt cũng khẽ nhíu mày, tuy nàng đánh giá khá cao thực lực của Tiêu Viêm, bất quá nếu thật sự cùng cường giả như Liễu Kình so sánh, nàng không thể không thừa nhận vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Lâm Tu Nhai sắc mặt bình tĩnh, không ai biết hiện hắn đang nghĩ gì, một lúc sau, mới nhẹ giọng nói sau khi trận đấu kết thúc, mới có kết luận, tuy ta cũng cho là Tiêu Viêm đụng đầu phải đá nhưng hắn cũng đồng dạng có khả năng thắng, trận đấu của hắn và Liễu Kình khó mà biết trước được điều gì. Mấy người bên cạnh khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt không tự chủ lại nhìn về phía Liễu Kình. Mà lúc này ánh mắt của hắn cũng đang mang một chút mênh mang, chẳng qua, hắn cũng không có biểu hiện sự kích động mạnh như Lâm Tu Nhai, vẻ mặt vẫn bình thản. Bất quá so với sự bình thản của Liễu Kình, Liễu Phỉ bên cạnh cơ hồ thiếu chút nữa nhịn không được nhảy cẫng lên hoan hô. Hôm qua Diêu Thịnh bại trong tay Tiêu Viêm, nàng đã ôm đầy một bụng tức khí, nguyền rủa hắn gặp phải Liễu Kình biểu ca, nhưng lại không nghĩ rằng lời nguyền ứng nghiệm. Niềm kinh hỉ đến đột ngột này làm cho nàng ở trong lòng đắc ý phun ra hai chữ báo ứng. Ai? Ngô Hạo có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, định nói điều gì, nhưng lại không biết nói cái gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Uy, Tiêu Viêm, ta giúp ngươi đánh cho Liễu Kình nằm bẹp không thể ra tràng à. Như vậy ngươi có thể trực tiếp thăng cấp. Tử Nghiên vung vẩy mái tóc đuôi ngựa màu tím, hướng về Tiêu Viêm giơ giơ lên nắm tay nhỏ nói. Ta van ngươi, đối với ta tin tưởng một chút có được hay không? Cười khổ lắc lắc đầu, Tiêu Viêm nhẹ nhìn Tử Nghiên, rồi nhìn quanh bốn phía, phát hiện trừ Huân Nhi, sắc mặt những người khác đều có chút trầm trọng, lập tức không khỏi bất đắc dĩ cười nói tuy rằng đối thủ là Liễu Kình, bộ dáng cũng không cần như nhà có tang vậy a. Tỷ thí còn chưa bắt đầu mà. Nghe vậy, đám người Ngô Hạo cũng miễn cưỡng cười cười, bọn họ biết Tiêu Viêm rất coi trọng người cái danh ngạch này, thời khắc mấu chốt này lại xuất hiện tình huống bất đắc dĩ này, làm cho trong lòng người thật có chút phiền não. Nhìn mọi người bộ dáng so với mình còn buồn bực hơn, Tiêu Viêm giở khóc giở cười lắc đầu, Liễu Kình cố nhiên rất mạnh, nhưng khi đánh, ai thắng ai bại còn chưa biết. Lấy thực lực hắn hiện giờ, nếu hoàn toàn tung hết sức, đừng nói là đấu vương cường giả, cho dù là đấu hoàng, Tiêu Viêm đều có thể khiến đối phương chật vật không chịu nổi.
Dù sao, chân chính đại hình Phật Nộ Hỏa Liên, một khi thi triển, ngay cả Dược Lão đều sợ hãi than thở không thôi về lực phá hoại, không phải là loại tầm thường. Đương nhiên, tác dụng phụ của Phật Nộ Hỏa Liên cũng quá mạnh, không đến thời điểm sống còn, Tiêu Viêm sẽ không dễ dàng vận dụng, mà thứ này cũng chân chính là con bài tẩy của hắn. Trong sân tiếng xì sầm vang lên một hồi, sau đó mọi người lại dần dần quay về phía trọng tài đang ngồi. Tô Thiên chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về Tiêu Viêm, trong lòng chỉ có thể hy vọng gã thanh niên tuổi trẻ nắm trong tay dị hỏa, một lần có thể tạo ra kỳ tích, vượt qua ngăn trở của cường giả Liễu Kình, tiến nhập 10 danh ngạch đầu. Trận đầu tỉ thí, Nghiêm Hạo, Tiễn Mạch, tiếng Tô Thiên quát nhẹ vang lên, rốt cục không khí giữa sân đang hoàn toàn hướng về Tiêu Viêm rời đi, từng đạo ánh mắt hướng về hai người phía trên đài cao. Ở trước mắt bao người, Nghiêm Hạo đứng lên, vị này vóc người không thể so với dáng người của Liễu Kình, mặt không đổi sắc đi vào cao thai bên cạnh, sau đó nhảy xuống trực tiếp dừng giữa sân. Khi Nghiêm Hạo tiến vào tràng, Tiễn Mạch mập mạp, bất đắc dĩ tiến lên, sau đó cả người thịt béo rung rung đi vào đài cao, thân thể hơi co rụt lại, một cỗ phong toàn nhàn nhạt quanh thân ngưng tụ làm thân thể càng to lớn, sau đó giống khí cầu chậm rãi bay vào đấu trường làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Dáng người như vậy lại tu luyện phong thuộc tính đấu khí. Vô số người nhịn không được lau mồ hôi lạnh. Đấu khí phong thuộc tính phiêu giật linh hoạt, người mập mạp như vậy tu luyện, quả thực làm cho người xem có cảm giác thật đặc biệt. Tuy rằng hình tượng bên ngoài không được thanh nhã cho lắm nhưng mọi người trong lòng cũng rõ ràng, có thể chiếm cứ một trong 10 vị trí đầu tại cường bảng đều là nhân vật có lực khủng bố. Cứ trong mặt mà bắt hình dong sẽ bị tổ trác. Hai người nhập đấu tràng, nhất thời không khí khán đài trở nên nóng như lửa. Hai người đều bài danh cường bảng thập đại cao thủ nên trận đấu này hứa hẹn sẽ cực kỳ kích thích. Sau một tiếng hô tỉ thí của Tô Thiên, giữa sân hai người đều nhanh chóng rút ra vũ khí. Nghiêm Hạo vẫn là sử dụng cự đại thiết chùy có cán đen thùi, mà trái lại Tiễn Mạch, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, từ trong nạp giới rút ra một nắm kim hoàn có răng cưa màu vàng kim, kích cỡ vẻn vẹn chỉ như bàn tay, nhưng quanh thân có răng cưa sắc bén, mơ hồ ẩn hiện hàn quang. Nghe nói vũ khí này của Tiễn Mạch được gọi là kim hoàn, khi ném mạnh sẽ tạo thanh thế kinh người, nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn tinh chuẩn. Mà khi chiến đấu có thể phóng ra 10 chiếc kim hoàn thì sẽ khiến cho đối thủ cực kỳ đau đầu. Ngô Hạo bên cạnh Tiêu Viêm thấp giọng nói. Ồ, hứng thú nhíu mày, Tiêu Viêm không nghĩ gã béo này lại có thủ đoạn ngoài dự đoán mọi người như vậy. Xem ra có thể tiến vào cường bảng thập đại cao thủ, đều có tuyệt chiêu đặc thù. Trên khán đài, Tiễn Mạch chắp tay chào Nghiêm Hạo, cười gượng Nghiêm đại ca, khi đánh cần phải nhẹ tay nha, ngô cương chùy của ngươi mà nện xuống e rằng thân thể ta đây tại đương trường sẽ biến thành một đống thịt vụn. Đừng nói lời vô nghĩa, Tiễn Mập, ta cũng đã lâu không gặp được ngươi, không biết kim hoàn của ngươi so với trước kia lợi hại nhiều ít. Nghiêm Hạo cười mắng một tiếng, trong tay thiết chùy đen thui vung lên thật mạnh, một cổ âm thanh bén nhọn xé gió vang lên, mọi người chung quanh khán đài không nhịn được phải bưng kín lỗ tai. Tiễn Mạch trên khuôn mặt thịt rung rung cười hai tiếng, chợt sắc mặt dần dần ngưng trọng, tay phải cầm một thanh kim hoàn, đấu khi nồng đậm trong cơ thể bạo dũng xuất ra, một cổ phong toàn ở quanh thân thành hình, cuối cùng được khống chế hạ xuống ngưng tụ bên ngoài kim hoàn. Hát trong giây lát, một tiếng quát khẽ vang lên, Tiễn Mạch đột nhiên chấn động cánh tay, kim hoàn lóe ra kim quang giống như kim sắc lôi điện trong nháy mắt bắn tới Nghiêm Hạo. Tốc độ của kim sắc lôi điện thật khủng bố, cơ hồ mọi người chỉ thấy một đường kim tuyến lóe qua ánh mắt, thì tia chớp này đã đánh tới Nghiêm Hạo. Thình thịch, hắc sắc thiết chùy hung hăng đập vỡ mặt đất, nhất thời một khe cỡ cánh tay xuất hiện cấp tốc lan tràn, một cỗ hoàng sắc năng lượng cực kỳ hùng hồn bên trong cái khe bạo bắn ra, vừa vặn đánh chặn kim sắc lôi điện, đem kim hoàn bắn thẳng lên trời. Tiếp tục đi. Tiễn thập hoàn, ngươi còn cửu hoàn nữa, ha ha. Nghiêm Hạo cất tiếng cười lớn, đấu khí trong cơ thể cấp tốc khởi động, da rẻ chợt biến đổi lộ ra màu xám trắng trông như nham thạch. Tiễn Mạch cười khổ hít vào một cái, Nghiêm Hạo tu luyện đấu khí địa thuộc tính, hơn nữa lại là loại hiếm thấy mang tên nham đấu khí, loại này có thể đem thân thể người tu luyện trở nên cứng rắn như nham thạch, vừa vận khắc chế kim hoàn của hắn. Thực lực và thuộc tính đấu khí của Tiễn Mạch đều bị Nghiêm Hạo áp chế, khả năng thắng lợi rất nhỏ. Hơn nữa thi triển kim hoàn cực kỳ tiêu hao đấu khí, lấy thực lực hiện tại của Tiễn Mạch tối đa có thể thi triển được 10 lần công kích cực mạnh, bởi vậy trong nội viện hắn còn có ngoại hiệu là Tiễn Thập Hoàn. Ngô Hạo giống như sướng ngôn viên không ngừng giải thích cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, loại kim hoàn này rất không thích hợp với loại trận chiến quang minh chính đại, chỉ có đánh lén nó mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Thử ngẫm xem, đang lúc hành tẩu giữa núi rừng hoang vu bất thình lình bắn ra một thanh kim hoàn như vậy có làm cho người ta đau đầu cùng sợ hãi không? Giữa sân, rõ ràng Tiễn Mạch cũng biết nhược điểm của mình, nhưng lại không thể có biện pháp khác. Lúc trước sư phụ hắn đã nói, nếu hắn đi làm sát thủ, có thể nói là như thuyền gặp nước lên, còn như cùng người đối mặt khiêu chiến, sức chiến đấu triệt để suy giảm. Kim hoàn sắc bén liên tiếp trong tay Tiễn Mạch như tia chớp bạo bắn đến, nhưng mặc kệ công kích của hắn có xảo quyệt đến thế nào lại không có bao nhiêu hiệu quả với Nghiêm Hạo, bởi vì hắn cơ hồ đem toàn bộ đấu khí ra phòng ngự, cho dù là không ngăn được thì kim hoàn sắc bén cũng chỉ lưu được một dấu xám trắng dài trên thân thể.
Tuy nói việc đem toàn bộ đấu khí ra phòng ngự có chút tiêu hao đấu khí, nhưng so với việc tiêu hao đấu khí do thi triển kim hoàn của tiễn mạch còn tốt hơn nhiều. Bởi vậy, hai người chiến đấu, cơ hồ chỉ là loại chiến đấu so đấu khí giữa công với thủ ai hơn, mặc dù đối với một ít đệ tử tầm thường xem ra rất hưng phấn, nhưng đối với đám Tiêu Viêm lại thật nhàm chán. Bởi vì ai cũng biết rằng trận tỷ thí này, tiễn mạch đã rơi vào thế hạ phong, rõ ràng hắn đã toàn lực công kích nhưng căn bản lại không phá được phòng ngự của Nghiêm Hạo. Chiến đấu rằng co gần nửa giờ sau, tiễn mạch rốt cục bất đắc dĩ dừng tay, hai thanh kim hoàn cuối cùng cầm trong tay được thu vào, trong ánh mắt kinh ngạc chung quanh, nhấc tay nhận thua, không ngoài dự đoán của đám Tiêu Viêm. Trải qua thời gian chờ đợi ngắn ngủi, đã đến trận chiến đấu thứ hai. Tử Nghiên, Tần Chấn. Thực lực chênh lệch lại càng cách xa. Tử Nghiên lắc mình tiến vào giữa sân đầu tiên. Hôm qua bị một đầu đấu hoàng ma thú đánh khiến trong lòng nàng tràn đầy cơn tức giận nên hiện tại nàng đang có nhu cầu kiếm một người để phát tiết. Vì vậy vừa vào tràng, nàng đã sắn tay áo, đôi mắt to đen hung hăng quét qua. Nhìn bộ dáng Tiểu Nghiên, mọi người cơ hồ đều co đầu rụt cổ, không ngừng khóc thầm cho Tần Chấn. Nhưng mà, kết cục sau một thời gian vẫn chưa thấy Tần Chấn lộ diện, đến khi mọi người không thể kiên nhẫn nữa thì có một đạo thanh âm yếu ớt vang lên, Tần Chấn nói hắn bị đau bụng. Trận đấu này không tham gia. Toàn trường chợt yên tĩnh, cái này cũng quá hài kịch. Đám người Tiêu Viêm trà sát khuôn mặt có chút cứng ngắt, Tử Nghiên trước đến cùng là làm cái trò gì? Tự nhiên lại làm đám cao thủ cường bảng cực kỳ kiêng kỵ thậm chí e ngại. Trưởng lão Tô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không trách tội, bọn họ đều biết quá rõ Tử Nghiên, vốn là quái vật tồn tại trên cường bảng, cho dù là Lâm Tu Nhai hay Liễu Kình cũng không dám vuốt râu hùm huống chi là kẻ khác. Khụ, nếu Tần Chấn tự mình nhận thua, vậy liền bắt đầu trận đấu cuối cùng tranh đoạt danh ngạch thập đại cường bảng. Tô Thiên đứng lên, ho khan một tiếng, chậm rãi nói. Theo Tô Thiên dứt lời, từng đạo ánh mắt nhan chóng di rời từ giữa sân lên đài cao, cuối cùng dừng lại hai người Tiêu Viêm và Liễu Kình. Trong ba trận hôm nay, chỉ sợ trận này mới thật sự được mọi người chờ mong. Ngựa ô của giải giao phong cùng với cao thủ lão thành trên cường bảng. Chương 569 sân đấu trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều ngước nhìn hai người ở trên khán đài. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Liễu Kình có động tác trước, hắn chậm rãi đứng lên, trong vẻ mặt sùng bái của Liễu Phỉ, bước đi nhìn về phía đài cao bên cạnh, cuối cùng lắc mình nhảy xuống. Trong khi hai chân đáp mạnh xuống đất, Liễu Kình ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng tới chỗ Tiêu Viêm, trong ánh mắt hiện lên chiến ý nóng bỏng. Trong giải đấu chọn cường bảng này, hắn chỉ có coi trọng Lâm Tu Nhai, còn những người khác thì chưa bao giờ xem trọng cả. Nhưng qua hai ngày nay, Tiêu Viêm biểu hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ, thực lực bực này cũng đã làm cho cường giả như Liễu Kình chú ý và coi trọng thêm ít nhiều. Trước khi có thể cùng Lâm Tu Nhai tỉ thí, có thể cùng người được coi là ngựa ô của giải chiến đấu, cũng coi như là món khai vị trước bữa tiệc lớn. Chính vì vậy, hắn đối với trận tỉ thí này lại tỏ ra đặc biệt hứng thú. Theo ánh mắt của Liễu Kình, nhất thời, ánh mắt toàn trường đều tập trung tại Tiêu Viêm, mọi người đều rất muốn biết, người thanh niên bí ẩn này, bất ngờ lớn nhất của giải đấu năm nay, khi đối mặt với Liễu Kình, một cường giả đã được công nhận từ lâu, liệu còn có thể bảo trì mạch thắng liên tiếp từ trước tới nay hay không? Cảm thụ ánh mắt chú ý của toàn trường, đám người Ngô Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, rồi cũng nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm bên cạnh. Trước ánh mắt của toàn trường, Tiêu Viêm không biến sắc, không vì đối thủ là Liễu Kình mà tỏ ra e ngại, đứng lên, chậm rãi hướng đài cao bên cạnh. Tiêu Viêm ca ca cố lên, phía sau, thanh âm của Huân Nhi nhẹ nhàng vang lên. Vẫn không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay ra phía sau, mũi chân Tiêu Viêm điểm nhẹ lên mặt đất, ngân quang nhàn nhạt từ lòng bàn chân xuất hiện, thân hình nhoáng lên, trong chớp mắt liền xuất hiện ở giữa sân. Bàn chân nhẹ nhàng đáp xuống sân đấu, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn với ánh mắt Liễu Kình đan vào một chỗ, bốn mắt đối diện, đều có chút cảm xúc khó tả trộn lẫn trong đó. Đối với Tiêu Viêm mà nói, tuy rằng vẫn kiệt lực tránh những cường giả như Liễu Kình và Lâm Tu Nhai trực tiếp đối chiến, bởi vì hắn muốn đi vào nhóm người đứng đầu, vẫn Lạc Tâm Viêm đối với hắn quá mức trọng yếu, hắn muốn tuyệt đối không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, cho nên, trước tới nay, hắn vẫn đều cố gắng tránh được thì tránh, nhưng hiện giờ, muốn tránh cũng không thể tránh được, nhưng thật ra chân chính trong tâm hắn cũng xuất hiện chiến ý nóng bỏng. Tiêu Viêm đối với chiến đấu cũng rất ham muốn, tuy rằng không có điên cuồng như Ngô Hạo, nhưng có thể gặp được cường giả chân chính. Hắn cũng sẽ cảm giác được chiến ý mãnh liệt trong cơ thể. Nếu chiến đấu là không thể né tránh, có lẽ phải hoàn toàn mà đấu một trận. Tiêu Viêm thật sâu thở ra một hơi, trong lòng lẩm bẩm nói. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng, ánh mắt đang nhìn chăm chú. Liễu Kình bỗng nhiên mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp, cũng giống như khí thế bản thân, mang theo một cỗ ý tứ sắc bén bá đạo. Ta sẽ tung toàn bộ thực lực của ta ra đó. Tiêu Viêm cười cười, bàn tay nắm lấy chuôi huyền trọng thước sau lưng, đột nhiên kéo ra. Trọng thước chỉ xéo mặt đất, kình phong áp bách mang theo thanh âm ô ô vang lên. Liễu Kình nhìn trọng thước trong tay Tiêu Viêm, trong mắt hiện lên một chút kinh dị. Lúc trước xem Tiêu Viêm cùng Bạch Trình chiến đấu, hắn đã biết chuôi trọng thước thật lớn này có chút không bình thường. Hiện giờ đích thân đối mặt nó,
Nghe được tiếng xé rách không khí áp bách vang lên, trong lòng hắn lại càng xác thực, có lẽ cùng với liệt sơn thương, nó cũng có sức nặng cực kỳ lớn. Khó trách trọng thước sau khi rời tay, thế công của hắn không những giảm mà lại còn tăng lên, thì ra hắn thường xuyên đặt trọng thước trên lưng để tu hành. Trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc, Liễu Kình đối với Tiêu Viêm lại càng xem trọng, có thể kiên trì không ngừng sử dụng phương pháp này tu hành, nếu không phải là hạng người cứng cỏi, thì thật khó có thể duy trì. Ý niệm trong đầu xoay chuyển, nhưng Liễu Kình cũng không lập tức sử dụng liệt sơn thương luôn ở sau lưng, song trưởng thật lớn chậm rãi chuyển động, khi thì co lại, khi thì giãn ra, hình thành một chảo kỳ dị với độ cong cổ quái. Không phải nói ta khinh thường ngươi, nhưng liệt sơn thương phải gặp đối thủ có tư cách mới có thể đưa ra, hy vọng ngươi có tư cách buộc ta phải dùng nó. Chảo thủ trước mặt đột ngột phát kình, kình khí mãnh liệt bắn xuống lưu lại trên mặt đất 4 cái rãnh nhỏ. Liễu Kình liếc nhìn Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Tiêu Viêm cười không đáp, đối với loại người cường đại như Liễu Kình, trừ phi biểu hiện thực lực chân chính làm cho đối phương coi trọng, nói cách khác, hắn là người lấy thực lực để nhìn người. Tiêu Viêm nghĩ thầm, nếu không có mấy trận đấu trước đã biểu hiện ra thực lực, chỉ sợ hiện tại Liễu Kình ngay cả những lời này cũng lười nói ra. Giữa sân hai người nói chuyện, dưới khán đài đều nghe thấy, nhưng mọi người không cảm thấy Liễu Kình kiêu ngạo mà ngược lại trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là phách thương Liễu Kình. Với khí phách như vậy, trong nội viện mấy người có thể là đối thủ, mà có thể nói, thực lực quyết định tất cả, nếu Liễu Kình không có thực lực cường đại, chỉ sợ nói ra như vậy mọi người sẽ mắng ta rằng hắn cuồng vọng tự đại trên khán đài. Ánh mắt Liễu Phỉ nhìn bóng dáng to lớn đứng giữa sân, cỗ khí thế bá đạo sắc bén làm cho nàng cảm thấy an toàn và vô cùng ái mộ. Hừ, hay lắm, xem biểu ca ta đánh bại tên kia như thế nào. Liễu Phỉ đột nhiên hừ nhẹ một chút, liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Diêu Thịnh nói. Lấy thực lực của lão đại tất nhiên là có thể dễ dàng đánh bại hắn, hắn thủy chung vẫn chỉ là một con sông nhỏ, sao có thể thành đại dương rộng lớn được. Diêu Thịnh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trong sân, thất bại lần này, đối với hắn là một đả kích không nhỏ, mà hắn vốn là người hẹp hòi, tự nhiên nhằm vào Tiêu Viêm để phát tiết thất bại. Thế nhưng, hắn lại quên mất một điều, hắn chính là thất bại trong tay Tiêu Viêm, nếu Tiêu Viêm không trở thành đại dương được vậy hắn trở thành cái gì? Diêu Thịnh nói lời này, càng làm cho vẻ đắc ý trên mặt Liễu Phỉ thêm nồng đậm, đôi mắt đẹp khẽ lướt về phía cô gái áo xanh ngồi tại đài cao đối diện, hơi cắn môi, lấy góc độ nữ nhân mà nói, dung mạo đối phương làm cho ngay cả nàng cũng phải thẫn thờ, nhìn không ra bất cứ tì vết gì, nhưng chính bởi vì đối phương quá hoàn mỹ, nàng mới trở nên ghen tị vô cùng, lời này một chút không giả. Ở trên đài cao, khắp nơi đều vang lên tiếng bàn tán khe khẽ, tại vị trí trọng tài, Tô Thiên hơi phất tay, trên khán đài trở nên im lặng. Ánh mắt nhìn hai người đối diện giữa sân, với thực lực của Tô Thiên cũng không khỏi có chút chờ mong, hai người này tuy rằng có vẻ chênh lệch thực lực rất lớn, bất quá, trận đấu vẫn chưa bắt đầu, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng Liễu Kình sẽ là người chiến thắng, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm hắn biết, phần thắng của Tiêu Viêm không phải không có, nhưng trận đấu sắp diễn ra này, với ánh mắt lọc lõi như hắn, nhưng cũng nhìn không ra ai thắng, ai thua. Nếu thí sinh đã có mặt đầy đủ thì ta tuyên bố trận đấu tranh vị trí cuối cùng trong 10 người chính thức bắt đầu. Ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, Tô Thiên từ tốn, trong ánh mắt mong chờ của mọi người nhàn nhạt nói. Sau khi Tô Thiên nói xong, không khí trở lên sôi sục bao phủ khắp toàn trường, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào hai người giữa sân, bọn họ đều biết, trận quyết đấu hấp dẫn nhất trong giải đấu năm nay sắp sửa triển khai. Giữa sân, sau lời Tô Thiên, một cỗ khí thế vô cùng bá đạo, trong giây lát từ trong cơ thể Liễu Kình toát ra, cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ làm cho người xem, cho dù ở xa chiến trường cũng cảm thấy hô hấp khăn. Theo kim sắc đấu khí trong cơ thể Liễu Kình bộc phát, chảo thủ to lớn tựa hồ vào thời khắc này lại tiếp tục phóng đại, ngón tay hơi gập lại, phát ra những tiếng kêu lách cách. Chảo thủ gấp khúc thành độ cong quỷ dị phóng tới, nhất thời, không khí xuất hiện một trận dao động, tại nơi tay chảo đi qua không khí thoáng vặn vẹo rồi biến mất. Tuy rằng mọi người không trực tiếp đối mặt một chảo này, nhưng có thể từ trong cỗ khí thế bá đạo mà Liễu Kình phóng thích cảm giác được sức ép mãnh liệt, bởi vậy, không ít người đối với Tiêu Viêm như cũ vẫn đứng thẳng giữa sân, sắc mặt bình thản mà cảm thấy bội phục. Trong tay nhanh chóng xuất động kết ấn, trong nháy mắt, ngọn lửa màu xanh xuất hiện, không khí đột nhiên nóng hơn rất nhiều, làm cho khí thế của Liễu Kình thoáng rung động. Thanh hỏa tam huyền biến, thanh liên biến. Trong lòng quát khẽ, thân thể tràn ngập ngọn lửa màu xanh, đột nhiên thu vào cơ thể, sau khi ngọn lửa được thu vào, khí thế Tiêu Viêm cũng tăng vọt, tuy rằng chưa thể cùng Liễu Kình so sánh, nhưng cũng không tỏ ra quá yếu nhược mà còn có thể giằng co một trận. Chiến đấu mới bắt đầu, Tiêu Viêm đã đem Thiên Hỏa Tam Huyền Biển thi triển, có thể thấy hắn đối với thực lực của Liễu Kình rất coi trọng. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu không sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đem thực lực tăng lên, chỉ sợ vừa tiếp xúc, có lẽ sẽ bị thất bại thảm hại. Dù sao, đã bước một chân vào cấp độ đấu vương, thực lực của Liễu Kình so với các đấu linh khác mạnh hơn rất nhiều. Cảm thụ được trong cơ thể đấu khí hùng hồn chạy ầm ầm như thác chảy,
Tiêu Viêm thở ra một hơi, cánh tay hơi động, cả tay áo lúc này giống như một khối thiết, trọng thước chỉ xéo mặt đất, thanh hỏa đấu khí bao phủ bên trên phát ra những tiếng động khác thường, kình phong vô hình nóng cháy, đem mặt đất gần đó thiêu đốt. Ánh mắt chậm rãi nhìn lên, nhìn đấu khí của Liễu Kình đối diện, trong giây lát, một âm thanh quát khẽ vang lên, mơ hồ truyền ra một tiếng sấm, một bóng đen kéo hắc thước mang chiến ý hung hãn phóng về phía trước, trong ánh mắt rực cháy chiến ý, hướng tới Liễu Kình đang đứng im bất động bắn tới. Với chênh lệch thực lực như vậy, nhưng Tiêu Viêm lại dám phát động công kích trước, chỉ với phần dũng khí này làm cho không ít người âm thầm gật đầu. Mấy chục thước khoảng cách, cơ hồ trong nháy mắt bị thu hẹp, trong sân, hai người nháy mắt tiếp cận, đối mặt nhau, cỗ chiến ý tích tụ từ lâu, lúc này đã hoàn toàn bùng nổ. Chương 570 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Hai đạo nhân ảnh, trong vô số ánh mắt chăm chú của mọi người, giống như vẫn thạch va vào nhau, vang lên tiếng ầm ầm, đấu khí tràn ngập khắp trời. Suy, tay cầm trọng thước cắt qua không khí, giống như một tia chớp màu đen mang theo kình phong dao động hung hãn, hung hăng đập xuống trước mặt Liễu Kình đang đứng bất động, kình đạo thật mạnh, ngay cả không khí dưới thân thước đều bị thổi đi, tiếng nổ trầm thấp cực lớn vang lên, giống như mặt đất nổ mạnh, nặng nề xuyên qua hai người. Kình phong mãnh liệt áp bách làm cho quần áo Liễu Kình ép chặt vào da, nhưng khuôn mặt vẫn không vì trọng thước đang hung ác chém đến mà biến đổi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn. Khi trọng thước chỉ còn cách đầu vẻn vẹn có nửa thước, Liễu Kình cước bộ trái phải tùy ý nhẹ nhàng rời từng bước. Trọng thước ầm ầm hướng bả vai Liễu Kình hạ xuống, nhưng chưa kịp đắc thủ thì đột nhiên Liễu Kình tay trái hướng đến bên phải chụp một cái. Nhìn như là tùy ý chụp nhưng lại là cực kỳ chuẩn xác trước khi trọng thước hạ xuống, chụp lấy thân thước phía trên. Nhất thời một cỗ kình lực cường hãn hung bạo xuất ra, đem trọng thước đánh bay xa một khoảng, vừa vặn đem thế công của Tiêu Viêm ngăn trở lại. Trọng thước và thế công bị hóa giải, Tiêu Viêm khí thế trong nháy mắt bị đình trệ, mà Liễu Kình lại âm thầm đưa lòng bàn tay hướng xuống đất, ngón tay khẽ cong lại nhìn như một loại thú chảo cực kỳ sắc bén, cánh tay vung lên, xung quanh chảo sắc bén đó bao bọc một cỗ kình phong lãnh hàn, hướng ngực Tiêu Viêm đánh tới. Khi trọng thước bị đẩy ra, Tiêu Viêm cũng trong nháy mắt phản ứng, tay trái như tia chớp vung ra, năm ngón tay nắm chặt, đấu khí hùng hồn cấp tốc ngưng tụ ở lòng bàn tay, hung hăng đánh ra, vừa vặn cùng một chảo sắc bén kia va chạm mãnh liệt. Một quyền một chảo hung hăng va chạm, chợt tiếng nổ trầm thấp từ điểm tiếp xúc vang lên, kinh khí dao động nổi lên từng trận, nhanh chóng hung bạo khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tách, thân thể Tiêu Viêm run rẩy kịch liệt một trận, cước bộ vội vàng lui về phía sau, mỗi bước chân đều làm cho bề mặt sàn đấu cứng rắn xuất hiện những vết nứt. Như thế liên tục sau vài bước, Tiêu Viêm tại yết hầu khẽ hừ một tiếng, chân phải hung hăng đạp xuống, làm cho sàn đấu cứng rắn nơi đó trong nháy mắt bị phá tan thành những mảnh cực nhỏ rơi xuống đất. Đem kình khí vừa rồi trong tay hoàn toàn tiêu trừ, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Liễu Kình cách đó không xa, đối mặt va chạm, thực lực đối phương cơ hồ hơn hẳn một bậc. Thầm hít một ngụm khí lạnh, Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Kình đang đứng bất động đối diện, trong lòng hắn rõ ràng người này không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, càng kéo dài thời gian càng thêm bất lợi, cho nên muốn tăng phần thắng hắn chỉ còn cách trong thời gian ngắn nhất công kích thật mạnh. Tuy nói trong lòng đã biết được chiến thuật đối với mình có lợi nhất, Tiêu Viêm vẫn có chút đau đầu. Liễu Kình không phải là một đối thủ tầm thường, chỉ cần chính mình thoáng lộ ra sơ hở thì sợ sẽ phải đối mặt với cuồng phong vũ bão công kích điên cuồng, chính mình là đợi cơ hội tốt nhất ra tay, sao đối phương cũng không tương tự. Làm người ta buồn bực nhất là, đối phương cũng có đủ thời gian sức lực nhàn nhã chờ Tiêu Viêm khí thế suy kiệt, có thể hắn lại là chờ cơ hội nhất định lấy được công kích hiệu quả. Sau khi thầm tính toán, Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là rơi xuống hạ phong. Trong lòng cười khổ một tiếng, đem ý nghĩ lung tung trong đầu vứt đi, Tiêu Viêm nắm chặt chuôi thước, ánh mắt híp lại nhìn đối phương cũng đồng dạng đang chăm chú nhìn mình. Một lát sau, Tiêu Viêm thân thể hơi hướng về phía trước một chút, bàn chân đột nhiên đạp mặt đất một cái, nhất thời cả người bay lên xoay tròn cách mặt đất nửa thước, mà theo thân hình xoay tròn, trọng thước trong tay đột nhiên rời ra, mang theo một lực đạo cực kỳ bé nhọn xé gió mang theo kình phong áp bách, giống như một tia chớp đen mơ hồ, phá không hướng Liễu Kình bắn tới. Tiêu Viêm thình lình phóng thước công kích, ánh mắt Liễu Kình lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá sắc mặt không mấy dao động, song trưởng co lại, cước bộ không ngừng tiến tới, từng bước ầm ầm hạ xuống, chảo thủ có chút lớn lên, bao quanh là một cỗ đạm kim sắc đấu khí nhàn nhạt, nhất thời chảo thủ đang thấy rõ ràng chỉ còn là một đoạn bóng đen mơ hồ. Được đạm kim đấu khí bao bọc, Liễu Kình chảo thủ đột nhiên nắm chặt, tia chớp đen mơ hồ kia chợt đình trệ giữa không trung. Tuy rằng chảo thủ đã kẹp lấy trọng thước nhưng Liễu Kình cả người vẫn bị một cỗ kinh lực hung hãn chấn lui về phía sau vài bước, sau đó mới đem kình khí ẩn chứa trong trọng thước hóa giải đi. Chỉ vẻn vẹn bằng một chảo có thể tiếp được trọng thước lực đủ để đánh nát tả tơi một khối núi đá, không thể không nói người này thực lực thật có chút khủng bố. Năm ngón tay gấp khúc thành một độ cong quỷ dị, vừa vặn từng đầu ngón tay đều tiếp xúc với trọng thước, kỹ thuật xảo diệu,
Hơn nữa đấu khí cả người hùng hậu, vì vậy mới có thể dễ dàng tiếp nhận công kích của Tiêu Viêm. Tay phải kẹp lấy trọng thước ẩn chứa sức nặng khủng bố, nhất thời sắc mặt Liễu Kình biến đổi, tuy hắn sớm dự đoán trong thước này sức nặng không thấp, nhưng hôm nay nắm nó trong tay hắn mới có chút kinh ngạc phát hiện, thước này so với liệt sơn thương của hắn còn nặng hơn rất nhiều. Trong lòng vừa có chút kinh ngạc nổi lên, một cảm giác khiếp sợ ngay sau đó nhanh chóng xuất hiện, bởi vì nắm trong tay trọng thước, Liễu Kình phát hiện nguyên bản đấu khí đang lưu chuyển cực kỳ thông thuận trong cơ thể đột nhiên trì trệ. Trọng thước này có điều cổ quái. Trong lòng một ý niệm nhanh như tia chớp hiện lên, Liễu Kình liền buông tay, trọng thước vô lực rơi xuống. Trọng thước rơi xuống, bỗng nhiên có một tiếng sấm rất nhỏ vang lên, Liễu Kình nhướng mày, nháy mắt ngẩng đầu lên, mơ hồ thấy một bóng đen quỷ dị xuất hiện gần trong gang tấc. Bóng đen đó lợi dụng Liễu Kình lúc đang thất thần vì huyền trọng thước kia mà phóng tới, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Bát cực băng. Một tiếng quát trầm thấp đột ngột vang lên, nắm tay Tiêu Viêm hung hãn hướng Liễu Kình đập tới, kình phong tăng vọt, trên đường vang lên không dứt tiếng không khí nổ trầm thấp, giống như tiếng pháo, vang lên trong tai mọi người. So với lần công kích điên cuồng lúc trước, ánh mắt Liễu Kình cũng hơi híp lại, hắn có thể cảm ứng được lần công kích này của Tiêu Viêm hung hãn vô cùng, đúng là chiêu cận chiến cường hãn công kích đã đả bại Bạch Trình, Diêu Thịnh. Muốn dựa vào chiêu này đả bại ta, còn yếu một chút, bất quá đối với đấu kỹ cận chiến này của ngươi, ta thật muốn nhìn một chút, có thể cùng đại liệt phách quan trảo của ta chống đỡ được không? Trên khuôn mặt hiện lên một chút tươi cười, Liễu Kình trảo thủ đột nhiên cong lại một độ cong quỷ dị, đạm kim sắc đấu khí lượn lờ ở đầu ngón tay, tụ hợp lại thành những mũi nhọn lạnh lẽo. Đại liệt phách quang trảo, ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tâm trảo hướng đất, chớp mắt Liễu Kình đã thu hồi khuôn mặt tươi cười, cánh tay vung lên, trảo thủ hung bạo bắn ra, kình phong vô hình ở đầu ngón tay như ẩn như hiện quang mang, thanh thế cực kỳ kinh người, có chút không thể không so được với bát cực băng của Tiêu Viêm. Nhìn giữa sân hai người chọn giao chiến cận chiến, trên khán đài đều vang lên từng trận kinh hô, tất cả mọi người đều nhìn ra cả hai đối thủ ai cũng am hiểu cận chiến, bọn họ cũng đồng dạng hiểu rằng, cận chiến so với chiến đấu bằng vũ khí thoáng có chút máu tanh cùng điên cuồng, đương nhiên nam nhân đối với chuyện này tựa hồ không có bài xích, đột nhiên thần tình đám đệ tử đổi hồng. Đám người Ngô Hạo lúc này cũng là đứng bật dậy, loại chiến đấu này, chỉ cần một cái sơ ý sẽ trọng thương, dẫn đến thua cuộc ngay, tuy bọn họ đối với Tiêu Viêm cận chiến công kích đã có kiến giải, nhưng Liễu Kình cũng là một cao thủ trong lĩnh vực này. Tiêu Viêm đấu kỹ công kích cận chiến này chỉ sợ cấp bậc không hề thấp hơn so với đại liệt phách quang trảo, bất quá không biết va chạm trực tiếp thế này, có địch nổi không? Nghiêm Hạo hơi chút ngưng trọng nhìn Tiêu Viêm bị bao bọc trong kình phong, bỗng mở miệng nói. Lâm Tu nhai mắt không chớp nhìn vào giữa sân, nghe được Nghiêm Hạo nói, chậm rãi lắc đầu, sợ là không thể, ta từng vài lần thấy Tiêu Viêm thi triển loại đấu kỹ này, lực bạo phát đích sắc mạnh, nhưng luận đến tính bùng nổ sau đó, so ra lại kém đại liệt phách quang trảo, dù sao Liễu Kình tại chiêu này đã rèn luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, nếu Liễu Kình đem công kích của Tiêu Viêm đánh xuống dưới, sau lại phản kích, chỉ sợ Tiêu Viêm sẽ bị nguy cơ bị đánh bại. Nghe vậy, một bên mấy người Nghiêm Hạo Hàn Nguyện đều khẽ gật đầu. Ánh mắt hơi có chút lo lắng nhìn giữa sân va chạm nháy mắt bùng nổ. Trong vô số ánh mắt chăm chú nhìn xuống, giữa sân kia ẩn chứa lực phá hoại rất mạnh, một quyền một chảo mạnh mẽ va chạm. Ầm. Tiếng không khí nổ to vang lên giữa không trung, đột ngột một cỗ kình khí gió lốc theo giữa hai người va chạm hung bạo nổi lên, hung hãn lướt qua, sân đấu chịu không nổi không ngừng truyền lại tiếng nứt răng rắc, từng cái khe nhỏ như mạng nhện từ dưới chân hai người cấp tốc lan ra. Gió lốc kình khí tạo thành lực phá hoại khủng khiếp. Trên khán đài vang lên thanh âm một trận nuốt nước miếng, đây chỉ thuần túy là lực lượng cơ thể, nhưng lực phá hoại lại như vậy khủng bố. Khu vực giữa sân, một quyền một chảo như dính liền nhau, một cỗ vô hình kình khí không ngừng theo lòng bàn tay hai người xuất ra. Sau đó mọi người thấy sàn nhà cực kỳ rắn chắc kia nhanh chóng văng tung tóe thành những mảnh cực nhỏ, thậm chí cuối cùng mảnh nhỏ trực tiếp bị chấn thành bột phấn. Ánh mắt gắt gao nhìn khuôn mặt Liễu Kình đối diện vẫn như cũ không chút thay đổi, cánh tay của Tiêu Viêm run lên nhẹ nhẹ, lúc hai người va chạm nhau. Cỗ phản lực kia cơ hồ làm cánh tay hắn lâm vào chết lặng, tâm tình cũng thoáng trầm xuống một chút, trước kia dùng bát cực băng vẫn thấy được ít nhiều hiệu quả, nhưng bây giờ Tiêu Viêm có thể cảm ứng được, ám kình bát cực băng vừa mới xâm nhập vào cơ thể Liễu Kình liền bị một cỗ cương mãnh kình khí nhanh chóng đánh tan tác. Kình khí bát cực băng sinh ra cấp tốc tiêu giảm, mà thủ trảo cực đại kia vẫn không có dấu hiệu thả lỏng. Lực bạo phát lúc đầu có mạnh, nhưng tiếp sau thì không đủ. Liễu Kình đang yên lặng như tượng đá đột nhiên chậm rãi mở miệng, hướng về Tiêu Viêm cười, nhàn nhạt nói, sợ là phải kết thúc ở đây thôi. Thanh âm vừa xuất, thủ trảo mạnh mẽ quỷ dị nhấn một cái, nháy mắt thoát khỏi cánh tay Tiêu Viêm ngăn trở, bắn thẳng đến ngực, trảo phong sắc bén vô cùng, nếu Tiêu Viêm bị đánh trúng, kết cục bại là chắc chắn. Vẫn chưa hạ tay trái, Tiêu Viêm sớm có chuẩn bị, nhanh chóng kết ấn, miệng mỉm cười, thanh sắc hỏa diễm nóng cháy trong cơ thể hung bạo ra, mà theo đó,
khôi giáp bằng lửa không thể phá vỡ đột ngột bao lấy cả người Tiêu Viêm. Điều đó chắc gì đã đúng, chương 571 theo tiếng cười Tiêu Viêm phát ra, trên thân thể thanh hỏa khôi giáp cũng nháy mắt chặt chẽ bao bọc, chớp mắt ngắn ngủi đem thân ảnh Tiêu Viêm tiêu biến trong đó. Ngưng tụ hỏa diễm khôi giáp này là Tiêu Viêm đã sớm có chuẩn bị, tốc độ nhanh khủng bố, thậm chí ngay tại lúc thủ trảo của Liễu Kình vừa tới thì thanh hỏa khôi giáp cũng đã triệt để thành hình. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đột ngột xuất hiện hỏa diễm khôi giáp này làm Liễu Kình hơi co rụt lại, tiếp xúc gần gũi như vậy làm thân thể mơ hồ truyền đến cảm giác bị phỏng, trong lòng hắn minh bạch, thanh sắc hỏa diễm của người này có chút quỷ dị. Ta thật ra là muốn nhìn xem khôi giáp này của ngươi có thể ngăn cản công kích này. Công kích gần trong gang tấc muốn thu hồi dĩ nhiên là không kịp, bởi vậy trong mắt Liễu Kình hiện lên một tia lạnh lùng, thế công không thu mà tiến tới, đấu khí cuồng mãnh trong cơ thể bắt đầu khởi động, đạm kim sắc đấu khí ngoài thân hung bạo bắn ra quang mang chói mắt, đem sức nóng của hỏa diễm ngăn cách đi. Bởi vì đấu khí trong cơ thể xuất ra, chảo phong Liễu Kình trong nháy mắt càng thêm sắc bén, cuối cùng va chạm thật mạnh lên bề mặt hỏa diễm khôi giáp. Hai người chạm vào nhau như sắt thép va chạm, tiếng vang thanh thúy giữa không trung vang lên. Sau khi âm thanh hạ xuống, chỉ thấy dưới kia, khôi giáp cực kỳ chắc chắn nhất thời mặt ngoài có một vết lõm thật sâu, mà Tiêu Viêm ở sau thanh hỏa khôi giáp cũng như là chúng đòn nghiêm trọng lùi ra sau vài bước. Tuy rằng thanh hỏa khôi giáp ngăn cách đại bộ phận kình khí nhưng như cũ vẫn có một ít ám kình xuyên thấu qua khôi giáp, làm thân hình hắn chấn động. Tiêu Viêm cước bộ thoái lui, Liễu Kình bạo phóng, nháy mắt đuổi kịp, song chảo cong lại tấn công, kim quang sắc bén để lại từng đạo tàn ảnh giữa không trung. Kim quang cuồn cuộn không ngừng tấn công trên bề mặt thanh hỏa khôi giáp, nhất thời toàn bộ trong sân đều vang vọng tiếng thương thương làm người ta sợ hãi. Theo công kích điên cuồng của Liễu Kình, thanh hỏa khôi giáp vô cùng chắc chắn kia vết lõm ngày càng nhiều, cơ hồ vỡ nát, Tiêu Viêm ước chừng vẫn bị cỗ kình lực mạnh mẽ kia chấn lui về phía sau vài chục bước, mà đó là đã có hỏa diễm khôi giáp cách trở đại bộ phận kình lực. Kết quả sẽ khó có thể tưởng tượng nếu Tiêu Viêm không âm thầm chuẩn bị sớm, một khi tay chảo mang cỗ lực có thể làm tan vàng vỡ đá kia đánh trúng thân thể. Kết cục ít nhất hắn cũng vì trọng thương mà mất sức chiến đấu. Trên khán đài quảng trường, vô số người đầu đầy mồ hôi nhìn Liễu Kình giữa sân tàn ảnh đầy trời điên cuồng công kích, trong lòng đều thầm nghĩ không hổ là phách thương Liễu Kình, công kích này thật là bá đạo tuyệt luân. Nếu thế công sắc bén của Liễu Kình làm người ta cứng lưỡi thì Tiêu Viêm lại làm mọi người sợ hãi than. Đối mặt với Liễu Kình cuồng bạo công kích như thế, đã rơi vào hạ phong, nhưng vẫn chưa bị đánh bại, chừng ấy đủ để mọi người thán phục, không hổ là người đủ tư cách để những người như Liễu Kình, Lâm Tu Nhai coi trọng, chỉ người này mới đích xác có loại bổn sự này. Ngắn ngủi khoảng cách vài chục bước, Liễu Kình tàn ảnh đầy trời, tung ra ước chừng gần trăm luồng kình khí không lưu tình chút nào nện lên bề mặt thanh hỏa khôi giáp. Gặp đòn nghiêm trọng như thế, thanh hỏa khôi giáp cực kỳ dày trở nên hư hỏng, ngay cả màu sắc cũng nhạt đi rất nhiều. Trên đài cao, Liễu Phỉ vẻ mặt mừng như điên, bắt lấy cánh tay Diêu Thịnh bên cạnh, thanh âm bởi vì kích động mà trở nên có chút bén nhọn, cái tên kia nhất định phải bại. Một bên Diêu Thịnh đang nhìn chằm chằm trong sân ánh mắt hơi hơi cao lại, hắn thực lực hơn xa Liễu Phỉ, nhãn lực đương nhiên phải lợi hại hơn, tuy rằng giữa sân Tiêu Viêm bị chấn lui liên tục về phía sau, nhưng bản thân hắn đã từng cùng Tiêu Viêm chiến đấu, nhận biết được rõ ràng hỏa diễm khôi giáp chết tiệt kia có lực phòng ngự khủng bố như thế nào. Tiêu Viêm kia ý chí chiến đấu thực xuất sắc, trong nháy mắt đem hỏa diễm khôi giáp ngưng tụ ra, nói vậy hẳn là đã sớm có chuẩn bị, Nghiêm Hạo chép chép miệng sợ hãi than, nói, bất quá hoàn hảo, nói cách khác, nếu không có hỏa diễm khôi giáp này phòng ngự, Liễu Kình này trong giây lát thế công bùng nổ khủng bố đủ để làm hắn trọng thương. Bất quá hỏa diễm khôi giáp này tựa hồ cũng cản không được thế công của Liễu Kình, xem bộ dáng kia thì hẳn sắp vỡ tan rồi, Hàn Nguyệt cau mày, ai cũng có thể nhìn ra hỏa diễm khôi giáp trên người Tiêu Viêm chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Lâm Tu Nhai ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Lát sau mới chậm rãi mở miệng, Liễu Kình tấn công lần này sợ là cũng không tạo được thương tổn quá lớn cho Tiêu Viêm. Tuy hiện tại nhìn như Tiêu Viêm bị đánh không có lực hoàn thủ, nhưng những bước chân hắn lui về phía sau lại vô cùng ngay ngắn, không chút bối rối. Vậy thì, nói còn chưa dứt, Lâm Tu Nhai trong mắt bỗng hiện lên một chút kinh ngạc, hắn cảm nhận được thiên địa năng lượng giữa sân đang lặng yên đột nhiên dao động. Sao vậy? Những tia dao động cực kỳ mỏng manh như bị cái gì che lấp, bởi vậy ngay cả bọn người Nghiêm Hạo cũng chưa phát hiện, đều mở miệng nghi hoặc hỏi. Lâm Tu Nhai híp mắt lại, nháy mắt sau cảm ứng được gì ánh mắt đột nhiên hướng Liễu Kình thế công điên cuồng và thân thể không ngừng lui về phía sau của Tiêu Viêm, miệng hơi giật giật, mắt lộ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm có lẽ sắp phản kích. Phản kích? Nghe vậy đám người Nghiêm Hạo nao nao nhíu mày lại, quay đầu nhìn về Liễu Kình đang tấn công Tiêu Viêm. Thật là nhìn không ra nửa điểm dấu hiện Tiêu Viêm sẽ phản kích, trong mắt bọn họ là Liễu Kình công kích liên tục một hồi, khi hỏa diễm khôi giáp trên người Tiêu Viêm hoàn toàn hỏng mất, thì chính là lúc thắng bại đã phân. Lâm Tu Nhai cười khẽ một tiếng, âm thầm cười nói trong lòng,
Không nghĩ tới Tiêu Viêm tên kia thật giảo hoạt, quả nhiên là một đối thủ khó chơi, dù đang đối mặt với Liễu Kình cũng không xuất hiện chút hỗn loạn. Đám người Nghiêm Hạo mặt nhìn nhau, liếc mắt một cái, đều bất đắc dĩ lắc đầu, vừa muốn hỏi lại lần nữa, thì cả quảng trường một trận ồ mạnh mẽ vang lên, bọn hắn lập tức ánh mắt vội vàng chuyển hướng tới giữa sân, không khỏi cả kinh. Giữa sân, trong công kích điên cuồng như bão tố của Liễu Kình, thanh hỏa khôi giáp kiên cố vô cùng kia rút cục là sắp tan tành, Liễu Kình một cái lợi chảo nãy giờ hung hăng nện vào một chỗ, toàn bộ khôi giáp nháy mắt kịch liệt run rẩy, trước vô số ánh mắt tiếc hận, khôi giáp cuối cùng vang một đạo thanh âm răng rắc thanh thúy. Sau khi tiếp nhận gần trăm công kích của Liễu Kình, rút cục bạo liệt vỡ ra thành hư vô. Theo sự biến mất của khôi giáp, Tiêu Viêm lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này Tiêu Viêm không chỉ có y bào bị ám kình xuyên thấu qua khôi giáp tấn công có chút rách nát, mà vẻ mặt cũng tái nhợt, thậm chí còn có một tia máu lưu lại trên khóe miệng. Hiển nhiên, dù có thanh hỏa khôi giáp bảo hộ, đối mặt với Liễu Kình như man ngưu điên cuồng công kích, hắn cũng bị thương. Liễu Kình mặt trầm như nước, tầng phòng hộ thân thể Tiêu Viêm bị phá cũng vẻn vẹn chỉ làm hắn thoáng nhíu mày, chợt đạm kim sắc đấu khí lại lần nữa bao phủ thủ chảo sắc bén, chảo phong hướng đến ngực đối thủ. Khóe miệng lưu lại vết máu, Tiêu Viêm không hề bảo lưu mà lại lần nữa dũng mãnh công kích Liễu Kình, con ngươi tối đen nổi lên một chút âm lãnh khó phát hiện, thân hình bất động, tay phải chậm rãi nâng lên đối chiến thẳng với Liễu Kình, mà xem bộ dáng này giống như muốn chính diện đối mặt với công kích. Tiêu Viêm hành động như vậy nhất thời làm khán đài vang lên từng trận thì thầm khe khẽ, trải qua giao phong lúc trước, mọi người đều biết cận chiến Tiêu Viêm căn bản đánh không lại Liễu Kình, bây giờ lại còn hành động như vậy, trong mắt mọi người giống như tự chuốc lấy cái chết. Nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, Tiêu Viêm giữa sân vẫn cố chấp giữ nguyên hành động như vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Liễu Kình. Tiêu Viêm hành động như vậy cũng làm Liễu Kình có chút kinh ngạc, bất quá sau đó trong lòng lại dấy lên những nghi hoặc đề phòng, Tiêu Viêm không phải đứa ngốc, hắn không có khả năng áp dụng loại biện pháp lấy trứng chọi đá này. Trong khi lòng Liễu Kình còn đang nghi hoặc, một đạo màu nhàn nhạt xanh tím đột nhiên hiện lên trong mắt, cả người hắn lông tơ phút chốc dựng đứng lên, một dự cảm nguy hiểm trong lòng mạnh mẽ xuất hiện. Màu xanh tím lại một lần nữa xuất hiện, Liễu Kình rút cuộc phát hiện ra nguyên nhân, con người lập tức co lại, bởi vì trước mặt hắn chính là tay áo bào đen của Tiêu Viêm. Thế công cuồng mãnh giữa không trung cơ hồ bị Liễu Kình mạnh mẽ kìm lại mặc cho bị dư lực phản chấn. Liễu Kình tại những ánh mắt quanh khán đài đang kinh ngạc đột ngột dừng lại, mà thân thể hai chân đạp đất cấp tốc lui về sau. Chậm. Như phát hiện ý đồ của Liễu Kình, Tiêu Viêm không khỏi nhếch miệng cười lộ ra răng nanh trắng bóng còn lưu lại nhiều điểm máu, bấm tay bắn ra, thanh âm nhàn nhạt trong miệng truyền ra, đi. Theo thanh âm phát ra, nhất thời một đạo hào quang xanh tím nháy mắt trong tay áo bảo Tiêu Viêm bắn ra, mũi nhọn ánh xanh tím của nó xuất hiện, nhiệt độ cả quảng trường đột nhiên nóng lên. Tới lúc này mọi người mới hiểu được vì sao Liễu Kình thời khắc tối hậu lại đột ngột thu tay, nguyên lại Tiêu Viêm vốn sớm đã chờ đợi hắn lại gần mà xuất thủ. Mũi nhọn ánh xanh tím bay tới, tốc độ nhanh khủng bố, bất quá như cũ vẫn không qua mắt được trọng tài các vị trưởng lão phía trên, họ nhìn chăm chú, cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực phá hoại khủng bố, Tô Thiên đại trưởng lão sắc mặt nhịn không được hơi biến đổi. Đoàn ánh sáng xanh tím kia hướng Liễu Kình đang vội lui bay tới, xuất hiện ngay trước mặt hắn. Bạo! Thanh âm đơn giản trong miệng Tiêu Viêm xuất ra, tiếng nổ băng sơn liệt địa đột nhiên vang vọng khắp nơi. Chương 572 tiếng băng sơn địa liệt nổ mạnh, trong ánh mắt mọi người hiện lên nỗi hoảng sợ. Tựa như sấm sét vang lên ở trên không trung toàn bộ quảng trường. Một cỗ kình phong bằng bạc phá hư không, mang theo độ ấm nóng cháy, giống như cơn gió lốc, mang theo hỏa liên nổ mạnh ở giữa sân, tỏa ra bốn phương tám hướng thổi quét tới. Những nơi gió lốc đi qua, đất đá ở trên sân vung bay tung tóe, tạo thành một cái khe ước chừng một cánh tay trắng kiện, đan thành giống như mạng nhện, nhanh chóng lan ra toàn bộ mặt sân. Mà chiến trường kia nhìn thì có vẻ cực kỳ chắc chắn, nhưng trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, liền hóa thành một mảnh hỗn độn. Phía trên khán đài, từng ánh mắt ngây ngốc trợn mắt há mồm nhìn sàn đấu bị phá tan thành một đống rối tung lên, đầu óc đều là hơi có chút mông lung, bọn họ đều là không có nghĩ tới, lúc trước một quang đoàn tím xanh thậm chí còn không thấy rõ hình dáng, thế nhưng có thể tạo ra lực phá hoại khủng bố như thế. Một hồi sau, mọi người mới từ trong ngây dại dần dần phục hồi lại tinh thần, tất cả ánh mắt đều mạnh mẽ chuyển hướng đến sắc mặt tái nhợt kia, lồng ngực trên người hắc bào thanh niên không ngừng phập phồng, bên trong ánh mắt mọi người lúc này, không ngoại lệ đều là tràn ngập kinh ngạc cùng khiếp sợ. Hiển nhiên, khi Tiêu Viêm thi triển công kích đáng sợ tựa như sấm sét, thật sự là làm cho bọn họ quá mức rung động. Trên đài cao, Liễu Phỉ lộ ra khuôn mặt cười trắng bệch nhìn bụi mù tràn ngập ở dưới sân, bàn tay che miệng, bên trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Tiêu Viêm thình lình phản kích bùng nổ ra lực lượng khủng bố, cơ hồ đem nàng đang ở trên thiên đường bị người ta lôi xuống địa ngục vậy. Nàng thật không ngờ, nàng vẫn luôn ghi hận Tiêu Viêm, cư nhiên lại bị chịu thiệt thòi dưới con bài chưa lật này. Ở bên cạnh Liễu Phỉ, trên miệng Diêu Thịnh cũng dần dần nới rộng ra rồi đứng lên, một lát sau, trong ánh mắt mới hiện lên một chút hoảng sợ cùng may mắn,
hoàn hảo, ngày hôm qua ở chiến đấu kia, người này còn không có thi triển ra chiêu này, nếu không mà nói, Diêu Thịnh tự nói trong lòng, cho dù chính mình vận dụng toàn lực, chỉ sợ lúc này đây ít nhất cũng bị trọng thương dưới một chiêu có lực phá hoại khủng bố như thế. Phỉ Nhi, đừng lo lắng, thực lực lão đại vẫn cao hơn Tiêu Viêm, cho dù hiện giờ hắn thi triển đấu kỹ có uy lực mạnh bậc này, có thể đồng dạng lão đại là cũng chưa vận dụng toàn lực. Diêu Thịnh liền an ủi đối với Liễu Phi ở bên cạnh đang bị sợ hãi làm cho mặt mày bị biến sắc. Nghe được lời an ủi của Diêu Thịnh, sắc mặt Liễu Phi lúc này mới tươi tắn trở lại một chút, bất quá vẫn còn có một chút hoảng sợ cùng không yên trong lòng. Đôi mắt đẹp đang nhìn cho bụi tràn ngập chậm rãi chuyển rời đến trên người thanh niên hắc bào với khuôn mặt lạnh lùng đang đứng ở giữa sân. Chẳng biết tại sao, hiện tại trong ánh mắt hiện lên lòng nghi kỵ cùng hận thù, ngược lại lúc này đây ở trong lòng không yên cùng có chút sợ hãi. Nàng ở bên trong nội viện người thường che chở cho nàng đó là Liễu Kình, nhưng mà hiện giờ Tiêu Viêm lại thi triển ra sức chiến đấu đủ để đối địch với Liễu Kình. Cho nên người che chở của nàng, đối với Tiêu Viêm mà nói hiệu quả cũng là rớt đến mức thấp nhất, mà mất đi sự nhờ cậy lớn nhất này, nàng có tư cách gì ở trước mặt Tiêu Viêm biểu hiện lòng kiêu căng? Ta cũng đã từng nghe nói qua Tiêu Viêm nắm trong tay một loại đấu kỹ hỏa liên có uy lực thật lớn, nhưng là dựa theo tin đồn mà ta nghe được, tựa hồ cũng không có lực phá hoại cường đại như hiện tại vậy a. Nhìn nơi sân đấu cơ hồ biến thành phế tích, Nghiêm Hạo thì thào nói. Lúc trước thực lực Tiêu Viêm vẻn vẹn chỉ là đại đấu sư, hiện giờ thực lực đã tiến vào đấu linh, uy lực của đấu kỹ, tu vi tự nhiên cũng theo đó mà tăng lên. Lâm Tu Nhai cười cười, bất quá lúc này trong con ngươi cũng là mơ hồ có một tia ngưng trọng nhàn nhạt, lúc hỏa liên công kích, nếu chính là hắn không kịp phòng bị, cho dù là lấy thực lực của hắn, chỉ sợ cũng có kết cục bị trọng thương như thường, thế nhưng không nghĩ tới Tiêu Viêm thật đúng là trong tay có nắm con bài chưa lật cường hãn đến bậc này. Không biết Liễu Kình bị thế nào rồi, con ngươi Hàn Nguyệt quét qua ở giữa sân. Dưới cho bụi dày đặc kia, lại không thấy nửa bóng người. Đôi mắt Lâm Tu Nhai híp lại, một lát sau, lắc lắc đầu, thấp giọng nói. Tuy rằng ngay cả ta đều không thể không thừa nhận rằng đấu kỹ hỏa liên của Tiêu Viêm là cực kỳ khủng bố, nhưng muốn bằng đấu kỹ này muốn hoàn toàn đánh bại Liễu Kình, sợ rằng khó khăn không nhỏ, bởi vì đấu khí thuộc tính duyên cớ, phòng ngự của tên kia, so với ta còn có chút mạnh hơn. Nghe vậy, Nghiêm Hạo mấy người khẽ gật đầu, ánh mắt cũng là lại lần nữa chuyển hướng về phía cho bụi đang tràn ngập ở giữa sân. Ánh mắt toàn trường lại lần nữa quay lại nhìn cho bụi đang tràn ngập ở giữa sân, rốt cục cũng là dần dần tan ra, mà một lát sau, một trận gió nhẹ đột ngột đi ngang giữa đấu trường, nhất thời đem cho bụi thổi quét đi, mà sau khi đám cho bụi tan hết, tại một chỗ trên sàn đấu gần như biến thành phế tích, một thân ảnh đứng thẳng tắp, thân ảnh cao lớn hơi thở sắc bén tản ra, chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Ánh mắt nhìn đạo thân ảnh đứng sừng sừng như trời trồng ở giữa đống phế tích, tuy rằng nguyên bản người này cực kỳ khí thế, giờ phút này cả người quần áo rách nát, thân thể có nhiều chỗ lõa lồ, còn có không ít dấu vết cháy đen, cả người lúc này so với phong thái trước kia cơ hồ trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng thân hình chật vật này vẫn làm cho những người khác trên khán đài phải hoan hô. Ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm vào thân ảnh xa xa ở trong phế tích, nháy mắt sau, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, rốt cục là phát hiện, giờ phút này trong tay Liễu Kình, chuôi hắc trọng thương luôn luôn đeo ở sau lưng hắn, giờ đã nằm tại trong tay, mà sau khi Liễu Kình nắm trong tay trường thương, khí thế cả người, liền giống như một thanh hàn mũi nhọn lộ ra ở trường thương, khí thế đó, đều hiện ra một cỗ cường hãn so với lúc trước sắc bén rất nhiều. Khó trách khi Phật nộ hỏa liên nổ mạnh đối kháng lại, nguyên lai hắn cũng là lấy ra con bài ẩn giấu chưa lật. Trong lòng lặng lẽ hợp lại một chút, ánh mắt Tiêu Viêm nhướng lên, vừa vặn đúng tầm mắt Liễu Kình tiếp xúc với nhau ở một chỗ. Lúc này đây, có thể phát hiện ra trong mắt của người này xuất hiện một tia trọng thị, người nam nhân cao ngạo này rốt cuộc đã coi Tiêu Viêm là đối thủ xứng tầm. Ở trước bao ánh mắt của mọi người, Liễu Kình trong tay nắm trọng thương chậm rãi chỉ về hướng Tiêu Viêm, thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở quảng trường, người đã có tư cách để cho ta sử dụng liệt sơn thương. Liễu Kình nói lời này, không thể nghi ngờ đúng là coi trọng thực lực của Tiêu Viêm. Mà trải qua lúc Tiêu Viêm thi triển công kích khủng bố, ở giữa sân cũng là một lần nữa không một người nào nghi ngờ tư cách này của Tiêu Viêm. Bởi vậy, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là chàng đầy yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều là dừng lại ở xa xa trên hai người đang đứng đối mắt nhau. Tiêu Viêm bàn tay chậm rãi nắm chặt, tiếng nổ vang lên một âm thanh thanh thúy, giờ phút này Liễu Kình một cỗ khí thế sắc bén như mũi nhọn, đích xác có tính áp bách đáng sợ, nhìn ra được, hắn hiện tại là đem thực lực thật sự của bản thân thi triển ra tới mức cực hạn, kế tiếp chiến đấu, thế công Liễu Kình sợ rằng sẽ là so với lúc trước càng thêm cuồng mãnh hơn. Buộc Liễu Kình phải vận dụng liệt sơn thương trên đài cao, nhìn hắc trọng thương ở trong tay Liễu Kình, Lâm Tu Nhai nhẹ thở dài một hơi nói. Có thể đem Liễu Kình bước đến nước này, Tiêu Viêm cho dù là bị đánh bại, cũng là bại trong vinh quang. Ở một bên, Nghiêm Hạo khẽ gật đầu. Bên trong nội viện, trừ bỏ Lâm Tu Nhai cùng Tử Nghiên cậy quyền thế lực mạnh, chỉ sợ những người khác không có tư cách làm cho Liễu Kình vận dụng liệt sơn thương. Ở điểm này, cho dù là lấy Nghiêm Hạo thân đầy ngạo ý, không thừa nhận cũng không được, cho dù là ngay cả hắn, đều là chưa từng có đủ loại tư cách này.
có thể Tiêu Viêm đối với danh sách 10 người đứng đầu xem ra rất là coi trọng, ta nghĩ, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng buông tha. Hàn Nguyệt hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói. Lâm Tu Nhai nhàn nhạt cười nói, trừ phi Tiêu Viêm còn có con bài chưa lật so với đấu kỹ hỏa liên kia càng thêm mạnh mẽ hơn. Nếu không mà nói nằm trong danh sách 10 tên đứng đầu, sợ là rất khó thực hiện, trong thanh âm có chút tiếc hận, hiện giờ đã kiến thức qua thực lực Tiêu Viêm không phải tầm thường, trong lòng hắn cũng hơi có chút đánh giá cùng chiến ý, nhưng nếu là Tiêu Viêm bại trong tay Liễu Kình, sợ cơ hội này cũng là sẽ không có. Ánh mắt hướng đến giữa sân, nhìn ánh mắt lãnh liệt của thanh niên đang đứng giữa sân, Lâm Tu Nhai mắt mũi nhọn lóe ra, thật ra có chút hy vọng tên thanh niên thường xuyên làm ra những chuyện vượt qua ngoài dự đoán của mọi người, có thể lại có kỳ tích xuất hiện. Nhất chiêu giữa sân, trong tay Liễu Kình hắc trọng thương liệt sơn thương tránh những chỗ trên đá vụn, đột ngột đối với Tiêu Viêm mở miệng nói. Lông mày cau lại, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thẳng về hướng đối diện khí thế đột nhiên ngày càng thêm sắc bén của Liễu Kình. Một chiêu cuối cùng quyết phân thành thắng bại. Liễu Kình vẫn trầm mặt như nước, khuôn mặt hiện lên tươi cười hơi có một chút cứng ngắc, liệt sơn thương tà tà xẹt qua giữa không trung, đấu khí kim sắc nhạt ở trong không gian hư vô lưu lại một vết màu vàng nhàn nhạt. Đây là con bài chưa lật của ta dùng để đối phó với Lâm Tu Nhai, bất quá tình huống hiện tại nơi này lại là thi triển trước tiên ở trên người của ngươi. Nghe được lời này của Liễu Kình, mọi người trên khán đài nhất thời thân dài quá cổ, ánh mắt không ngừng nhìn vào hai đạo nhân ảnh ở trên sân. Nhìn trên khuôn mặt tươi cười đủ nét tự tin của Liễu Kình, Tiêu Viêm biết, công kích kế tiếp của đối phương chân chính chỉ sợ sẽ như lời hắn nói ra, trận đấu quyết định phải có kết cục thắng bại rõ ràng. Một lúc sau, Tiêu Viêm tại bao ánh mắt mọi người, hít một hơi thật sâu không khí có vẻ ấm áp, chậm rãi ôm quyền nói, Tiêu Viêm xin lĩnh giáo. Một trong 10 người đứng đầu, Tiêu Viêm tuyệt sẽ không buông bỏ, mặc kệ người ở trước mặt là ai, hắn đều phải toàn lực đánh bại đối thủ. Tốt, có quyết đoán. Trong mắt Liễu Kình đột nhiên tinh quang tăng vọt, trầm giọng quát, đồng thời hai chân hơi hơi di động, hai tay nắm chặt liệt sơn thương, thân thể thoáng nghiêng về phía dưới, mũi nhọn trường thương thẳng chỉ Tiêu Viêm đứng ở xa xa. Một cảm giác áp bách khác thường bao vây lấy Tiêu Viêm, nhưng mà, tại dưới loại áp bách này, một cỗ chiến ý nóng bỏng, lại giống như nước sôi, ở trong lòng Tiêu Viêm mạnh mẽ dâng lên, thân thể đột nhiên thẳng lên, cười sảng khoái nói, Liễu Kình học trưởng cứ việc dở ra hết thực lực, hôm nay danh sách 10 người, Tiêu Viêm ta nhất định phải đạt được. Tiếng người như sấm, quanh quẩn ở đây, một cỗ hào khí ngất trời, cho dù là mọi người trên khán đài cũng cảm thấy được một cỗ cảm giác đầy nhiệt huyết. Tiếng cười hạ xuống, Tiêu Viêm chậm rãi bước tới từng bước, bàn tay mạnh mẽ duỗi ra thẳng đến chỗ phế tích kia, một cỗ hấp lực bạo dũng mà ra, chợt hắc huyền trọng thước bắn trở về, cuối cùng bị bàn tay Tiêu Viêm bắt được, nắm thật chặt ở trong tay. Liễu Kình học trưởng, chúng ta thử xem, người bị đánh bại, đến tột cùng là ai? Trọng thức đột nhiên chỉ hướng đối diện khí thế sắc bén như đao phong của Liễu Kình, tiếng Tiêu Viêm vang lên, nhất thời, năng lượng thiên địa trên sân đấu lúc này, bỗng nhiên trở nên cực kỳ gấp gáp, giờ khắc này, chính là vị trọng tài kia cùng các vị trưởng lão, sắc mặt đều có một chút đại biến. Chương 573 ở giữa sân, lúc này một cỗ năng lượng cuồng bạo khác thường đang dao động, theo đó năng lượng ở trong quảng trường cũng trở lên hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, ngồi trên khán đài các vị trưởng lão là những người đầu tiên cảm nhận được cỗ năng lượng dao động, lập tức tất cả mặt đều biến sắc, ánh mắt đều hướng về phía sân đấu và dừng lại ở trên người hắc bào thanh niên tay cầm trọng thước, cỗ năng lượng dao động cuồng bạo kia đúng là xuất phát từ đó. Trên đài các vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, yết hầu đều giật giật, này cỗ năng lượng dao động cho dù là lúc trước phá hoại lực giáng sợ hỏa liên còn kém hơn vài lần. Người kia đến tột cùng có còn bao nhiêu con bài chưa lật? Giờ khắc này, cho dù là lấy thực lực của các vị trưởng lão đều không khỏi sinh ra cảm giác khó tả. Tuy nói hiện giờ Tiêu Viêm thực lực mới chỉ dừng ở đấu linh cấp bậc, nhưng là có mặt ở đây các vị trưởng lão trừ bỏ một số ít, còn lại các trưởng lão đều tự thấy rằng cho dù là bản thân đối mặt với Tiêu Viêm cũng phải đau đầu. Giữa sân, theo cỗ năng lượng dao động ngày thêm cuồng bạo, một tia thực chất màu đỏ nhạt nóng chảy năng lượng đột nhiên hư vô theo không gian xung quanh thẩm thấu ra cuối cùng quấn quanh ở trên thân Tiêu Viêm, điên cuồng xoay tròn, theo cỗ năng lượng đỏ nhạt xoay tròn. Từng đợt cuồng phong từ bốn phương tám hướng thổi quét ra, cỗ cuồng phong mãnh liệt này thậm chí còn thổi bay một ít tảng đá to bằng người ở trên mặt đất lăn vài vòng. Tới giờ phút này, cơ hồ toàn trường tất cả mọi người đều chú ý tới dị biến trên người Tiêu Viêm. Lập tức từng ánh mắt kinh ngạc đều tập trung về đấy, một ít đệ tử tầm thường bắt đầu không nhìn ra được điều gì đang xảy ra. Nhưng ở trên đài cao nhóm người có thực lực nổi tiếng ở trong viện nhìn thấy lượn lờ ở quanh Tiêu Viêm năng lượng lửa đỏ như kén tằm. Đầu tiên kinh ngạc, chợt sau đó sắc mặt đại biến, theo từng đạo tiếng vang, cơ hồ tất cả mọi người đều đứng bật dậy, thần tình kinh hãi. Cô! Nghiêm Hạo ánh mắt lồi ra như cá chết, không chớp mắt nhìn chằm chằm ở giữa sân hắc bào thanh niên với cỗ năng lượng cuồng bạo màu đỏ bao quanh, yết hầu giật giật, một lúc lâu mới phát ra được chút âm thanh hắn đây là cái gì đấu kỹ?
theo dị trang phát sinh ở sân đấu. Đến lúc này tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, giờ phút này Tiêu Viêm rõ ràng là đang thi triển một loại đấu kỹ so với Hỏa Liên kia còn khủng bố hơn. Một bên, Lâm Tu Nhai với nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là nét mặt cực kỳ ngưng trọng và khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm ở giữa sân, cỗ năng lượng dao động kinh khủng kia, cho dù là hắn cũng cảm thấy run sợ. Có thể khiến cho thiên địa năng lượng dao động tới bậc này ít nhất cần địa giai đấu kỹ mới có thể sinh ra. Hít một hơi thật sâu, Lâm Tu Nhai cố gắng đè nén nội tâm bốc lên, thanh âm gian nan phát ra, địa giai. Đơn giản hai chữ vừa bay ra khỏi miệng, chính là ngay cả Hàn Nguyệt cũng không khỏi kinh hãi đưa bàn tay lên che miệng mình, lãnh diễm mặt cười cười, che kín rung động khó có thể tin, huyền giai cao cấp cùng địa giai tuy vỏn vẹn chỉ kém có nhất giai, nhưng mà chênh lệch trong đó lại tựa như trời và đất, huyền giai đấu kỹ phần lớn đều mượn thực lực của người thi triển mà phát huy uy lực, nhưng mà địa giai đấu kỹ lại là mượn dùng thiên địa năng lượng đạt tới lực phá hoại hủy diệt, huyền giai cùng địa giai đấu kỹ, một cái trời một cái đất, cơ hồ là không thể so sánh được. Không có gì ngạc nhiên khi nói, huyền giai đấu kỹ tuy rằng có chút quý hiếm nhưng mà đối với những nhân vật tiến vào cường bảng, ai mà không nắm giữ một hai loại huyền giai đấu kỹ cơ chứ. Nhưng địa giai thì chưa từng có người nào thi triển qua. Loại này khác giai đấu kỹ, không chỉ hiếm gặp, hơn nữa tu tập cũng cực kỳ khó khăn. Năm đó, Tiêu Viêm tu luyện Diễm Phân Phệ Lãng Thước, cho dù là có Dược Lão ở bên cạnh chỉ điểm, cũng là nếm trải vô số đau khổ mới miễn cưỡng đạt tới chút thành tựu. Đoạn thời gian qua tu luyện Tam Thiên Lôi Động cũng là cần trải qua phong lôi đoán thể. Nếu Tiêu Viêm không có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hộ thể thì đừng nói là đem Tam Thiên Lôi Động luyện được chút thành tựu, cho dù là ngay cả bước nhập môn ban đầu cũng không đạt được. Đó đủ cho chúng ta thấy được sự chênh lệch quá lớn giữa huyền giai cùng địa giai đấu kỹ. Diêu Thịnh, ngươi các ngươi làm sao vậy? Ở trên đài cao đối diện, Liễu Phỉ cũng bị chung quanh đám người đột nhiên đứng dậy mà hoảng sợ, mắt đẹp chuyển hướng xuống sân đấu, bất quá lấy thực lực của nàng thì không thể phát giác quanh thân Tiêu Viêm lượn lờ loại này thực chất cùng bạo lửa đỏ năng lượng, đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Tiêu Viêm giống như đang thi triển một loại địa giai đấu kỹ. Diêu Thịnh đột nhiên cảm giác được yết hầu mình trở lên cực kỳ khô khốc lên, khó khăn mới phát ra được thanh âm đứt quãng. Địa giai đấu kỹ bốn chữ này lọt vào tai, Liễu Phỉ miệng khẽ nhếch lên, nhất thời đồng dạng khuôn mặt biểu tình, đồng thời đọng lại xuống một lúc lâu mới đem ánh mắt hướng tới giữa sân kia sắc mặt lãnh khốc hắc bảo thanh niên. Nàng tuy rằng thực lực kém hơn so với đám người Diêu Thịnh, nhưng là cũng cực kỳ rõ địa giai đấu kỹ đến bực nào đáng sợ. Biểu ca sẽ thắng a. Cố gắng đứng dậy, Liễu Phỉ gượng cười nói, chẳng qua đây chỉ là nụ cười miễn cưỡng, cho dù là chính bản thân, cô ta cũng cảm thấy không được tốt cho lắm. Vẫn đối với Liễu Kinh đặt nhiều tin tưởng Diêu Thịnh, tại thời khắc này liền trầm xuống dưới, địa giai đấu kỹ, bốn chữ này ẩn chứa bao nhiêu ý nghĩa, làm cho người ta có chút hít thở khó khăn. Cảm thụ được Diêu Thịnh thái độ, Liễu Phỉ mặt cười nhất thời trở lên trắng bạch, cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào giữa sân hắc bảo thanh niên, trong mắt ẩn hiện một tia hối hận, ở lúc trước cùng Tiêu Viêm xung đột, người này bất qua mới chỉ vừa bước vào đấu linh cấp bậc, là một người mới đạt được cường bảng tư cách, nhưng mà hiện giờ, này làm cho nàng cực khinh thường cùng căm ghét con người kia, lại là một đường đánh bại đông đảo cường giả đi lên bài danh cường bảng, lúc trước lại buộc biểu ca vốn 10 phần cao ngạo của nàng phải sử dụng tới liệt sơn thương. Cho tới bây giờ, lại lần nữa thi triển địa giai đấu kỹ, rốt cuộc loại bỏ tất những gì Liễu Phỉ trông cậy vào. Quay mặt về phía hắc bảo thanh niên ở dưới sân, cơ hồ tùy thời đều có thể đem thần tượng bất bại trong lòng nàng đả bại, làm cho Liễu Phỉ không khỏi sinh ra một tia hối hận vì cái gì mà mình cố tình muốn cùng tên đáng sợ này xảy ra xung đột. Nhưng mà sự tình đã đến mức thế này rồi thì cho dù hối hận thế nào nữa cũng vô dụng, giữa sân tên đã lên dây, chiến đấu đã không thể dừng lại. Tiêu Viêm cũng không biết, bởi vì hắn này vẻn vẻn bắt đầu thi triển đấy kỹ, mà khiến cho nhiều người sinh lòng cảm thán. Giờ phút này, ánh mắt của hắn vẫn là không có chớp nhìn chằm chằm đằng xa xa kia tay đang cầm liệt sơn thương đang chỉ thẳng vào hắn, Liễu Kình. Tiêu Viêm trên thân thể sở hữu cỗ lượn lờ cùng bạo hỏa nhiệt năng lượng, ở nó xuất hiện chốc lát đã khiến Liễu Kình đồng tử có rút lại, lấy hắn kinh nghiệm, tự nhiên có thể nhận ra cái loại năng lượng này đại biểu cho cái gì. Bất quá chiến đấu đã đến mức này, cho dù đối phương đột nhiên thực lực tăng vọt tới cấp bậc đấu vương, hắn cũng chỉ có thể cầm thương mà xông lên. Với tính cách của hắn, hắn không cho phép bản thân lùi bước, đặc biệt đối thủ lại là một kẻ mới nổi. Một ngụm chọc khí đè nén ở ngực được đẩy ra, mãnh liệt kim quang chậm rãi từ cơ thể Liễu Kình bạo dũng đi ra, kia ánh sáng như mặt trời giữa trưa làm cho mọi người không dám nhìn thẳng vào. Hơn nữa, tại bên kia trong cường quang một cỗ kình phong sắc bén vô cùng từ đó phát ra. Đối diện, khi thấy Tiêu Viêm thình lình thi triển khủng bố đấu kỹ, Liễu Kình vẫn như cũ dung hành động biểu lộ lập trường của mình, hơn nữa hắn cũng hiểu được, cho dù Tiêu Viêm thật sự nắm trong tay địa giai đấu kỹ, thì cũng không thể nào phát huy được 100% uy lực mà hắn cuối cùng con bài chưa lật, lại là mài giũa nhiều năm, phối hợp với cùng loại đấu khí thi triển, kia uy lực, Liễu Kình tự tin phải ở huyền giai đấu kỹ đỉnh phong. Cho dù có va chạm với địa giai đấu kỹ, hắn cũng không chút khiếp sợ, ngược lại, việc này còn làm chiến ý của hắn được khơi dậy,
Hôm nay hắn càng muốn làm cho mọi người biết, huyền giai đấu kỹ đối mặt với địa giai đấu kỹ thì cũng vẫn có thể liều mạng được. Ánh mắt sáng ngời, chân chính đại chiến tới gần, Liễu Kình cảm giác được bản thân mình máu huyết sôi trào, loại này cảm giác cũng chính là cùng Lâm Tu Nhai tranh đoạt mới xuất hiện. Ha ha, Tiêu Viêm, đến đây, làm cho thấy coi hôm nay đến tột cùng ai thắng ai thua. Sang sảng tiếng cười, mang theo vô cùng khí thế tràn ngập quảng trường, đem không khí trong sân đạt tới cao trào, trên khán đài. Mọi người đều là kích động đi lên, một ít không tự chủ được, nhịn không được đứng hết dậy, hướng đến giữa sân tràng chiến đấu mà hò hét. Liễu Kình học trưởng, danh ngạch tiền 10, Tiêu Viêm nhất định phải đạt được. Hắc bào thanh niên hiên ngang ngẩng đầu, dưới khí phách Liễu Kình tỏa ra chưa từng có chút khiếp đảm, thân hình thẳng đứng, khí chất hiên ngang, uy vũ, làm cho trên khán đài không ít học tỷ xinh đẹp đôi mắt hiện lên những tia sáng kỳ dị. Tốt, vậy thì nhìn ngươi có hay không thực lực đã. Ánh sáng kim quang ngày càng thịnh, tới cuối cùng, dường như là đem Liễu Kình toàn bộ bảo phủ bên trong, chỉ có tiếng cười như sấm mênh mông cuồn cuộn truyền ra. Nhìn bên kia cơ hồ bao trùm nửa sân ánh sáng kim quang sắc bén, Tiêu Viêm trong tay trọng thức chậm rãi tìm hiểu, nhất thời, ở xung quanh kia lượn lờ năng lượng hỏa nhiệt cuồng bạo trở lên càng hùng hồn hơn, thậm chí làm cho không gian xung quanh có chút vặn vẹo. Một cỗ gần như thực chất cuồng bạo hỏa nhiệt năng lượng, đột nhiên ở Tiêu Viêm một đạo quát nhẹ, mạnh mẽ hướng tới trọng thước mà mang theo khủng bố năng lượng quán chú vào, chỉ thấy kia nguyên bản màu đen trọng thước đã là hơi nổi lên màu đỏ quỷ dị, nhìn qua hắc thước giống như lượn lờ ngọn lửa đỏ sẫm. Đông. Đang lúc này, đột ngột một tiếng đất rung, núi chuyển âm thanh phát ra, đột nhiên vang lên, mọi người ánh mắt vội vàng nhìn lại, nguyên lai xa xa kia ánh sáng kim quang, giờ phút này đã chậm rãi đứng lên, một khối cự thạch rơi vào trong đó bị đánh tan thành mặt phấn. Tiêu Viêm, ngươi có thể đón được ta chiêu này, kia cường bảng vị trí thứ ba ta hai tay dâng tặng. Một đạo thương ảnh bị bao phủ bởi kim quang chỉ về phía xa kia Tiêu Viêm, Liễu Kình cực kỳ tự tin ngạo nghễ tiếng nói phát ra. Ngươi có thể đón chiêu này của ta, tiền 10, Tiêu Viêm ta tự động buông bỏ. Cơ hồ hoàn toàn chuyển háo thành đỏ sẫm nhan sắc trọng thước, chậm rãi hướng tới Liễu Kình, trọng thước đi qua đâu, không gian đều nổi lên một trận dao động, sắc mặt Tiêu Viêm ửng hồng, kiêu ngạo cất tiếng cười to. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Một tràng cười dài vang lên, ánh sáng kim quang đột nhiên bắt đầu trở lên nội liễm, trong nháy mắt, nguyên bản cực kỳ chói mắt kim quang, lập tức thu hồi vào bên trong liệt sơn thương, mà theo cỗ khổng lồ năng lượng nhập vào, kia liệt sơn thương ở đầu mũi thương chỗ có một cỗ màu vàng năng lượng tựa như chất lỏng tinh linh lưu động, nhất chiêu định thắng bại. Cánh tay chấn động mạnh, trường thương chỉ xéo bầu trời, chợt trọng thương mang theo một cỗ phá phong, đột nhiên bạo phát, trọng thương cắm xuống đất, một cỗ ám kình cực kỳ đáng sợ theo mặt đất lan tràn ra. Nhất thời xung quanh cự thạch đều bị tàn phá, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người biến thành bụi phấn. Đại liệt nham, như sấm sét nổ vang đột nhiên xuất hiện, tại đầu mũi liệt sơn thương kim quang giống như nước lũ bất ngờ đột nhiên bùng nổ. Phô thiên cái địa màu vàng kim quang, mang theo bén nhọn cùng chói tai âm thanh, như tia chớp cắt ngang không gian bắn thẳng đến Tiêu Viêm ở phía xa, nơi nào kim quang đi qua cự thạch văng tung tóe. Liễu Kình toàn lực một kích quả thực rất khủng bố. Mà bên này khi thế công nổ ra, toàn trường biến sắc. Cho dù là trọng tài tịch thượng các vị trưởng lão, đều là sắc mặt một mảnh ngưng trọng, bậc này đấu kỹ, cơ hồ đã gần đạt tới địa giai, này Liễu Kình đích thực khủng bố, là mục tiêu Tiêu Viêm có thể cảm nhận được kia màu vàng hào quang bên trong ẩn chứa loại nào khủng bố công kích. Bất quá Tiêu Viêm đồng dạng cũng có niềm tin tuyệt đối, bất cứ thế công gì ở trước trọng thức hạ xuống đều phải tiêu tan. Hít một ngụm không khí nóng bỏng vào trong người, Tiêu Viêm trước mắt bao nhiêu người. Cước bộ chậm rãi tiến lên, trong tay trọng thước giơ lên cao quá đầu, trên cánh tay gân xanh nổi lên, tựa như những con rắn nhỏ. Nhìn Tiêu Viêm giơ cao trọng thước, toàn trường khán giả đều là ngừng hô hấp, sắc mặt kích động đỏ hết lên. Tại kia vô số ánh mắt chăm chú nhìn, ngay sau đó Tiêu Viêm cánh tay run lên, trong trọng thước ầm ầm hạ xuống. Diễm phân phệ lãng xích, cho ta phá. Hai đạo âm thanh chợt vang lên, nhất thời bên trên trọng thước một đạo ước chừng mấy trượng khổng lồ đỏ sẫm đầu thước, lấy một loại khí thế khủng bố từ đó mà bắn ra. Đầu thước bắn ra chốc lát, không gian như hồ nước bị ném đá xuống, ầm ầm dao động, nơi sân đấu vốn cũng đã giống như phế tích, một đạo nửa thực rộng cái khe dọc theo mũi thước bắn ra hình thành, theo từng đạo ánh mắt hoảng sợ của mọi người nhanh chóng lan tràn. Chương 574 một đầu lãng thước ám hồng mang bàng đại năng lượng như tia chớp phá không trực tiếp phá cự thạch trên mặt đất thành bột phấn. Hơn nữa, tại trên mặt đất cấp tốc tạo một khe nứt rộng nửa thước rồi mới dừng lại, đem đấu tràng phá hỏng. Phía trên đấu tràng, nửa bầu trời bị kim sắc quang mang chiếm giữ, một đạo ám hồng xích mang giống như loan nguyệt bắn thẳng đến hai đạo năng lượng đều ẩn chứa phong mang lăng lệ ven đường không gian trở nên ba động lan tràn xung quanh. Lực công kích phá hoại đáng sợ trên khán đài khiến khuôn mặt mọi người tràn ngập rung động cùng sợ hãi. Bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng, với công kích đáng sợ như thế, nếu là đổi lại bọn họ, chỉ sợ vẻn vẹn một chút năng lượng tràn ra kia cũng có thể khiến bọn họ chấn tử đương trường.
Loại này cấp bậc chiến đấu thật sự là khủng bố. Trong lúc những ánh mắt kia vẫn đang theo dõi, hai đạo công kích cực kỳ khủng bố, kim sắc quang mang cũng với ám hồng quang mang, sắp triển khai kia tựa như vẫn thạch sắp ầm ầm va chạm vào nhau. Vào thời khắc hai người tiếp cận sát nhau, mọi người trong tâm đều là không tự chủ được mà tự hỏi, loại khủng bố giao phong này, đến tột cùng là ai có thể thắng? Ở trong lòng mọi người càng lúc càng không yên chờ mong, giữa không trung, kim sắc quang mang cùng ám hồng quang mang, rốt cục là sau nháy mắt, mạnh mẽ va chạm vào nhau. Mọi người ở đây áp chặt lỗ tai đợi tiếng nổ kinh thiên sắp vang vọng lên, va chạm trên bầu trời nhưng lạ lùng thay lại không có nửa điểm tiếng vang phát ra. Từng ánh mắt kinh ngạc chậm rãi nâng lên, sau đó trông lên bầu trời, thấy hai luồng màu sắc bất đồng giống như đang qua lại ăn mòn nhau. Tuy rằng loại giao phong này diễn ra không tiếng động, bất quá người mắt tinh vẫn là phát hiện ra, ở chỗ hai luồng năng lượng kinh khủng tiếp xúc, không gian đều trở lên cực kỳ vặn vẹo, nhìn qua, làm người ta sinh ra một loại cảm giác hư ảo. Trong lúc toàn trường đang im lặng, có tiếng tê tê rất nhỏ đang vang lên giữa không trung do hai đạo năng lượng đang ăn mòn nhau truyền ra, đỏ sậm cùng màu vàng óng ánh, giống như hai đám mây khổng lồ, che lấp bầu trời phía trên sàn đấu, nhìn ở ngoài thì giống như đang yên lặng nhưng thực chất lại mang ý niệm cắn nuốt đối phương. Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai luồng năng lượng khổng lồ giữa không trung, giây lát sau, cả người đều vô lực đi, sắc mặt tái nhợt, thân hình lắc mạnh, nếu như trong tay không có trọng xích mà nói, sợ là ngay cả đứng còn không được. Hiển nhiên, lúc này đây diễm vệ sóng thức phát ra đã đem một tia đấu khí cuối cùng trong cơ thể Tiêu Viêm hút kiệt nốt. Cùng so sánh với Tiêu Viêm, Liều Kình trông có vẻ tốt hơn một chút, bất quá sắc mặt cũng tái nhợt đi, ánh mắt khẩn trương nhìn hai luồng năng lượng không ngừng ăn mòn, cắn nuốt nhau. Vô số đạo ánh mắt đều dừng lại ở giữa không trung, trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người ở sân đấu đều là đang chờ đợi kết quả hai luồng năng lượng ẩn chứa lực phá hoại cực kỳ khủng bố kia đang tranh đấu. Tại ánh mắt mọi người đang chăm chú theo dõi, trên bầu trời, hai đạo năng lượng vàng óng cùng đỏ sậm không ngừng cắn nuốt nhau, lại đột ngột sôi lên như nước, dao động kịch liệt, chợt hai luồng năng lượng đó trong mắt mọi người đột nhiên bành trướng lên. Từng đạo ánh mắt trợn mắt há hốc mồm nhìn hai luồng năng lượng quỷ dị kia đang bành trướng, chẳng biết tại sao, lại cảm nhận được một sự bất an. Lúc bành trướng tới giới hạn, hai luồng năng lượng chợt đình chỉ lại, ánh sáng sáng lên một cách khác thường, giống như một điểm sáng thật nhỏ, rồi đột ngột sáng lên một cách bất thường. Không gian bỗng nhiên dao động, Tiêu Viêm cùng Liễu Kình đều như chịu một kích cực mạnh vào ngực, tựa hồ khi lưỡng đạo năng lượng cắn nuốt nhau đã xuất hiện một chút biến dị, mà loại tình huống này, ngay cả bản thân bọn họ đều cảm thấy cực kỳ mờ mịt lẫn kinh ngạc. Trong điểm sáng ấy, hai luồng năng lượng cấp tốc khuếch trương, tới phút cuối, điểm sáng càng ngày càng chói mắt, mà không gian càng dập dờn bềnh bồng, cũng là lúc thời khắc càng lúc càng kịch liệt nhất. Tại bàn trọng tài, các vị trưởng lão nhanh chóng cau mày nhìn luồng năng lượng tiếp xúc kia xuất hiện một ít biến cố. Khu đất phía trên sàn đấu tất nhiên có thể mượn dùng thiên địa năng lượng tăng cường uy lực, bất quá trong lúc hai đại đấu kỹ đụng nhau, lại dễ dàng xuất hiện đủ loại biến cố, này biến cố, cho dù là bản thân thi triển đều không thể can dự được, mà xem tình huống lúc này thì rõ ràng Tiêu Viêm cùng Liễu Kình công kích, ở lúc sinh tử cận chiến, xuất hiện một ít biến cố khác thường. Tuy nhiên đại trưởng lão cao mày nhìn chỗ ánh sáng năng lượng đang càng ngày càng chói mắt kia, một lát sau, như cảm ứng được cái gì, sắc mặt lão chợt biến đổi, mạnh mẽ đứng lên, thân hình chợt động, biến mất tại bàn trọng tài. Ngay lúc Tô Nhiên biến mất, trên bầu trời, hai cái ánh sáng giống như khí cầu bị nổ, một cỗ năng lượng quái dị kinh thiên động địa, nhất thời tràn ngập ở trên bầu trời. Cường quang nháy mắt theo chân trời rời đi, trong lúc đó năng lượng kinh thiên động địa kia, màu đỏ sẫm và năng lượng hoàng kim kia, rốt cục là không chịu nổi năng lượng dị động, nhất thời một đạo sấm sét nổ vang, mang theo gió lốc cực kỳ khủng bố, theo giữa không trung thổi quét mà ra. Gió lốc lướt qua, không gian liền chấn động. Trên khán đài, vô số ánh mắt của mọi người hoảng sợ nhìn cơn gió lốc đang cấp tốc khuếch tán kia. Cho dù là cách nhau khá xa, bọn họ vẫn là có thể cảm nhận được sự khủng bố trong đó. Luồng gió lốc này nếu lan đến chỗ họ, bọn họ nơi này chỉ sợ không người nào có thể sống sót. Không gian phong tỏa. Trong lúc chỉ mảnh treo chuông, một thân ảnh già nua đột nhiên như thiểm điện xuất hiện giữa không trung, lạnh quát lên, một cỗ năng lượng dị thường trong cơ thể bạo xuất ra. Mà không gian hư vô kia, trong lúc này như nước dao động lên, cuối cùng tia chớp mấp máy, sau hoàn toàn đọng lại. Toàn bộ không gian phía trên sàn đấu, kể cả năng lượng cuồng phong đang khuếch tán kia, hoàn toàn bị ngăn lại. Năng lượng cuồng phong kia tuy đã bị Tô Nhiên ngăn lại, nhưng vẫn có hai phần năng lượng lọt qua, mà hai cỗ năng lượng này xoáy sâu vào, lại là theo hai đại đấu kỹ còn sót lại mà liên kết với nhau. Từng đạo ánh mắt kinh hãi nhìn lên, Tiêu Viêm cùng Liễu Kình đều là trở tay không kịp, một tia chớp xuất hiện phía trên họ. Phốc suy. Năng lượng cuồng bạo hung hăng va chạm vào nhau, nhất thời một ngụm máu trong miệng hai người phun ra, cả hai đều rơi xuống mặt đất, mạnh mẽ bắn ra, cuối cùng giống như hai đạo hắc tuyến, trực tiếp đập vỡ sàn đấu, bắn thẳng vào hai bên khán đài, làm cho một trận xôn xao vang lên.
Tiêu Viêm cùng Liễu Kình bị năng lượng tán ra đánh cho sơ xác, Tô Nhiên sắc mặt cũng hơi hơi đổi, hai cỗ đấu kỹ lúc sản sinh ra năng lượng ăn mòn lẫn nhau, lực phá hoại so sánh với thuần túy đấu kỹ năng lượng lúc trước mạnh hơn rất nhiều, lúc này Tiêu Viêm cùng Liễu Kình phần lớn đều là đã hết sức, đây là hậu quả của việc bị luồng năng lượng như vậy hung hăng va chạm. Sắc mặt âm trầm, tay Tô Thiên vừa động, kết lên một kết ấn mạnh mẽ, lạnh giọng nói, phá. Tiếng quát vừa phát ra, luồng năng lượng cuồng phong còn đọng lại kia, trong mắt mọi người đang chăm chú nhìn, chậm rãi tiêu tán. Đem cuồng phong năng lượng phá vỡ, Tô Thiên vung tay lên, ngay lập tức có thêm hai vị trọng tài từ khu trọng tài bay ra, hướng hai người bay đến, một lát sau, đều đã ôm lấy hai vị quần áo rách nát, đầy máu xuất hiện trên sân đấu đã bị phá hư. Quanh sàn đấu, tất cả mọi người đều vội vàng đứng thẳng dậy, nhìn Tiêu Viêm cùng Liễu Kình đang hôn mê hoàn toàn trên quảng trường, âm thầm mà nuốt một ngụm nước bọt, chợt cười khổ, hai tên điên cuồng này chỉ là tranh tiền tiền thôi mà, sao mà phải làm thành ra như vậy. Bất quá nhìn lại trận chiến kinh phong lúc nãy, mọi người đều nhớ lại, lúc cỗ năng lượng lướt qua chỗ họ đều là bất chi bất giác cảm thấy tim đập nhanh hơn rất nhiều. Tô Thiên thân hình vừa động, liền xuất hiện ở giữa sân, nhìn sân đấu bị phá hư rối tinh rối mù. Cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, nhiều năm như vậy đã có biết bao nhiêu người mạnh mà cũng chưa có người phá hoại như lần này. Ngồi xổm xuống nhìn qua, hai cỗ đấu khí xâm nhập vào cơ thể Tiêu Viêm cùng Liễu Kình đang hôn mê. Một lát sau, Tô Thiên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo, tuy rằng thường thế rất nặng, nhưng ít nhất cũng không có nguy tới tính mạng. Trên đài cao, rất nhiều thân ảnh cũng bay xuống, chợt vây quanh đám người bên cạnh đại trưởng lão Tô Thiên. Nghiêm Hạo lặng lẽ liếc nhìn người đầy máu Liễu Kình. Trong mắt không khỏi hiện lên một chút ý tứ hàm xúc khác thường, lẩm bẩm nói, thật sự là không thể tưởng tượng được, lấy thực lực Liễu Kình như vậy, thế nhưng lại bị Tiêu Viêm làm cho chật vật như thế. Một bên, Lâm Tu Nhai sắc mặt bình tĩnh khẽ gật đầu, bàn tay bên trong áo báo, lại run run lên, lúc trước hai người làm ra hai nguồn năng lượng, ẩn chứa lực phá hoại thật sự là quá mức khủng bố. Hắn rõ ràng, công kích này tùy tiện dừng lại ở trên người, chỉ sợ trong nháy mắt làm cho người đó không trọng thương thì cũng tử vong. Một bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện như quỷ dị bên cạnh Tiêu Viêm, bàn tay mềm mại nắm lấy cánh tay Tiêu Viêm, một lát sau mới nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu về hướng Ngô Hạo, Hổ Gia và đám người Yên Nhiên cười nói, yên tâm đi, không có việc gì. Mắt khẽ liếc nhìn qua Huân Nhi, Tô Thiên nao nao, chợt hiền lành cười nói, yên tâm đi, hắn cũng không có việc gì. Một bên, mọi người nghe được Tô Thiên cười hiền lành như thế, đều có chút kinh ngạc, Tô Thiên ở bên trong viện địa vị cực cao. Hơn nữa thực lực khủng bố, có rất ít người có đủ tư cách để hắn đối đãi như thế. Huân Nhỉ hướng về phía Tô Thiên nhẹ nhàng cười nhưng không trả lời. Chính là đang có chút đau lòng thay Tiêu Viêm mà lau chút máu trên khuôn mặt, bộ dáng xinh đẹp nhíu mày, khiến cho chung quanh một ít nam tử trong lòng xuất hiện một trận dao động mãnh liệt. Đại trưởng lão, hiện tại hai người đều hôn mê, trận này tỉ thí, coi như ai thắng. Nhìn hai người hôn mê, một gã trưởng lão có chút chần chờ hỏi. Nghe được lời này, đám người đang vây quanh nhất thời dựng thẳng lỗ tai lên, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Tô Thiên mày hơi hơi cau lại, cũng là có chút khó quyết định được, dựa theo quy củ, hai người đều tính là ra khỏi tràng đấu, hơn nữa hiện tại cũng là đều hôn mê, cũng không nói rõ được. Thanh âm của Tô Thiên vừa hạ xuống xong, một cánh tay dính đầy máu tươi gian nan chậm rãi giơ lên trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. Khụ, ta vẫn còn có sức nói đây. Chương 575 nhìn hắc bào thanh niên gian nan giơ tay lên, khuôn mặt đầy máu, cố gắng trợn mắt to ra để nó không nhắm lại, hắn không nói gì, người kia thật đúng là một tiểu gia hỏa đánh không chết, trải qua dư ba của đấu kỹ khủng bố như thế phản phệ mà còn có thể sót lại một ít ý thức. Trên khuôn mặt của Tô Thiên hiện lên một chút kinh ngạc, Tiêu Viêm giờ phút này rõ ràng đã như ngọn đèn cạn dầu vẫn chống cự cố mở mắt ra, vậy nhất định là cực kỳ muốn bài danh 10 hạng đầu. Lắc đầu cười khổ, Tô Thiên trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, trận tỷ thí này xem như hòa. Vậy cũng là nói hai người các ngươi song song cùng bài danh 10 danh hiệu đầu, cho nên không cần phải lo lắng. Mơ mơ màng màng nghe Tô Thiên nói những lời này, tâm tình căng thẳng của Tiêu Viêm mới lơi lỏng xuống, mí mắt nhanh chóng hạ, ý thức dần dần biến mất, chân chính tiến vào trạng thái hôn mê. Tô Thiên thở dài một hơi, xem xét thương thế Tiêu Viêm cùng Liễu Kình thế này sợ rằng mấy chàng chiến đấu tiếp theo không thể tham dự. Ánh mắt thoáng nhìn Tiêu Viêm đang hôn mê trên mặt đất, Tô Thiên lại nhịn không được lắc lắc đầu, tiểu tử kia thật sự là ngoài điểm dự đoán của mọi người. Xét thực lực Liễu Kình, nếu muốn làm hắn trọng thương tới trạng thái này, chỉ sợ phần lớn những người ở đây không nghĩ tới. Đại trưởng lão, nếu nói là hai người bọn họ lấy thế hòa để chấm dứt, chẳng phải cường bảng 10 bài danh đầu có tới 11 người. Vậy tiến vào tháp tiếp thụ tâm hỏa căn nguyên cũng có 11 danh ngạch. Một vị trưởng lão trần chờ một hồi, mở miệng dò hỏi, Tô Thiên khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, 11 thì 11, tuy nói tâm hỏa căn nguyên kia rất chân quý, nhưng nhiều năm qua nội viên cũng đã chứa đựng rất nhiều phần. Bây giờ lấy thêm một phần ra hẳn là không thành vấn đề, ngoài cách này ra, còn giải pháp nào cung cấp cho hai người kia một cái công đạo được.
Dù sao cũng không thể nói rằng, hai người này kỳ thật đều đã đi tới giới hạn của chiến trường, thắng bại khó phân. Nghe đại trưởng lão nói như thế, vị trưởng lão kia cũng không ý kiến nữa, gật gật đầu, sau đó lui lại phía sau. Trận đấu kế tiếp phải dùng đấu tràng dự phòng rồi. Bất quá Tiêu Viêm cùng Liễu Kình bởi vì thương thế nên không thể tiếp tục tham chiến, nhưng hiện giờ 10 danh ngạch đầu đã được quyết định, đại sự cơ bản đã được quyết định, danh sách cường bảng chiến đấu tiếp theo không có hai người bọn họ tham dự cũng không sao cả. Dù sao sau khi chứng kiến trận đấu này, trong lòng mọi người cũng đều đã tự suy tính lấy. Tô Thiên ánh mắt nhìn quanh bốn phía, nhàn nhạt cười nói. Tô Thiên nói ra, mọi người đều là có chút thở dài nhẹ nhõm, gật gật đầu, lần này hai người kia thể hiện ra thực lực khủng bố đã làm tim họ đóng băng. Nếu hai người không tham gia tranh đoạt thứ tự thì họ sẽ thoải mái không ít. Đương nhiên, có nhiều người tâm tình khác hẳn, ít nhất là Lâm Tu Nhai có chút tiếc hận thở dài một hơi, mất đi đối thủ như Liễu Kình và Tiêu Viêm, trận đấu kế tiếp còn có gì hấp dẫn. Ở giữa sân, từng đạo ánh mắt kính sợ cùng sùng bái nhìn chăm chú Tiêu Viêm cùng Liễu Kình hôn mê được người ta đưa ra ngoài, về chỗ nghỉ ngơi. Sau khi Tiêu Viêm cùng Liễu Kình được đưa ra, trận đấu tiếp theo vẫn được tiến hành như cũ, bất quá sau khi chứng kiến một màn chiến đấu kinh thiên động địa như vậy, trận sau dù vẫn cực kỳ kịch liệt, nhưng mọi người cũng không có cảm giác rung động lắm. Đối với điều này, những người tham gia tranh đoạt sau cũng cực kỳ bất đắc dĩ, dù sao Tiêu Viêm cùng Liễu Kình chiến đấu cơ hồ đã thoát ly giới hạn đấu linh bình thường, bọn họ làm sao có thể so sánh. Chiến đấu chàng vẫn tiếp tục đến giữa trưa, mới dần dần hạ màn, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt hỏa bạo, tân cường bảng bài danh dĩ nhiên được xác định. Đệ nhất, dĩ nhiên là tiểu quái vật tử nhiên kia, thực lực nàng khủng bố như vậy, đừng nói là đệ tử, ngay cả một ít trưởng lão cũng không bì kịp, bài danh đệ nhất này ngay cả Lâm Tu Nhai ngạo khí thế cũng không dám có tâm cướp đoạt. Đệ nhị, cũng không ngoài dự đoán, mất đi Liễu Kình, đương nhiên, mặc dù có thêm chú ngựa ô Tiêu Viêm cũng đã hôn mê, bởi vậy những người khác đối với vị trí này cũng không dám vọng động. Bởi vậy, Lâm Tu Nhai cũng vững vàng ngồi ở vị trí thứ hai. Đệ tam vốn là Liễu Kình, nhưng hiện hắn đã lui chẳng nên bị Nghiêm Hạo thay thế. Đệ tứ hạng, đáng lẽ so với các thứ tự bài danh trên phải kịch liệt hơn nhiều. Sau một hồi vây sát, cuối cùng Lâm Diễm ngoài dự đoán của mọi người đã đoạt được, trước bài danh đệ cửu, nay vượt lên đệ tứ. Sáu cái thứ tự sau tranh đoạt cũng đồng dạng kịch liệt, khi kết thúc, sáu người, trừ hai người tiền nhiệm, còn lại đều là những gương mặt mới. Đạt được nhiều rút thăm, họ thật có vận khí nhưng thực lực vẫn cực kỳ mạnh mẽ, dù sao đã nằm trong cường bảng thì không phải hạng tầm thường, cho dù là có đủ vận khí, nhưng muốn đi đến đích cuối cùng thì cần phải có thực lực tương ứng phụ trợ. Sắp xếp bài danh cường bảng như vậy, cũng theo lời Tô Thiên nói, trong lòng mỗi người đều có tính toán, bởi vậy mặc dù Tiêu Viêm cùng Liễu Kình liệt vào đệ thập, bất quá trong lòng mọi người, cả đệ tam Nghiêm Hạo, đều rõ ràng là thứ tự này chắc chắn là thuộc về tên nam tử đầy khí phách Liễu Kình kia, đồng thời còn có Tiêu Viêm. Tại lần chiến đấu kinh thiên động địa trước, Tiêu Viêm dùng thực lực chiến đấu siêu phàm kia chinh phục mọi người, từ nay về sau, trong nội viện sẽ không còn bất cứ ai dám khinh thường người mới tiến vào nội viện chưa đến một năm thời gian này nữa. Danh vọng của bản môn, tự nhiên là như nước dâng thuyền lên. Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình có thể trong nội viện lập thành hai cái siêu thế lực, nguyên nhân tối trọng yếu là do bọn họ mạnh, là cường giả trong cường bảng. Bản môn hiện giờ là thế lực tân sinh, đồng dạng có một gã siêu cường giả như vậy tọa chấn, ngày sau lực ảnh hưởng sẽ chói lọi như mặt trời giữa trưa. Sau khi trận đấu cuối cùng kết thúc một hồi, mọi người ở đây đều mang vẻ mặt đầy cảm xúc đứng dậy rời sân. Sau hồi chiến đấu như vậy, bọn họ khuôn mặt bình tĩnh đều đã bị thay thế bởi sắc thái kinh ngạc. Theo quy củ khóa trước, cường bảng đại tái xong sẽ có mấy trận luận bàn tỉ thí, người tham gia có thể lựa chọn 10 tân cường bảng đứng đầu khiêu chiến. Cái này đương nhiên là không phải chính quy chiến đấu, chỉ là một ít tiết mục trợ hứng cuối cùng thôi. Hơn nữa, dù đây là luận bàn, cũng rất ít người xuất ra thực lực chân chính. Dù sao cường giả tuyển chọn qua chiến đấu mãnh liệt, thực lực tự nhiên trong nội viện cũng không thấp. Nếu biết rõ không địch lại, còn muốn nhiều lời, chẳng phải là tự mình chuốc khổ. Nhưng mà tiết mục trợ hứng năm nay lại làm cho mọi người dại ra. Nguyên nhân do người khiêu chiến là một gã thường ngày hoàn toàn không để ý tới nữ nhi. Còn nữa, lại là Hướng Thanh Y cô gái kia xuất ra khiêu chiến, đó là Lâm Tu Nhai. Đương nhiên nếu chỉ vậy không thì không đủ để cho mọi người lâm vào tràng cảnh dại ra như vậy, trận luận bàn bình thường vẻn vẹn rằng co trong thời gian không dài lắm, nhưng chỉ với thời gian ngắn ngủi ấy, kẻ vẫn bất bại trong suốt những trận chiến đấu trước, Lâm Tu Nhai, kết thúc thua tan tác. Một đôi ngọc thông chỉ nhợt nhạt chạm vào trán Lâm Tu Nhai, một cỗ mồi hôi lạnh từ trán chảy xuống, hắn lẳng lặng nhìn Thanh Y cô gái đang bình thản cười, đột nhiên cảm nhận được trong miệng khô khốc, trong lòng cũng không có một chút ảo não. Bởi vì lần luận bàn trước kia, hắn cơ hồ là nhanh chóng bại lui, nhưng thật ra hắn còn con bài tẩy cực mạnh chưa lật. Nhưng vừa rồi khi thi triển ra đấu kỹ cực mạnh, Thanh Y cô gái chỉ nhẹ nhàng bắn ra đạo kim sắc hào quang nóng cháy, đem nó chấn tan thành mây khói.
Đấu kỹ cực mạnh của bản thân bị đánh tan, Lâm Tu Nhai hiểu được, trận chiến đấu này cơ hồ không hề có ý nghĩa, hai người không cùng một cấp bậc, mà công kích kế tiếp của đối phương cũng là đem hy vọng cuối cùng của hắn vứt bỏ. Ta thua. Trong từng đạo ánh mắt kinh hãi, Lâm Tu Nhai giữa sân nhún vai, chợt cười khổ nói, vẫn nghĩ Tiêu Viêm mới chính là ngựa ô mạnh nhất, không nghĩ tới, tiểu nữ nhân của hắn, so với hắn còn muốn mạnh hơn, thực lực của ngươi trực tiếp đi tìm Tử Nghiên học tỷ luận bàn. Trên khán đài, một đôi mắt giống như cá chết bạo xuất ra, có chút không rõ ràng lắm tình huống hiện thời là sao. Đặc biệt trên đài cao kia, Liễu Phỉ trên gương mặt biểu tình mới vừa rồi phấn khích liền líu lưỡi, đương nhiên, tận mắt nhìn thấy đối thủ mà biểu ca mình cực kỳ coi trọng bị người mình thường xuyên âm thầm chửi mắng dễ dàng đánh bại, loại này giống như so lòng sông với mặt biển, thật làm người ta khó tiếp thu. Khiêu chiến Tử Nghiên, tiểu nha đầu kia sợ là muốn đi tìm Tiêu Viêm ca ca khóc nháo lên, kết quả sợ là ta bị của trách phía chân trời hoàng hôn, thanh ý thiếu nữ thân thể mảnh khảnh mềm mại được bao phủ bởi một vầng quang mang mông lung. Gương mặt thanh nhã mang theo một tia tươi cười điềm tĩnh trên má, Lâm Tu Nhai trong lòng đột nhiên giống như bị búa tạ đập một cái, cảm giác này tựa hồ là tình yêu sét đánh trăng. Loại cảm giác này làm Lâm Tu Nhai bật cười xúc động, lao thẳng đến nữ nhân coi như nhấc tay có thể đánh bại hắn, thật sự là có loại này. Khiêu chiến ngươi chính là hắn muốn thấy ta tỏa sáng, bất quá đáng tiếc, hắn lại là không có thể thấy thanh y thiếu nữ chậm rãi thu hồi ngọc thông chỉ trên trán Lâm Tu Nhai, sâu kín nói. Lâm Tu Nhai há miệng thở dốc, nguyên bản nội viện đệ nhất tiêu sái như hắn, hiện tại trước mặt cô gái này, lại có chút xấu hổ luống cuống. Yên tâm đi, ta đối với bài danh đệ nhị cường bảng kia không có hứng thú, luận bàn xong, ta còn phải trở về chiếu cố Tiêu Viêm ca ca. Bắt trước bộ dáng của Tiêu Viêm, Huân Nhi hướng về phía Lâm Tu Nhai nhún nhún vai, xoay người, bước chân nhỏ nhẹ, thanh váy lắc lư, phủ khuất cả mặt trời chiều, chậm rãi biến mất trong yên lặng đáng sợ bên trong quảng trường. Cô gái tuyệt vời như vậy, vì sao trước giờ không phát hiện ra? Ánh mắt Mê Ly nhìn bóng dáng yểu điệu xinh đẹp đang biến mất dần trong tầm nhìn. Lâm Tu Nhai nhất thời trầm xuống, trong lòng đối với Tiêu Viêm dâng lên một cỗ cảm xúc phức tạp, như ghen tị, như hâm mộ. Chương 576 sau khi cường bảng đại tái kết thúc được 23 ngày, toàn bộ nội viện vẫn rung động do trận chiến kinh thiên mang lại, nơi nơi đều luận bàn về từng trận chiến cường bảng. Mà trung tâm tất nhiên là lấy hai trận chiến đấu của Tiêu Viêm cùng Liễu Kình, Huân Nhi cùng Lâm Tu Nhai làm mọi người say sưa bàn luận, đặc biệt là trận thứ hai, làm cho mọi người khi nói lên trận này khuôn mặt đều mang theo một cỗ thần sắc rung động. Ai cũng không nghĩ ra mặc dù là một thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, lại có chút điềm tĩnh nhưng không ngờ ẩn tàng thực lực khủng bố như thế. Thậm chí, trước kia trong nội viện không ít người bởi vì dung mạo Huân Nhi mà âm thầm châm chọc làm bình hoa cho người, nhưng trải qua chuyện này mỗi người mới hiểu được nguyên lai trong bàn môn thực lực khủng bố nhất không phải là Tiêu Viêm, mà chính là cô gái xinh đẹp phía sau luôn ngoan ngoãn phục tùng. Lấy thanh thế do Huân Nhi cùng Tiêu Viêm sáng tạo, tại nội viên ngắn ngủi thời gian 23 hôm thanh danh cùng địa vị bàn môn cơ hồ là thăng lên một đường thẳng tắp, mỗi một vị hội viên bàn môn hành tẩu trong nội viện không khỏi ngẩng đầu khí thế, không còn giống đoạn thời gian trước kia phải luôn cẩn thận. Mà người ngoài khi nhìn thấy thành viên bản môn cũng đồng dạng mang vẻ mặt hâm mộ, có Tiêu Viêm cùng Huân Nhi hai vị có thực lực siêu nhiên cường giả làm hậu thuẫn, thế lực bản môn cơ hồ sắp tới ngày một ngày hai sẽ vượt qua nhóm thế lực của Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình. Mặc cho ở trong nội viện có đủ loại tin truyền đồn thổi ồn ào huyên náo, nhưng chính người trong cuộc là Tiêu Viêm cùng với Huân Nhi lại im tiếng biệt tích. Mật thất bên trong tiểu lâu các của bản môn, vài đạo nhân ảnh đứng ở trong đó ánh mắt đều nhìn vào Tiêu Viêm đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường. Lúc này sắc mặt Tiêu Viêm đã không còn cái vẻ tái nhợt như ngày đầu, nhìn qua nhàn nhạt hồng nhuận tựa hồ giờ này thương thế bên trong cơ thể đã muốn khỏi hẳn, hơn nữa hơi thở cũng đã khôi phục hùng hồn như lúc trước. Thậm chí nếu như cẩn thận cảm ứng có thể nhận thấy cổ hơi thở ẩn chứa có chút dấu hiệu bất ổn định, hơi thở lên xuống cao thấp phập phồng bất định, đối với mấy người bên cạnh Huân Nhi mà nói cũng không xa lạ, bởi vì mỗi khi thăng cấp bọn họ đều cũng sẽ xuất hiện hình dạng như vậy. Tiêu Viêm gia hỏa này cũng đã tu luyện thời gian 3 ngày, như thế nào còn chưa khỏe a? Cho dù là thăng cấp, tựa hồ thời gian cũng không lâu như vậy chứ. Nhíu mày nhìn đôi mắt Tiêu Viêm nhắm chặt, Ngô Hạo mở miệng nói. Bình thường tấn cấp tự nhiên quan trọng là thời gian không được kéo dài, cho nên rõ ràng cho thấy lần này tấn cấp không bình thường, đồ đần. Tiếng than thở thanh thúy vang lên, Tử Nghiên hướng bím tóc màu tím tết đuôi ngựa về phía Ngô Hạo đảo cặp mắt trắng dã, ra vẻ lão thành nói, bất quá lần này nàng giải thích cũng làm cho đám người Huân Nhi cười khanh khách. Có gì mà buồn cười? Này ra hoa nếu không tỉnh lại, ta sẽ lại đi gặm những vật gì đó khó ăn. Tử Nghiên mặt nhỏ nhăn nhó, rất khổ não nói. Huân Nhi nhẹ vuốt đầu nhỏ Tử Nghiên, cười lên đem ánh mắt quẳng lên về hướng thân thể Tiêu Viêm đang nhắm chặt đôi mắt, nói, Tiêu Viêm ca ca lần này bị thương rất nặng, đấu khí trong cơ thể cơ hồ là trong khi chiến đấu cùng Liễu Kình đã như đèn cạn dầu sắp tắt, bất quá cũng là nhân họa đắc phúc, đạt được cơ hội tấn giai, hơn nữa cũng đúng như Tử Nghiên nói, Tiêu Viêm ca ca lần này thăng cấp không giống như thăng cấp bình thường.
Nếu ta đoán không sai, nếu như Tiêu Viêm ca ca tấn cấp thành công, sợ cũng không chỉ tăng lên nhất tinh thực lực. Ngươi nói là thăng liền nhị tinh. Nhưng loại tình huống này rất hiếm thấy, bình thường trừ phi phục dụng thiên tài địa bảo linh dược, nếu không bằng vào thăng cấp bình thường rất khó có hiệu quả như vậy. Hổ gia ngẩn ra có chút kinh ngạc nói, hơn nữa cho dù là phục dụng linh dược mà làm cho cấp bậc liên thăng, cũng là tồn tại không ít tạp chất, mai sau cần phải nỗ lực thật lớn mới có thể làm cho căn cơ vững chắc. Huân Nhi lắc lắc đầu khẽ cười nói, lần chiến đấu này, đối với Tiêu Viêm ca ca mà nói đích xác có chỗ tốt thật lớn, còn như tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, đến cuối cùng sẽ tăng lên nhiều hay ít, ta cũng không rõ lắm, bất quá một điểm duy nhất chính là sau lần này, đó là thực lực Tiêu Viêm ca ca sẽ tinh tiến rất nhiều, đối với hắn không có nửa điểm trở hại, các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Được rồi, các ngươi còn có những chuyện khác phải làm, nơi này có ta là được rồi. Mặt đẹp nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiêu Viêm, Huân Nhi hướng về đám người Ngô Hạo phất phất tay. Nghe vậy, mấy người Ngô Hạo cũng đành nhún vai, sau đó liền muốn chuẩn bị rời đi. Nga, đúng rồi Huân Nhi, Lâm Tu Nhai lại tới bản môn nói là muốn thăm thương thế Tiêu Viêm đấy. Hổ gia cước bộ bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển hướng, lông mi nhíu lại, này ra hỏa kia mấy ngày nay uống lộn cái thuốc gì. Không có việc gì cứ hướng nơi ở chúng ta chạy lại, trước kia không thấy hắn nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ ngươi đem hắn đả bại, còn làm cho hắn có thể nhờ cậy phải không? Hơi ngẩn ra, Huân Nhi tùy ý gật đầu. Chợt thản nhiên nói ta không có thời gian, các ngươi đuổi đi là tốt rồi, Tiêu Viêm ca ca đang trong lúc tấn cấp mấu chốt, cũng không tiếp khách. Hổ gia xoay xoay con mắt, bỗng nhiên ghé sát vào bên tai Huân Nhi thấp giọng nói, ta cảm thấy được tên gia hỏa kia đối với ngươi có thái độ có chút cổ quái, có vẻ như, cùng với lúc trước Bạch Sơn, Ngô Hạo giống nhau. Ánh mắt tà dị liếc xéo vẻ mặt cổ quái hổ gia một cái, Huân Nhi dường như không có việc gì, nói, về sau những lời này cũng đừng nói trước mặt Tiêu Viêm ca ca, còn có, nói cho hắn biết, vài ngày tới đây, Tiêu Viêm ca ca toàn bộ cũng không hầu tiếp được, bằng không đến đây cũng không còn người tiếp đãi. Đáng thương gia hỏa này. Hổ gia giang tay, trầm ngâm một hồi nói, bất quá người không ra mặt một lần tựa hổ có điểm không tốt lắm đâu. Hắn đến đây vài lần, người đều tránh mặt không gặp, không quản như thế nào, hắn cùng Tiêu Viêm cũng là có một chút giao tình. Huân Nhi mày liễu nhíu lại, chợt gật đầu bất đắc dĩ, xoay người đi về phía ngoài, đi thôi, ta đi đuổi hắn. Nhìn Huân Nhi xoay người bước đi, hổ ra thẻ lưỡi, đồng thời than thở trong miệng, coi trọng ai đều không tốt cả, xem toàn bộ trái tim cô nàng đều đọng ở trên người tiểu tử kia. Xứng đáng a, xứng đáng. Trong phòng khách, Lâm Tu Nhai ngồi yên ắng trên ghế, ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh, chẳng biết vì sao tâm tình có thoáng chút dồn dập. Ánh mắt đang lúc nhìn chung quanh, bỗng nhiên một đám người từ trên giữa lầu đi xuống, Lâm Tu Nhai vội vàng đứng dậy, khi ánh mắt quét đến lúc thanh y thiếu nữ đang chậm rãi di xuống, một nét nhàn nhạt vui mừng chớp qua không để lại dấu vết hiện lên trên khuôn mặt. Lâm học trưởng, Tiêu Viêm ca ca đang trong lúc chữa thương, cũng không thể ra mặt, thật có lỗi. Huân Nhi chậm rãi đi xuống qua tới giữa đại sảnh, hướng về phía Lâm Tu Nhai cùng với Nghiêm Hạo bên cạnh nhàn nhạt mỉm cười nói, ha ha, không có gì đáng ngại. Lâm Tu Nhai cười cười, không thể không nói thật sự là hắn rất tuấn giật, một thân thanh sam lại càng tôn lên vài phần khí thế tiêu sái, thanh âm ôn hòa khó trách được đông đảo nữ đệ tử xưng là nam nhân có mị lực lớn nhất nội viện. Bất quá dung mạo cười nho nhã của hắn, tựa hồ đối với thiếu nữ trước mặt không có bao nhiêu lực sát thương, người này tao nhã ngồi trên ghế, khẽ khép bờ mi, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa bao giờ dừng qua trên người phía trước. Nhìn thấy Huân Nhi tư thái như vậy, Lâm Tu Nhai cũng cười khổ một tiếng trong lòng, mấy lần kéo lên câu chuyện đều bị đối phương nhàn nhạt đưa trở về sau không để lại dấu vết, rốt cục thì uể oải thở dài một hơi, đứng dậy từ trong nạp giới lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ đặt ở trên mặt bàn, cười nói, đây là một loại linh dược chữa thương hiệu quả cực kỳ tốt, mong rằng đối Tiêu Viêm huynh đệ có một vài tác dụng, Huân Nhi học muội cũng không nên cự tuyệt. Thoáng chần chờ một lát, Huân Nhi khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lần đầu dừng ở trên khuôn mặt Lâm Tu Nhai, nhẹ giọng nói, vậy Huân Nhi thay mặt Tiêu Viêm ca ca cảm ơn Lâm học trưởng. Ha ha, không có việc gì. Sau đó liền vội vàng khoát khoát tay áo, bị con ngươi đối phương quét trúng khuôn mặt, Lâm Tu Nhai chỉ cảm giác mình cái loại lãnh đạm này như gió nhẹ hờ hững trước kia đã sắp giữ vững không được, lập tức vừa chắp tay, lại có chút chật vật mang theo Nghiêm Hạo ly khai đại sảnh. Huân Nhi đối với hắn ly khai thật ra chưa từng biểu hiện ra nửa điểm ý giữ lại, dường như không có việc gì thu hồi bàn công hộp ngọc, đó là chậm rãi đi lên lầu 2. Đáng thương gia hỏa. Nhìn phong phạm lạnh nhạt không còn nữa ở bóng dáng Lâm Tu Nhai, lại nhìn thấy hoàn toàn không có nửa điểm dao động của Huân Nhi, hổ ra tấm tắc chép chép miệng, vẻ mặt chợt thông cảm. Uy, này gia hỏa ngươi. Người ta bất quá đánh bại ngươi một lần, ngươi trở nên động tâm. Ở ngoài bàn môn, Nghiêm Hạo nhìn đảo qua khí thế trước kia của Lâm Tu Nhai, không khỏi vỗ trán một cái, cười khổ nói. Lâm Tu Nhai cười xấu hổ, cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, hắn cũng không có biện pháp, cái loại cảm giác này, nói đến là đến, liên tục ngăn chặn cũng không ngăn được. Ôi,
xem ra ngươi là muốn nhất định thê thảm, nhìn thái độ của nàng, rõ ràng đối với ngươi không có nửa điểm cảm giác, cả ngày trước cũng Tiêu Viêm ca ca, sau cũng Tiêu Viêm ca ca, ta cũng không nhận ra ngươi có cơ hội gì. Nghiêm Hạo thở dài một hơi, nói. Lâm Tu Nhai trầm mặc, hắn cũng rõ ràng theo như lời Nghiêm Hạo, nhìn thái độ lúc trước của Huân Nhi đối với hắn liền biết, hắn ở trước mặt những nữ nhân khác phong độ cùng dung mạo mọi việc đều thuận lợi, nhưng lần này lai không có nửa điểm lực sát thương, mà đối với thiên phú tu luyện, thành tựu vân vân, Tiêu Viêm tựa hồ so với hắn cũng không yếu, ngày đó cái chàng kinh thiên chiến đấu kia, hắn cũng biết nếu là thay chính mình, hơn phân nửa kết cục cùng so với Liễu Kình cũng không khá hơn chút nào. Huống hồ Huân Nhi biểu hiện ra ngoài chính là cổ thanh nhã lạnh nhạt, cơ hồ không có chỗ trống gì để chui vào, tất cả chuyện này hết thảy đều đã thuyết minh Lâm Tu Nhai hắn cơ hồ không có cơ hội nhiều lắm. Ôi, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, Lâm Tu Nhai dùng sức lắc đầu, ở Nghiêm Hạo trong ánh mắt kinh ngạc phát nổ một câu nói tục, mụ nội nó, ta thật ghen tị Tiêu Viêm, tiểu tử đó làm sao lại có vận khí tốt như vậy chứ. Chương 577 thực lực tăng lên. Bên trong mật thất tĩnh lặng, Huân Nhi đang im lặng ngồi bên cạnh bàn, bàn tay mềm chống một bên má, dưới tay áo màu xanh khẽ lộ ra cổ tay trắng như tuyết, một đôi mắt sáng lấp lánh tựa như bảo thạch phản chiếu những tia sáng như hòa của ngọn đèn, đang nhìn chăm chú thân ảnh Tiêu Viêm với hai mắt nhắm chặt đang ngồi xếp bằng trên giường. Hiện giờ, thời điểm diễn ra cường bảng đại tái cũng đã trôi qua 5 ngày, nhưng Tiêu Viêm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại từ trong tu luyện, điều này làm cho đám người Ngô Hạo có chút lo lắng và có vài lần đề nghị đánh thức hắn. Bất quá mỗi lần đều bị Huân Nhi ngăn trở, dưới nhãn lực của nàng cũng mơ hồ cảm nhận được đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm đang ngày càng mênh mông, đợi đến lúc hắn chân chính thức tỉnh thì thực lực chắc chắn có tinh tiến. Bởi vậy nếu lúc này mạnh mẽ đem hắn thức tỉnh thì không thể nghi ngờ sẽ làm hắn đánh mất cơ hội tốt có thể tăng lên thực lực này. Xem ra hôm nay sợ là vẫn không có kết quả, đợi trong mật thất hồi lâu, nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, Huân Nhi cũng phải nhẹ thở dài một hơi thì thào nói, liền muốn đứng dậy rời đi. Nhưng mà ngay khi Huân Nhi vừa mới đứng lên chốc lát, một cỗ dao động năng lượng khác thường đột nhiên dũng động lên trong mật thất. Nhất thời, nàng lộ ra mặt cười vui vẻ, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Tiêu Viêm. Sau cổ năng lượng dao động truyền ra không bao lâu, một cỗ hơi thở mạnh mẽ đột nhiên trào ra từ trong cơ thể Tiêu Viêm đang nhắm chặt đôi mắt. Cỗ hơi thở này tăng lên cực nhanh trong một thời gian ngắn ngủi. Nó siêu việt cỗ hơi thở của Tiêu Viêm ở giai đoạn đỉnh trạng thái trước kia, hơn nữa nó vẫn còn có xu hướng tiếp tục tăng lên. Cảm thụ được hơi thở của Tiêu Viêm đang nhanh chóng tăng lên, trên gương mặt Huân Nhi cũng hiện lên một chút ý mừng, quả nhiên theo nàng đoán không sai, mấy ngày trước đây, trong cơ thể Tiêu Viêm không ngừng hấp thu năng lượng cực kỳ khổng lồ, mà hiện giờ, dưới sự đánh sâu vào của cổ khổng lồ năng lượng này, cấp bậc vách tường ngăn cách cơ hồ bị nghiền nát vỡ vụn. Hơi thở đột nhiên kéo lên rằng có ước chừng gần 5 phút đồng hồ rồi mới dần dần chậm lại, lại tiếp tục qua một chốc, một đạo năng lượng đột ngột cuồng mãnh từ trong cơ thể Tiêu Viêm khuếch tán mà ra, cuối cùng va chạm trên vách tường cứng rắn. Làm cho mật thất cứ rung lên bần bật. Tại lúc cổ năng lượng này cuồng mãnh trào, sắc mặt hồng nhuận khác thường của Tiêu Viêm cũng dần dần giảm bớt, cho đến khi khôi phục lại nét bình thường cũ, đôi mắt nhắm chặt hơi hơi run rẩy, cuối cùng trong ánh mắt chờ đợi vui sướng của Huân Nhi, nó rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt đang chậm rãi mở, một ngọn lửa màu xanh mạnh mẽ phun ra, cuối cùng lại như tia chớp thu hồi mất tăm. Hô một ngụm hơi mang chút chọc khí màu đen bị Tiêu Viêm phun ra, khí đen chậm rãi bay lên, cuối cùng va chạm vào trần nhà cứng rắn. Nhất thời dưới những tiếng vang suy lạp cực nhỏ, trần nhà đã bị ăn mòn thành một cái nho nhỏ hõm sâu, mà nhìn thấy rõ ràng cảnh này, hai mi mắt của Huân Nhi hơi hơi nhíu lại. Theo ngụm khí kia bị phun ra, phía trên khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng xuất hiện một tầng nhàn nhạt sáng bóng, cảm thụ được đấu khí trong cơ thể hùng hồn hơn so với quá khứ không chỉ vài lần, nét mặt Tiêu Viêm khó có thể che giấu nỗi vui mừng lẫn sợ hãi. Tiêu Viêm ca ca, chúc mừng ngươi, lần này trọng thương không chỉ không bị lưu lại mầm họa, ngược lại là nhân họa đắc phúc, nhìn ngươi hiện giờ hơi thở, thực lực hẳn là trên dưới 5 sao đấu linh a. Nhìn khuôn mặt của Tiêu Viêm đang ẩn giấu kinh hỉ, Huân Nhi hé miệng cười nói. Tiêu Viêm thoáng cảm ứng một chút, khẽ gật đầu, cười nói, hẳn là ở sấp xỉ 5 tinh đấu linh. Tăng lên chỉ có 2 tinh thực lực, Tiêu Viêm tuy rằng kinh hỉ, nhưng tựa hồ cũng không có quá mức ngoài ý muốn, người khác đối với hắn vì cái gì có thể đột nhiên mạnh mẽ tăng lên 2 tinh thực lực cảm thấy khó có thể tin, bất quá hắn lại là biết một chút manh mối, tuy nói trong đó một phần là có nguyên nhân từ trận đại chiến này, bất quá nguyên nhân lớn hơn nữa, còn là bởi vì thân thể hắn đã nuốt không ít các loại đan dược cùng với thiên địa kỳ bảo, ví như đoạn thời gian trước dùng địa tâm thối thể nhũ, tuy rằng đại bộ phận đều là dùng để luyện hóa thân thể Tiêu Viêm. Bất quá vẫn có một ít dược lực còn sót lại thẩm thấu trong các ngóc ngách cơ thể, mà hiện tại nhân lúc Tiêu Viêm hoàn toàn lâm vào đèn cạn dầu sắp tắt, tự nhiên là những dược lực tiềm tàng này chủ động thẩm thấu mà ra, giúp hắn chữa trị thương thế, do vậy cũng giúp cho hắn lần này thực lực tăng mạnh. Nhưng mà Tiêu Viêm ca ca trong cơ thể tựa hồ có chút vấn đề a. Huân Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới bên cạnh Tiêu Viêm,
đôi mắt sáng nhìn vào Tiêu Viêm, nghiêm túc nói. Tiêu Viêm ngơ ngác, chợt giật mình, chắc là do vừa rồi nàng thấy làn khí đen kia. Xoa xoa đầu, hắn bất đắc dĩ nói, lúc trước vì để có được một gốc cây dược liệu, nên ta giúp Nạp Lan Kiệt trừ độc, kết quả lại bị tiêm nhiễm chất độc đó trong cơ thể, nhưng mà cũng may có dị hỏa hộ thể, độc tố kia không thể gây thương tổn đối với ta, cho nên nó vẫn tiềm tàng ở trong cơ thể, chỉ có khi tăng cấp như mới vừa rồi nó mới được tiêu trừ một chút. Với trình độ luyện dược thuật của Tiêu Viêm ca ca, mà cũng giải quyết không được sao? Huân Nhi hơi có chút hoảng hốt nói. Độc tố này có chút không tầm thường, lúc trước ngay cả thực lực ở cấp bậc đấu hoàng của Nạp Lan Kiệt mà cũng thiếu chút nữa bị chất độc này giết chết, muốn đem nó hoàn toàn tiêu trừ, đâu phải đơn giản như vậy. Tiêu Viêm nhún vai, nói, yên tâm đi, không việc gì đâu, chỉ cần có dị hỏa hộ thể, thứ này đối với ta vô hại. Tiêu Viêm an ủi một tiếng, chợt xoay người từ trên giường thượng đi xuống, vặn vẹo khối thân thể đã ngồi vài ngày, nhất thời trong mật thất vang lên một tràng tiếng cách cách do âm thanh của xương cốt nổ giòn, tựa như là cây đậu bị nghiền nát. Đúng rồi, vậy cường bảng đại tái cuối cùng thế nào? Ta chắc là tiến vào top 10 a. Đột nhiên nhớ tới sự việc tối trọng yếu, Tiêu Viêm liền vội vàng hỏi. Ha ha, yên tâm, ngươi đã tiến nhập vào top 10, mặc dù là một gã đứng cuối cùng. Huân Nhí che miệng khẽ cười nói, nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm như chút được gánh nặng, chợt nói thêm một câu, Liễu Kình cũng vào top 10. Giật mình, Tiêu Viêm ngạc nhiên nói, vậy đến tột cùng ai thắng? Đại trưởng lão nói tính là hòa, cho nên cho hai người các ngươi cùng xếp hạng 10. Huân Nhi thản nhiên nói, như vậy cũng được, dù sao ta chỉ cần được tiến vào thiên phần luyện khí tháp thôi, xếp hạng 10 cũng chẳng sao. Thản nhiên gật gật đầu, Tiêu Viêm vặn vẹo một chút thắt lưng, hướng về phái của mật thất bước nhanh ra ngoài, thầm nói, ở trong này ngây người lâu như vậy, xương cốt đều nhanh rỉ sắt, đi thôi, nha đầu, đi ra ngoài hít thở không khí. Nghe vậy, Huân Nhi chợt mỉm cười gật gật đầu, thân mềm mại đi theo. Ngay khi Tiêu Viêm và Huân Nhi xuất hiện ở bàn môn, nhất thời tạo ra oanh động không nhỏ, trong khoảng thời gian này bên ngoài vẫn lưu truyền phong thanh rằng Tiêu Viêm bị trọng thương khó có thể chữa khỏi. Mặc dù nhóm người Huân Nhi đã vài lần bác bỏ tin đồn, nhưng mà Tiêu Viêm mấy ngày không xuất hiện, cũng đã làm cho đám người bàn môn tâm tình không yên. Hiện giờ nhìn thấy Tiêu Viêm bình yên vô sự, hơn nữa khí sắc so với trước kia càng tốt hơn nhiều, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng và kích động. Đi lại trong bản môn, Tiêu Viêm không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện bản môn thành viên tựa hồ so với ngày xưa nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa nhìn chung không khí cũng là cực kỳ tăng vọt. Một đường đi tới, thấy ánh mắt của mọi người nhìn lại tràn ngập tôn sùng cùng kính sợ. Hắc, Tiêu Viêm, ngươi thương thế rốt cuộc cũng khỏi hẳn. Ngay tại Tiêu Viêm đang lúc tuần tra, đột nhiên thanh âm quen thuộc của Lâm Diễm bỗng nhiên vang lên, chợt một thân ảnh rất nhanh lướt tới xuất hiện ở Tiêu Viêm bên cạnh, lộ ra khuôn mặt ẩn giấu ý mừng vỗ vỗ lên bả vai Tiêu Viêm. Hướng về phía Lâm Diễm cười cười, ánh mắt Tiêu Viêm bỗng nhiên dừng ở vị trí ngực hắn, một cái huy chương nhìn quen mắt chỉnh tề đeo trên đó, lập tức sắc mặt hắn nhất thời ngạc nhiên lên. Ngươi như thế nào đeo huy chương bản môn của chúng ta? Tiêu Viêm vẻ mặt kinh ngạc nói. Lâm Diễm đại ca hiện giờ cũng là gia nhập bản môn chúng ta, đeo huy chương, có vấn đề gì sao? Một bên, Huân Nhi buồn cười nói. Tiêu Viêm trợn mắt cứng lưỡi, sau một lúc lâu mới tỉnh táo lại, với vẻ mặt cổ quái nói, ngươi là một đại gia hỏa xếp trong 10 người cường bảng thế mà lại chịu hạ mình gia nhập bản môn chúng ta. Hạ mình cái rắm, hiện giờ thanh thế bản môn bên trong nội viện cho dù là nanh sói của Lâm Tu Nhai và Liệt Sơn của Liễu Kình đều đuổi theo không kịp, bọn họ mặc dù có cường giả tọa chấn, nhưng so với bọn hắn thì bản môn còn nhiều hơn không ít, không nói đến Man Lực Vương cơ hồ mỗi ngày đều ở lại trong này, cho dù là ngươi, cũng là có thể địch nổi Liễu Kình cường giả. Huống chi, còn có Huân Nhi, hắc hắc, ngay cả bài danh thứ hai Lâm Tu Nhai đều là bị nàng dễ dàng đánh bại đi, vậy bên trong nội viện còn có ai dám nói bản môn thế nhỏ dễ chọc? Lâm Diễm hắc hắc cười nói, Huân Nhi đánh bại Lâm Tu Nhai khi nào chứ? Tiêu Viêm lại lần nữa nghịch mặt ra, kinh ngạc nhìn sang Huân Nhi đang hé miệng mỉm cười. Thì chính sau khi cường bảng đại tái kết thúc, trên luận bàn đại tái, chật chật, ngươi không thấy được cảnh đó. Không đến 10 phần chung thời gian, vậy mà Lâm Tu Nhai đã bị thua trên tay Huân Nhi, lúc ấy toàn trường mọi người đều là giống như bị choáng váng. Lâm Diễm quán buông tay, vui sướng cười trên nỗi đau của kẻ khác. Theo Lâm Diễm kể ra, trong ánh mắt Tiêu Viêm lộ ra kinh ngạc càng ngày càng đậm, hắn biết rõ ràng Huân Nhi thường ngày vẫn ẩn tàng chân chính thực lực, nhưng lại vẫn như cũ chưa từng dự đoán được nàng chân chính bùng nổ lại như thế cường hãn. Lâm Tu Nhai là cường giả có thể địch nổi Liễu Kình, mà hắn vì đánh bại Liễu Kình cũng đã là dùng hết toàn lực, vậy mà cũng muốn bị lưỡng bại câu thương, thế nhưng không nghĩ tới cô nàng này ở ngắn ngủn trong 10 phần chung đánh bại Lâm Tu Nhai, vậy thực lực của nàng sợ hẳn là cũng đạt tới đấu vương trình độ A. Nghĩ tới tình huống này, Tiêu Viêm cũng không khỏi nhẹ hút một ngụm khí lạnh, cô gái này cũng thật sự là có chút rất khủng bố, độ tuổi của nàng hiện giờ tựa hồ so với chính mình còn nhỏ một chút, một người 17, 18 tuổi đấu vương.
Loại thành tựu này, quả thực là có thể đủ làm cho những nội viện trưởng lão đó tự ti muốn che mặt mà khóc. Ý niệm trong đầu bay lộn, tuy vậy khi Tiêu Viêm nghĩ đến thế lực sau lưng Huân Nhi, cũng là giật mình một ít, sợ là cũng không thể dùng ánh mắt bình thường để đánh giá nàng. Dường như biết rõ ràng trong đầu Tiêu Viêm đang nghĩ gì, Huân Nhi lại ôn nhu cười, bàn tay mềm kéo cánh tay của Tiêu Viêm, bộ dáng thông minh ngoan ngoãn phục tùng, nào đâu có còn nửa điểm lạnh lùng lạnh nhạt như ngày khiêu chiến Lâm Tu Nhai. Nhìn hình ảnh Huân Nhi đối với Tiêu Viêm nhân nhượng ôn nhu, Lâm Diễm như cắn phải lưỡi, cho dù thường ngày hắn là thị chiến như cùng nhân, cũng là không khỏi ở trong lòng dâng lên cảm xúc hâm mộ đối với Tiêu Viêm, như vậy Diễm Phúc, nội viện mấy người có thể hưởng. Chương 578 sau khi Tiêu Viêm thức tỉnh, mọi việc cũng đều trở lại bình thường. Tuy rằng mỗi lần lộ diện trong viện đều không ít tiếng kinh hô cùng đủ mọi loại ánh mắt dòm ngó, nhưng rồi dần dần, Tiêu Viêm cũng coi như không có việc gì. Tuy rằng hiện giờ đại tái đã chấm dứt, nhưng có lẽ phải chờ những thí sinh đã dự thi tu dưỡng một thời gian, nên việc tiến vào tầng chót thiên phần luyện khí tháp bị tạm hoãn, nhưng đối với một số người luôn chờ đợi cơ hội này như Tiêu Viêm thì lại có chút không chịu được. Bởi vì mới tấn chức lên nhị tinh đấu linh, cho nên trong khoảng thời gian này Tiêu Viêm vẫn chưa tiến vào tầng tháp chung để tu luyện mà lại lặng lẽ tinh luyện lượng đấu khí vừa tăng trong cơ thể. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, tất nhiên làm con người thích thú. Nhưng tấn cấp lần này không phải do từng bước tu luyện, đó là tấn giai tối kỵ, bởi vậy để phòng ngừa tác hại về sau, Tiêu Viêm đang cố gắng luyện hóa đấu khí, để thực sự bước vào nhị tinh cấp bậc chứ không phải hư phù thực lực. Lúc trước ở Hắc Giác vực giết chết thiếu tông chủ Huyết Tông là ví dụ tốt nhất, tuy rằng đã tiến vào đấu linh cấp bậc nhưng so với các đấu linh giả khác còn yếu nhược hơn rất nhiều. Bây giờ trong cơ thể đấu khí hư phù không ổn định làm cho thực lực chiến đấu không thể phát huy cực hạn được. Mỗi ngày đều nhàn nhã tu luyện, đấu khí trong cơ thể vốn hư phù bất định dần dần trở nên ngưng thực lại. Có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trợ giúp tinh luyện đấu khí, làm cho Tiêu Viêm tinh luyện đấu khí hao tổn tinh lực cùng thời gian ít hơn người thường rất nhiều. Cuộc sống trở nên nhàn nhã, Huân Nhi chẳng biết vì sao luôn thích kéo Tiêu Viêm cùng mình tiến vào thâm sơn, rồi nằm ở bãi cỏ xanh tùm, dựa sát vào nhau, sưởi những tia nắng vô cùng ấm áp, đầy thư thái và hạnh phúc. Bất quá mặc dù đang hưởng thụ nơi rừng núi yên tĩnh, Tiêu Viêm cơ hồ lại cảm thấy có việc gì đó sắp phát sinh. Xung quanh là bãi cỏ xanh lục tùm nhìn như một tấm thảm xanh biếc trải dài tới chân trời. Cách đó không xa là những dãy núi trùng điệp cùng với những đám mây nhàn nhạt lượn lờ, mọi thứ thật giống như tiên cảnh. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi im lặng nằm trên bãi cỏ, ánh nắng chiếu lên bao trùm thân thể làm cho người ta cảm thấy tràn đầy ấm áp và buồn ngủ. Hơi nghiêng đầu, hai con mắt sáng như bảo thạch của Huân Nhi nhìn về hắc bào thanh niên đang nhắm hai mắt nhàn nhã nằm bên cạnh, cái miệng hơi cong lên. Lát sau như nghĩ tới việc gì đó, ánh mắt chợt buồn thấp giọng nói, Tiêu Viêm ca ca, quyển trục Huân Nhi đưa cho ngươi, chờ khi nào ngươi tấn cấp đấu vương, thì nhất định phải hảo hảo tu luyện nga. Lắng nghe giọng nói ôn nhu đó, Tiêu Viêm mở mắt, cười xoa đầu Huân Nhi nói, đó là tự nhiên, Huân Nhi đã cấp, sao có thể không toàn tâm tu luyện cơ chứ? Nghe vậy, Huân Nhi mới đỉnh nhiên khẽ cười. Tiếng cười như núi tuyển khẽ chạm vào núi đá bàn thạch, thanh thúy dễ nghe vô cùng. Bất quá nha đầu ngươi, dạo này ngươi tựa hổ có chút kỳ quái a. Tiêu Viêm nhìn thẳng vào khuôn mặt động lòng người của Huân Nhi tươi cười nói. Lòng nao nao, Huân Nhi né tránh ánh mắt Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, không có, ta cảm thấy ta cùng với trước kia không có gì bất đồng. Thật không? Tiêu Viêm cười cười nói. Đột nhiên, thanh âm Dược Lão đầy ngưng trọng vang lên, có rất nhiều cỗ khí tức đang bay về phía ngươi, mục tiêu có thể là hai người các ngươi. Nghe thấy lời Dược Lão, Tiêu Viêm đầu tiên ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến trầm tư nghĩ vì cái gì mà tại Thâm Sơn nội viện lại xuất hiện khí tức một đám cường giả xa lạ, rồi đứng dậy định kéo Huân Nhi rời khỏi nơi này. Ngay khi bị Tiêu Viêm định kéo đi, Huân Nhi tựa hồ cũng cảm thấy được cái gì đó, mặt cười nhất thời biến đổi, vội vàng đẩy Tiêu Viêm tiến vào rừng rậm, lo lắng nói, Tiêu Viêm ca ca, người mau tránh vào đó đi, ngàn vạn lần đừng đi ra. Làm sao vậy? Những người tới là ai? Cầm bàn tay mềm mại của Huân Nhi, Tiêu Viêm âm trầm hỏi. Huân Nhi nhìn về phía bắc bầu trời xa xôi, cảm ứng được cỗ khí tức đang bay nhanh tới, nàng liền đặt bàn tay mềm mại vào người Tiêu Viêm, kình khí phát ra, một cỗ kình phong nhu hòa đem Tiêu Viêm đẩy mạnh vào trong rừng cây, đồng thời dặn dò, Tiêu Viêm ca ca, thu liễm khí tức, đừng để bọn họ phát hiện. Bị Huân Nhi đẩy mạnh vào trong rừng rậm, Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi không ngừng, hắn không rõ vì cái gì mà Huân Nhu lại đột nhiên trở nên lo lắng như thế. Đến tột cùng là ai? Ánh mắt nhìn về chân trời phía bắc, Tiêu Viêm chậm rãi nắm chặt tay, một cỗ nộ hỏa trong lòng lặng lẽ bốc lên. Không bao lâu sau khi Tiêu Viêm bị đẩy mạnh vào rừng rậm, đột nhiên có rất nhiều tiếng xé gió vang lên từ phía chân trời. Cuối cùng, mười mấy điểm đen nhỏ xuất hiện phía bắc trực tiếp bay về phía Huân Nhi. Thanh âm xé gió bén nhọn càng lúc mãnh liệt, sau một lúc, điểm đen càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng xuất hiện trong phạm vi tầm mắt có thể thấy.
Ánh mắt xuyên thấu qua khe hở của những lá cây, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm tràn đầy khiếp sợ. Các điểm đen đều không phải là người mà là 10 con ma thú toàn thân đen kịt, trên đầu có một chiếc sừng bạc lớn đầy những đường văn kỳ dị, thậm chí còn mơ hồ có thanh âm phong lôi từ đó truyền ra. Sau lưng ma thú là 4 đôi cánh cực lớn, cánh vừa động, cuồng phong từ trên cao ập xuống đem rừng rậm bốn phía ép ngã xuống. Đối với con ma thú kỳ lạ này, Tiêu Viêm chưa từng gặp hay nghe qua. Trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn từ trên người ma thú cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ hung hãn. Hiển nhiên, ma thú này không phải là phi hành ma thú dùng cho vận chuyển bình thường mà là loại phi hành ma thú chiến đấu. Phi hành ma thú vốn đã thưa thớt, chiến đấu phi hành ma thú lại càng cực kỳ hiếm thấy, trừ khi chỉ có những thế lực cực kỳ khổng lồ mới đủ tài lực nuôi dưỡng đám gia hỏa này. Ánh mắt từ những cái cánh rộng lớn cuối cùng lại dừng trên những cái lưng rộng lớn của chúng, Tiêu Viêm lại một lần nữa ngẩn ra vì mỗi một đầu tứ dực độc giác thú, trên lưng đều có một đạo nhân ảnh. Những người này thân đều mặc một bộ tử hắc bào, ánh mắt không đổi, sắc bén lăng lệ như đao mang, làm người ta cảm thấy một tia hàn ý. Tiêu Viêm có chút hoảng sợ khi phát hiện 10 đạo nhân ảnh này, cơ hồ mỗi cỗ khí tức đều như một cái đầm sâu không đáy. Loại tình huống này Tiêu Viêm chỉ cảm ứng thấy trên người trưởng lão trong viện mới có được. 10 đầu tứ dực độc giác thú cánh vừa động, cuối cùng dừng lại ở phía trên khe núi, từng đạo ánh mắt quét về phía thanh y thiếu nữ trên bãi cỏ. Ha ha, Huân Nhi tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được người. Dẫn đầu một đầu tứ dực độc giác thú chậm rãi hạ xuống, đang ngồi trên lưng ma thú một vị nam tử hướng Huân Nhi cười nói. Vị nam tử này tuổi cũng không lớn, tựa hồ chỉ khoảng 24-25 tuổi, bộ dáng cực kỳ tuấn tú, sợ rằng chỉ có Lâm Tu Nhai mới có thể so sánh. Một thân hắc bào, khí chất so với Lâm Tu Nhai có phần hơn, tối trọng yếu là vị nam tử này tựa hồ là đầu lĩnh của đám người kia, bởi vì 9 người còn lại đều đứng ở phía sau, thứ tự như vậy cũng có thể thể hiện cấp bậc chênh lệch. Ta là Hắc Yên Quân Tân Phó Thống lĩnh, Linh Tuyền, phụng lệnh tộc trưởng đại nhân đem tiểu thư hồi tộc. Nam tử tự xưng Linh Tuyền, đứng trên tứ dực độc giác thú cung kính ôm quyền hướng Huân Nhi nói. Ta nói rồi, ta sẽ tự trở về, các ngươi cần gì phải ngàn dặm xa xôi tới đón. Đám người Linh Tuyền đột nhiên tới làm sắc mặt Huân Nhi dần lạnh xuống, ngay cả nói chuyện cũng có một tia hàn ý. Tộc trưởng đại nhân phân phó, thuộc hạ cũng chỉ có thể lĩnh mệnh. Linh Tuyền khẽ cười, vừa muốn nói gì đó, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, hướng về phía trong rừng, trầm giọng quát, người nào nghe lén. Tiếng quát của Linh Tuyền vừa hạ xuống, trên lưng tứ dực độc giác thú, 9 nhân ảnh sắc mặt chợt lạnh, thân hình run lên, cơ hồ như thiểm điện đồng thời tiến vào bên trong rừng rậm, chợt một tiếng va chạm trầm thấp vang lên. Dừng tay! Huân Nhi lớn tiếng quát. Theo tiếng quát của Huân Nhi, một đạo nhân ảnh từ trong rừng bay ra, cuối cùng vũ động hai cánh dừng lại trên không, rồi chậm rãi đáp xuống bên cạnh Huân Nhi, quần áo hơi có chút hỗn độn, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tiêu Viêm hô hấp có chút dồn dập, Huân Nhi quĩnh lên, theo thói quen muốn hô lên, lập tức chợt tỉnh lại ra vẻ bình thản hỏi. Nhìn thấy biến hóa của Huân Nhi, Tiêu Viêm cao mày nói, sao lại thế này? Từ phía rừng cây phía sau Tiêu Viêm, 9 đạo nhân ảnh lại đồng loạt thoát ra, cuối cùng đáp phía sau Linh Tuyền, ánh mắt sắc nhọn như đao, tập trung nhìn Tiêu Viêm. Ngươi, nhìn vẻ mặt biến hóa của Huân Nhi, Linh Tuyền đôi mắt híp lại nhìn về thân ảnh Tiêu Viêm, nhìn thấy khuôn mặt này thoáng ngẩn người. Ngón tay nhẹ nhàng gõ trán, bỗng cười nói, nếu ta không lầm thì vị này hẳn từng là Tiêu gia phế vật, Tiêu Viêm thiếu gia đúng không? Ta đã xem qua bức họa của ngươi. Ngươi là ai? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Hắc Yên Quân Phó Thống lĩnh, Linh Tuyền, bất quá nói cũng vô dụng, lấy ngươi hoặc là Tiêu gia cũng chưa có tư cách để biết. Linh Tuyền cười nói, thanh âm tràn đầy sự khinh thị, tin tức Tiêu gia thiếu chút nữa bị diệt môn. Hắn đã sớm nghe nói qua, Tiêu gia hiện giờ đã hoàn toàn xuống dốc, đâu còn hào quang năm đó nữa. Nghe được lời nói đầy khinh thường của Linh Tuyền với Tiêu gia, sắc mặt Tiêu Viêm dần trở nên âm lãnh, bàn tay chậm rãi nắm lấy chuôi huyền trọng xích. Chương 579 Linh Tuyền, câm miệng. Tiêu gia cùng gia tộc ta có minh ước, ta cấm ngươi xuất khẩu làm nhục. Nhận thấy được Tiêu Viêm sắc mặt âm lãnh, Huân Nhi trong lòng quĩnh lên, hướng về phía Linh Tuyền lớn tiếng quát lên. Ha ha, tiểu thư sao vậy, ta chỉ thuận miệng nói thôi sao lại quát ta. Linh Tuyền cười cười, đang nói đột nhiên chuyển vấn đề khác, bất quá chuyến này đến đây, tộc trưởng đại nhân phân phó qua, nếu là gặp phải Tiêu Viêm thiếu gia, có thể hỏi qua một chút Tiêu gia cất bộ phận chìa khóa chỗ nào. Nói đến đây, Linh Tuyền mỉm cười đem ánh mắt hướng Tiêu Viêm, không biết Viêm thiếu gia có thể cho ta biết được không? Nghe vậy, Huân Nhi trong lòng đại chấn, rất sợ Tiêu Viêm lộ ra vết tích, quyết định ngắt lời, một bên Tiêu Viêm hơi nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói, không biết. Cao mày nhìn Tiêu Viêm nghi hoặc, Linh Tuyền tức trong lòng âm thầm nghĩ, lẽ nào hắn thật không biết? Hôm nay Tiêu gia tứ phần ngũ liệt, cũng không biết hồn điện đến tột cùng có hay không thực sự đem cái chìa khóa cướp được chưa? Nếu thực sự đến tay bọn họ, sợ là một phen phiền phức, ta tại Tiêu gia nhiều năm như vậy, cũng không từng thấy cái chìa khóa, ngươi như vậy đã liền muốn biết được sao? Chẳng lẽ không phải nằm mơ?
Trong lòng thở dài một hơi, Huân Nhi nhàn nhạt nói, ha ha, ta cũng chỉ là tùy ý hỏi mà thôi, ta chuyến này chủ yếu là đón tiểu thư trở lại, cái khác chỉ là hỏi qua mà thôi. Linh Tuyền cười, chợt quay Huân Nhi khom người nói, tiểu thư, tộc trưởng đại nhân rất nhớ đến người mày liễu vừa nhíu. Huân Nhi hơi lắc lắc đầu, vừa bước đi một bên Tiêu Viêm nắm cánh tay của nàng, thanh âm trầm thấp nói, ngươi phải đi. Tiêu Viêm ca ca, ta đã rời tộc nhiều năm, trong lúc chỉ hoãn nên ở lại thêm thời gian, lần này, xem ra ta không về không được. Tiêu Viêm ca ca nhớ kỹ những lời ta nói trước đây, nghìn vạn lần không nên tiết lộ đà xá cổ đế ngọc ở trong tay ngươi cho ai biết. Ngày sau, ngươi cũng có thể biết thế lực phía sau Huân Nhi là thế nào. Bất quá, Tiêu Viêm ca ca có năng lực bảo vệ tốt cổ ngọc trước, nghìn vạn lần đừng tới tìm Huân Nhi, bằng không trong tộc, một ít người, sẽ lưu lại ngươi, trong tay ngươi có cổ ngọc có dính dáng quá lớn. Huân Nhi hơi cúi đầu, môi nhẹ nhàng nhúc nhích, một tia yếu ớt mang theo lời cầu xin, truyền vào trong tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sắc mặt âm tình bất định, nắm chặt lấy bàn tay Huân Nhi run lên nhẹ nhẹ, Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi chờ ngươi chân chính trở thành cường giả ngại thị quần hung. Huân Nhi vẫn tin tưởng, ngươi sẽ đứng ở đỉnh của đại lục, đến lúc đó, Tiêu gia có ngươi mà lần thứ hai đứng sừng sững trên đại lục. Bàn tay run rẩy không ngừng, Tiêu Viêm tâm tình hỗn loạn, tuy rằng qua mấy năm đi khổ luyện, hắn đã sớm hiểu được một điều là không nên hành động theo tình cảm. Nhưng trải qua gia tộc lúc biến cố, lần thứ hai bị ly biệt, thật sự là làm cho hắn không thể tiếp thu được. Hơn nữa, gần tới lúc khoảnh khắc chia lìa, hắn mới rõ ràng tỉnh ngộ, người thiếu nữ trước mặt đã chiếm toàn bộ tình cảm của hắn. Tiêu Viêm thiếu gia, chúng ta đang đi làm nhiệm vụ, sở dĩ, người hãy buông tay tiểu thư ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm nắm tay Huân Nhi như vậy, Linh Tuyền trong lòng tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ tươi cười. Không để ý một chút nào đến lời nói của Linh Tuyền, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chăm chú Huân Nhi, chỉ chốc lát. Sau, rốt cuộc Linh Tuyền không chịu được chậm rãi buông lỏng tay ra trưởng, nhưng mà, ngay lúc này bàn tay Tiêu Viêm vòng qua cái eo mềm mại đưa Huân Nhi ôm vào lòng ôm ấp, đầu vùi sâu vào tóc Huân Nhi, mùi thơm tản ra nhàn nhạt, thì thào nói, Huân Nhi, chờ ta, rồi ta sẽ tìm được ngươi. Ta mặc kệ phía sau ngươi thế lực khổng lồ kinh khủng thế nào, ngươi là của ta, nếu trong mắt thế lực kia cần đạt được là đấu tôn, ta đây khắc. Hướng đấu tôn phấn đấu tôn không được, vậy đấu thánh không được thì đấu đế. Các tiền bối Tiêu gia có thể đạt tới đỉnh phong cao độ, ta Tiêu Viêm, tất nhiên cũng có thể. Hàm răng cắn chặt môi, mắt Huân Nhi sáng lên như bảo thạch sáng bóng, ngốc, nếu đạt đến đấu đế, bất kỳ nữ tử trong đại lục này, ngươi đều có thể chọn lựa. Nhìn Tiêu Viêm gan lớn ôm Huân Nhi trong lòng, Linh Tuyển ngoài khuôn mặt tiếu ý rốt cục thu hồi một chút, mắt âm lãnh như đao phong dừng lại trên người Tiêu Viêm, bàn tay chậm rãi nắm chặt, hỏa diễm ở nắm tay dâng lên muốn phát. Cảm thụ được bên cạnh có năng lượng ba động, Huân Nhi mạnh mẽ giãy khỏi tay Tiêu Viêm, thấp giọng nói vào tai Tiêu Viêm, nhớ kỹ lời ta nói, chí ít, không đạt được đấu tông thì, đừng tiếp xúc với gia tộc ta. Nói xong Huân Nhi xoay người, đầu ngón chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân hình bay lên không trung, vai hơi rung lên, một đôi cánh ngọc kim sắc đấu khí, từ phía sau hiện ra, hơi cánh rung lên vừa bốn cánh sừng sững xuất hiện, cuồng phong đại trấn quay xa xa phía chân trời bay vút đi nhìn Huân Nhi bay đi, phía sau Linh Tuyển bốn thân ảnh cưỡi quái thú cũng nhanh chóng rời đi, theo sau đuổi kịp mà lên, đem Huân Nhi vững vàng bảo hộ ở chính giữa ánh mắt chăm chú nhìn từ từ xa dần. Tiêu Viêm trong lòng thấy cô đơn, ánh mắt quay lại, thấy Linh Tuyền vẫn ở đó không đi, nhàn nhạt nói, Linh Tuyền phó thống lĩnh sao không đi? Thật ra ta không vội. Linh Tuyền cười cười, chợt dáng tươi cười biến thành âm lãnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cười lạnh nói, chỉ muốn nói với ngươi một việc, bằng ngươi Tiêu gia thành chó nhà có tang, căn bản không xứng đáng với tiểu thư, lời nói thật muốn nói với ngươi, tộc trưởng đại nhân suy đoán tiểu thư có tình cảm với ngươi, bởi vậy cũng giao phó ta truyền câu nói cho ngươi. Hãy quên tiểu thư đi, tiểu thư tại tộc ta địa vị cực kỳ quan trọng, cùng nàng xứng đôi chỉ có đại lục cường giả chân chính, ngươi còn không từ bỏ. Nói xong mấy câu, Linh Tuyển trên khuôn mặt tỏ ra khinh thường, Huân Nhi trong tộc bao nhiêu thiên tài truy đuổi làm mục tiêu, trong đó tự nhiên bao quát cả hắn. Nhưng lúc trước nhìn Tiêu Viêm dám đem Huân Nhi ôm vào lòng, nếu không có Huân Nhi hắn đã sớm không nhịn được tại chỗ đánh gục Tiêu Viêm. Hôm nay nói như thế để có thể sử dụng lời nói đem Tiêu Viêm đả kích, thỏa mãn trong lòng nhưng mà, dứt lời nhìn mặt Tiêu Viêm bình tĩnh ngoài ý muốn của hắn, mắt đen kịt hờ hững nhìn chằm chằm Linh Tuyền. Một lát sau, nhếch miệng cười, lắc lắc đầu nói, ta đây không xứng, thì cũng không tới phiên ngươi khoa tay múa chân, hơn nữa ngươi hẳn là ở đó đố kỵ ta đi. Khuôn mặt tức giận, Linh Tuyền ánh mặt lạnh lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, ngươi muốn chết. Đừng tưởng rằng có tiểu thư che chở mà ngươi kiêu ngạo, ta muốn giết ngươi như nghiền chết một con kiến. Tiêu Viêm bình thản nhìn khuôn mặt sát khí của Linh Tuyền, dáng dấp không có một chút sợ hãi, Linh Tuyền trong lòng sát ý nổi lên không ngớt. Ngay khi sát ý Linh Tuyền lan tràn thì có giọng nói già nuôi nhàn nhạt vang lên lung lay các ngọn cỏ, Linh Tuyền phó thống lĩnh, cho các ngươi tiến vào nội viện tìm người đã là nhân nhượng, bây giờ còn tại nội viện ta đụng đến học sinh.
Theo thanh âm già nua hạ xuống, thân ảnh màu đen quỷ dị hiện ra giữa không trung, rõ ràng là đại trưởng lão Tô Thiên nhìn Ti Thiên xuất hiện, linh tuyển trên người sát ý nháy mắt thu vào, hướng về người phía trước chắp tay, cười nói, đại trưởng lão nói chi vậy, ta chỉ là cùng Tiêu Viêm thiếu gia nói chuyện mà thôi. Được rồi, đừng đúng trước mặt ta mà uốn lưỡi, ta cho các ngươi vào tìm người, đã là cho tộc các người mặt mũi, hiện người đã tìm được, lập tức ly khai đi. To Thiên nhíu nhíu mày nói. Nghe To Thiên hạ lệnh trục khách, Linh Tuyền cười cười, cũng không phản bác, khom người quay đi, chợt ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng Tiêu Viêm, ngoài cười cười trong lòng thì không cười nói. Xem ra ngươi chưa từ bỏ ý định, cũng được, chờ ngươi sau này có bản lĩnh, đến tộc ta tìm tiểu thư, đến lúc đó, ta phó thống lĩnh hội sẽ cho ngươi biết thế nào là sự chênh lệch. Nói xong, Linh Tuyền vai du lên, một đôi cánh đỏ thẩm sắc đấu khí bắn ra, hai cánh hơi chấn động, thân hình cấp tốc bay lên trên không, bay vút đi. Trong thời gian ngắn nhìn Linh Tuyền ly khai, Tô Thiên chậm rãi hạ thân hình xuống rơi bên cạnh Tiêu Viêm, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, than thở. Tiểu tử kia, đả kích ngươi, không phải đã có thể như lời hắn nói đâu, tộc bọn họ cùng người bình thường có chút bất đồng, đứng lên tu luyện có chút gặp may mắn, nhưng thật muốn luận khởi điểm tu luyện thiên phú, hắn so ra kém ngươi. Tiêu Viêm mỉm cười, yên lặng gật đầu, nhẹ giọng nói. Nếu vừa rồi hắn động thủ, có liều mạng lần thứ hai trọng thương, ta cũng sẽ lưu lại cho hắn một ít thương tổn. Nhìn giọng nói nhỏ nhẹ của Tiêu Viêm, Tô Thiên cũng nao nao, hắn rõ ràng, người trước mặt cũng không phải nói đùa, hắn cười nói, ta tin tưởng ngươi, một người bằng khả năng bản thân thực lực đem Vân Lam Tông quậy long trời lở đất như vậy, lời nói lúc nãy cũng không làm cho ngài ý muốn. Ha ha, được rồi, tiểu tử kia, ngày mai là ngày tiến nhập thiên phần luyện khí thấp tiếp thu tâm hỏa nhập thể. Nếu là ngươi có thiên phú tu luyện, tấn chức đấu vương là chuyện bình thường, hiện tại nói cái gì đều chỉ là vô dụng, chỉ có trở thành một cường giả chân chính, ngươi mới có thể đi đến tộc đó, tìm được bạn gái của mình. Tô Thiên vỗ vai Tiêu Viêm, thoải mái nói, chợt quay người hướng trong rừng rậm chậm rãi bước đi. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, nhìn bóng lưng Tô Thiên khuất dần trong rừng, lúc này mới xoay người, đem ánh mắt hướng phương bắc xa xôi phía chân trời, lẩm bẩm nói, huân nhi chờ ta. Nắm tay chậm rãi từ trong áo bào vươn ra, máu từ khe hở kẽ tay tràn ra, Linh Tuyền cái loại không phải là chân chính vậy đối với Tiêu Viêm không có chút ảnh hưởng. Linh Tuyền trái nhục này, ta sẽ nhớ kỹ. Chương 580 khi Tiêu Viêm vừa trở lại bàn môn thì vừa vặn gặp Ngô Hạo Hổ ra. Hai người nhìn thấy Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm thì liếc mắt nhìn nhau một cái, không rõ là ai đã đem cái tên khuôn mặt thường xuyên tươi cười này chọc giận rồi. Ánh mắt Tiêu Viêm lơ đãng, nhìn vào chẳng đoán ra được gì, Hổ gia nhịn không được, thấp giọng hỏi, Huân Nhi đâu? Tiêu Viêm cước bộ dừng lại một chút, rồi chậm rãi thở ra một hơi, nói, đi rồi, đi rồi. Nghe vậy, Ngô Hạo cùng Hổ gia nhất thời ngẩn ra, thần tình kinh ngạc, đi đâu, khi nào thì trở về. Nàng trở về gia tộc, về sau sợ là không thể quay lại. Tiêu Viêm dừng tại cửa phòng, nhàn nhạt nói một tiếng, lặng thinh đẩy cửa vào, sau đó thình thịch một tiếng, cửa phòng bị đóng lại thật mạnh. Ngô Hạo cùng Hổ gia chăm chăm nhìn cánh cửa đóng chặt kia, một lúc lâu sau mới có chút tiếc nuối thở dài một hơi, trải qua một thời gian ở chung lâu như vậy, hai người đối với cô gái luôn nhu hòa mỉm cười kia, hay cơ hồ là tất cả mọi người trong bản môn đều có cảm giác kính yêu cùng tôn sùng, nay chợt nghe thấy nàng rời đi, tự nhiên trong lòng mọi người đều cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ai, tin tức này nếu truyền ra ngoài, sợ rằng sĩ khí không ít thành viên bản môn sẽ tụt xuống mất. Thật lâu sau, Hổ gia thở dài một hơi, nói. Ngô Hạo cười gật đầu, thấp giọng nói, khó trách, ta luôn cảm giác được Huân Nhi gần đây có điểm kỳ quái. Nguyên lai là sắp phải rời đi à, ta sợ Tiêu Viêm trong lòng cũng không chịu nổi. Hổ gia bất đắc dĩ buông tay, chợt xoay người đi ra bên ngoài, nói, quên đi, không nên quấy rầy hắn, cứ để hắn yên tĩnh. Ngô Hạo gật đầu, không biểu lộ cảm xúc gì đi theo sau. Trong căn phòng nhỏ nhạt mùi thơm của thiếu nữ lưu lại, Tiêu Viêm nằm trên chiếc giường mềm mại, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng xuất hiện hình ảnh một cô gái động lòng người nhất kia cau mày cười, như giao khắc thật sâu trong tâm tưởng hắn. Khi nàng còn ở bên, hắn thật ra chưa từng có cảm giác như vậy, hiện giờ nàng đã đi xa rồi, cỗ cảm xúc kia mới từ trong sâu thẳm bên trong tâm trí hắn len lỏi mà ra. Cảm giác giống như tẩu hỏa nhập ma vậy, cứ quanh quẩn trong đầu liên miên không dứt. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, giờ hắn biết cái hình ảnh kia, sợ là sẽ bám theo hắn suốt cả cuộc đời này. Ta sẽ đi tìm ngươi cả cuộc đời này, Tiêu Viêm nắm chặt tay lại, nhủ thầm nhưng thanh âm cứ vang lên trong phòng. Sau một thời gian ngắn yên tĩnh, ngày hôm sau, nội viện lại trở nên náo nhiệt, bởi vì hôm nay 10 người đứng đầu cường bảng sẽ tiến vào thiên phần luyện khí tháp tầng dưới cùng để tiếp thụ căn nguyên tâm hỏa phân thể. Người trong nội viện đều rõ, chỉ cần chịu qua được lại phân thể này, cơ hồ về sau sẽ dễ dàng tấn giai đấu vương hơn, loại cơ hội này chỉ có thể ngộ không thể cầu, đủ để làm cho bất cứ ai cũng phải lóa mắt. Bên trong bản môn, một đoàn thành viên vây quanh phía trước tiểu lâu cát, nhìn cửa phòng đóng chặt, cúi đầu nói nhỏ khe khẽ. Giác chi.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, cửa phòng đóng chặt đột nhiên vang lên một tiếng rất nhỏ, tất cả âm thanh khe khẽ bây giờ đều ngưng lại, từng đạo ánh mắt nóng bỏng cùng Tôn Sùng chằm chằm nhìn về cửa phòng. Tại nơi tất cả ánh mắt nóng cháy kia nhìn chăm chú, một hắc bào thanh niên chậm rãi đi ra, nhìn khuôn mặt ấm áp kia, tất cả thành viên bản môn đều có một loại cảm giác phấn chấn. Hiện giờ bản môn chính là bang phái đứng đầu, nhất cử nhất động của Tiêu Viêm đều tác động đến tinh thần của bản môn. Mặc kệ gặp loại đối thủ nào, chỉ cần hắn không bại, như vậy bản môn mọi người đều sẽ có ý chí chiến đấu vô cùng kiên định. Nhìn Tiêu Viêm khôi phục lại thần sắc trước kia, Ngô Hạo cùng Hổ Gia cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu người này vẫn như ngày hôm qua, âm trầm, cô đơn, sợ rằng tâm tình mọi người ở đây sẽ vô cùng xấu. Ánh mắt nhìn chung quanh quảng trường, tầm mắt Tiêu Viêm lướt về phía chỗ ảnh viên bản môn nào, người đó sẽ là không tự chủ được ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt nóng cháy đầy kích động. Tiêu Viêm mỉm cười, chậm rãi giơ tay lên, sau chợt hạ xuống, thanh âm ngắn gọn rõ ràng, đi. Nói xong, Tiêu Viêm cước bộ dẫn đầu, hướng cửa bản môn bước ra, sau đó, rất nhiều thành viên bản môn chậm rãi theo sát sau. Đội quân lớn như vậy hành tẩu trong viện, tự nhiên gây ra xôn xao không nhỏ, từng đạo ánh mắt từ bốn phía hướng đến, khi bọn hắn nhìn thấy đầu lĩnh hắc bào thanh niên kia, nhất thời giật mình, chợt hiện vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn theo. Khí thế bàn môn tăng vọt trong lòng mọi người. Hiện giờ bàn môn bởi đan dược duyên cớ, dĩ nhiên chân chính lũng đoạn thị trường đan dược trong nội viện. Hơn nữa, theo thực lực bàn môn tăng cường, dược bang kia ngày càng khó cùng bàn môn tranh đoạt. Hỏa năng sung mãn khiến cho loại chế độ thưởng phạt hỏa năng đặc thù của bản môn càng hoàn thiện, bởi vậy bên trong nội viện, cho dù một ít người sớm đã gia nhập thế lực khác, cũng đối với đãi ngộ của thành viên bản môn hâm mộ vô cùng. Một đoàn người chậm rãi thẳng đến thiên phần luyện khí tháp, ven đường cũng gặp qua vài ba thế lực khác, bất quá thanh thế so với bản môn không thể nghi ngờ là yếu hơn rất nhiều. Tuy rằng các thế lực khác thủ lĩnh cũng là nằm trong 10 người đầu, bất quá Tiêu Viêm có thể đem cả Liễu Kình đánh trọng thương, đứng trước hắn không ai dám có chút ngạo ý, dù sao bọn họ đều rõ ràng, nếu Tiêu Viêm cùng Liễu Kình không vì lưỡng bại câu thương mà tham gia đến cuối, chỉ sợ hai người đều bài danh 3 người đầu. Sắp tới thiên phần luyện khí tháp, Tiêu Viêm cũng rồng dạng gặp Lâm Tu Nhai dẫn theo một đám người, song phương gặp mặt, đều là ngẩn người ra, rồi chợt cười vang tiếp đón nhau. Vừa lúc tiếp đón, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua đám người phía sau Lâm Tu Nhai, tính ra chỉ vẻn vẹn có 20 người, nhưng trong lòng thầm khen một tiếng. Họ nhân số tuy kém so với bản môn nhiều, nhưng hơi thở đều là ẩn lại, trong mắt lấp lóe tinh quang, cả người khí thế ngưng tụ, thực lực đều ít nhất là nhất tinh đấu linh. Nói vậy đây chính là nanh sói nổi tiếng nội viện, người không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều có thể lấy một địch 10, đây mới là chân chính tinh nhuệ. Khi Tiêu Viêm đánh giá nanh sói phía sau Lâm Tu Nhai, Lâm Tu Nhai cũng liếc mắt nhìn bên cạnh Tiêu Viêm, nhưng không thấy bóng dáng đã khắc sâu trong tâm trí hắn, trong mắt lập tức hiện lên một chút thất vọng. Hắn cùng Tiêu Viêm chuyện trò cười nói, rồi bước nhanh tới đỉnh tháp đã xuất hiện ở cuối tầm mắt kia. Khi Tiêu Viêm dẫn người đến thiên phần luyện khí tháp, nơi này bên ngoài đã sớm tấp nập xôn xao, bởi vì hôm nay 10 người đứng đầu cường bảng tiến vào tầng dưới cùng của thiên phần luyện khí tháp, nơi mà nội viện đã cấm các đệ tử khác tiến vào. Tuy rằng trong lòng mọi người có chút không đồng ý, nhưng cũng hiểu được đây là quy củ lâu đời, khó có thể thay đổi. Đám người Tiêu Viêm xuất hiện liền được mọi người chú ý đến. Danh vọng Tiêu Viêm bây giờ không thấp hơn so với Lâm Tu Nhai, tự nhiên trong nháy mắt liền bị mọi người nhận ra. Lập tức trong đám người đủ loại thanh âm vang lên. Không để ý tới những thanh âm ầm ĩ này, đám người Tiêu Viêm dựa vào số đông, trực tiếp như thanh đao nhọn đâm vào đám người mở đường ra, cuối cùng nghênh ngang đi tới bãi đất trống trước cửa thiên phần luyện khí tháp. Ngoài cửa thiên phần luyện khí tháp có một mảnh đất trống trải, bất quá nơi này chỉ dành cho những thế lực có thực lực sử dụng. Bàn môn hiện giờ hoàn toàn có đủ tư cách này, bởi vậy đoàn người cũng không khách khí trực tiếp tìm một nơi xếp bằng ngồi xuống. Ngồi trên đất, Tiêu Viêm nhìn đám đông đang chen nhau đứng chật chội kia, không khỏi có chút cảm thán. Hơn nửa năm trước, hắn cũng chỉ có tư cách đứng ở bên ngoài đó, hâm mộ nhìn các thế lực tại nơi này chiếm lấy vị trí tốt nhất để ngồi, không nghĩ tới hiện giờ, hắn lại đổi vị trí so với lúc xưa. Hắc, Liễu Kình, tên đó cũng tới rồi. Thân ảnh Lâm Diễm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, đặt mông ngồi xuống hướng hắn bĩu môi nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, ánh mắt liền quét tới. Quả nhiên, tại đám đông bỗng xôn xao hẳn lên, một đám người hùng hổ xông vào thẳng hướng đến cửa thiên phần luyện khí tháp. Đầu lĩnh của đám người đó, lưng đeo đại liệt sơn thương, Liễu Kình, phía sau là Liễu Phỉ, Diêu Thịnh cùng một đám người dáng người có chút cường tráng, nhưng khí thế không thể so cùng nanh sói của Lâm Tu Nhai. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào Liễu Kình, hắn cũng như có cảm ứng, hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về hắc bào thanh niên đang ngồi xếp bằng kia. Bốn mắt đối nhau, cước bộ Liễu Kình dần dần chậm lại, mắt nhìn chăm chăm về một phía. Hành động này tự nhiên khiến cho mọi người chú ý, vì vậy, từng đạo ánh mắt lại chuyển rời lên người Tiêu Viêm. Nhìn thấy hai vị đối thủ có thể nói là oan gia ngõ hẹp đang đối mặt nhìn nhau, tiếng ồn ào chung quanh nhất thời yên lặng đi rất nhiều.
đám đông chung quanh nhìn chăm chú. Liễu Kình thoáng chần chờ một chút, rồi liền dẫn người chậm rãi hướng Tiêu Viêm đi tới. Phía sau Tiêu Viêm, mọi người bàn môn nhìn thấy Liễu Kình dẫn người đến, nhất thời đều khẩn trương, ánh mắt biểu lộ địch ý, trực tiếp rút vũ khí ra. Hành động của song phương lập tức làm cho thanh âm chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hồi hộp nhìn hai phương thế lực như sắp triển khai chiến đấu sống mái với nhau. Cách còn khoảng 10 thước, Liễu Kình liền dừng cước bộ lại, vung tay lên. Đám đại hán hùng hổ kia nhất thời đều dừng lại, nhanh gọn đứng chỉnh tề, rất có khí thế. Liễu Kình mang theo Liễu Phỉ, Diêu Thịnh, chậm rãi tiến tới trước mặt Tiêu Viêm. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt đang tươi cười kia. Thanh âm trầm thấp nói, ngươi rất mạnh, ta đã xem thường ngươi. Tiêu Viêm cười cười, hướng về phía Liễu Kình chắp tay, nói, may mắn mà thôi. Trong chiến đấu không tồn tại may mắn, Liễu Kình nhàn nhạt nói, ánh mắt chợt có chút nóng bỏng hướng Tiêu Viêm, nói, bất quá, từ giờ trở đi, đối thủ của ta lại có thêm một người. Điều này đối với ta mà nói, là một đại hỷ sự. Về sau khi có dịp, ta sẽ tìm ngươi tỉ thí lại. Liễu Kình nói xong cũng không đợi Tiêu Viêm đáp lời lại, liền xoay người mang người đi đến địa phương không xa đó chờ đợi cửa mở. Nhìn Liễu Kình đi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, người này, nguyên lai thật là phiền toái. Sau khi Liễu Kình dẫn người đến không lâu, lại có thêm một số đám người tới. Cuối cùng gần nửa giờ sau, hai bên tả hữu, đột nhiên có tiếng xé gió vang trời. Vài đạo thân ảnh già nua thoáng hiện ở ngoài cửa tháp, trong đó có một người dẫn đầu, chính là đại trưởng lão Tô Thiên. Ha ha, xem ra mọi người đã đến đông đủ, vậy ta cũng không nhiều lời. Tô Thiên đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, rồi cũng không nói nhiều liền vung tay lên. Cánh cửa tháp nặng nề đột nhiên vang lên một trận thanh âm rát chi, rồi từ từ mở ra. 11 người đứng đầu cường bảng, theo ta tiến vào. Những người khác không được phép. Nếu vi phạm, trong vòng nửa năm, đừng nghĩ đến chuyện tiến vào trong đó. Tô Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, cũng không để ý tới mọi người bị hình phạt nghiêm khắc này làm cho kinh hãi thối lui, xoay người tiến vào trong tháp. Nhìn bóng dáng Tô Thiên, Tiêu Viêm đứng dậy trong từng đạo ánh mắt hâm mộ, dẫn đầu tiến vào trong thiên phần luyện khí tháp. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện trên halayzi.com. Nếu thấy hay các bạn nhớ like, đăng ký kênh và ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.